Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện hay 198, hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Vạn Tướng Chi Vương của ta quá mạnh, tác giả Thiên Tàm Thổ Đậu, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé, nếu ai ủng hộ cà phê trà thuốc cho kênh thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 1046, Thẩm Vấn. Cái kia Triệu Kim Ô trong lúc bất chợt xuất thủ, cũng là dẫn tới Lý Lạc hơi biến sắc mặt, hắn ngược lại là không nghĩ tới vị này Triệu Thiên Vương nhất mạch phong hầu cường giả, vậy mà lại như vậy không giữ thể diện trực tiếp ra tay với hắn. Xem ra Triệu Diêm cái chết, làm cho vị cường giả này có chút phá phòng. Bất quá Lý Lạc cũng không có hiển lộ cái gì kinh hoàng vẻ sợ hãi, ngược lại là ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia rơi xuống kim quang cự trảo, như vậy bàng bạc mênh mông thế công, từ xuất hiện trong nháy mắt đó liền phong tỏa chung quanh hắn hư không. Làm cho hắn không thể nào tránh né. Tránh là không có chút ý nghĩa nào. Mà lại, coi như cái này Triệu Kim Ô là Triệu Thiên Vương nhất mạch phong hầu cường giả, nhưng hắn Lý Lạc cũng không phải là không có chút nào bối cảnh tán tu, muốn làm chúng trực tiếp đem hắn bắt giết, chỉ sợ cái này Triệu Kim Ô còn làm không được. Quả nhiên, cũng đúng như Lý Lạc sở liệu, coi như cái kia cự chảo màu vàng bao trùm xuống thời điểm, có một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên như sấm rền nổ vang, Triệu Kim Ô, đường đường bát phẩm hầu. Lại đối với tiểu bối xuất thủ, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Đó là Lý Kim Bàn gầm thét, mà lại theo nó tiếng giống rơi xuống, hắn trực tiếp đấm ra một quyền, chỉ thấy cuồn cuộn quyền quang xuyên phá chân trời, quyền quang bên trong tản ra một loại ngập trời giống như phong duệ chi khí, trực tiếp là đem vạn dặm thiên khung chỗ xé rách. Oanh! Quyền quang cùng kim quang cự chảo chạm vào nhau, bất quá hiển nhiên hay là cái kia Triệu Kim Ô, bát phẩm hầu thực lực càng hơn một bậc, âm thanh lớn trong oanh minh. Kim quang cự chảo trực tiếp sinh sinh đem cuồn cuộn quyền quang chỗ xé rách. Nhưng kim quang cự chảo thế công cũng bị cản trở lại. Lý Lạc trước người, một bóng người trống rỗng dần hiện ra đến, đó là Lý Thanh Bằng. Hắn tay áo vung lên, đầy trời thanh quang quét sạch, dường như cuốn lên vô biên cương phong. Cương phong đem cái kia ảm đạm kim quang cự chảo thổi đến lung lay sắp đổ, cuối cùng đem nó triệt để tách rời, hóa thành kim quang phá toái ra. Lý Thanh Bằng đem Lý Lạc ngăn ở phía sau, xưa nay treo hiền lành nụ cười trên mặt. Lúc này cũng là có lãnh ý nổi lên, âm thanh lạnh lùng nói, Triệu Kim Ô, ngươi thật coi ta Long Nha mạch không người hay sao? Lúc này, Lý Thiên Vương nhất mạch bên kia vô số cường giả cũng là mặt lộ tức giận, từng đạo cường đại đến cực điểm năng lượng ba động bạo phát, dẫn tới cái này thiên tinh đại bình nguyên năng lượng thiên địa đều là trở nên táo động. Lý Cực La cũng là vào lúc này lên tiếng, nói, Triệu Kim Ô, ngươi Triệu Thiên Vương một mạch là thua không nổi sao? Các ngươi giết ta Lý Thiên Vương nhất mạch thiên kiêu là được. Chúng ta giết các ngươi thiên kiều lại không được. Ngươi Triệu Thiên Vương nhất mạch, lúc nào là cái này thiên nguyên thần châu không người có thể phạm bá chủ hay sao? Các phương cường giả nhìn thấy cái này hai bên lại là, kiếm bạt nỗ trương rằng co đứng lên, cũng đều là bảo trì thờ ơ lạnh nhạt, dù sao cái này hai đại thiên vương mạch ân oán cực sâu, ai cũng khuyên phục không được ai. Triệu Kim Ô sắc mặt âm trầm, hắn rét lạnh nhìn thoáng qua bị Lý Thanh Bằng bảo vệ Lý Lạc, sau đó thần sắc thời gian dần trôi qua bình phục. Lạnh lùng nói, ta xuất thủ cũng không phải bởi vì Triệu Diêm nguyên nhân, mà là muốn thẩm vấn Lý Lạc này cùng xuất hiện ở trong linh tướng, động thiên chân ma dị loại đến tột cùng có cái gì liên lụy. Triệu Kim Ô, không cần ngậm máu phun người, ta còn nói cái kia chân ma dị loại là các ngươi Triệu Thiên Vương, nhất mạch người mang vào đây này. Vậy ta muốn hay không đem bọn người bọn tiểu bối kia đều bắt thẩm vấn một chút. Lý Kim Bàn lập tức quát mắng, hung hăng càn quấy. Triệu Kim Ô hừ lạnh, nói. Triệu Điểu Nhân, ta nhìn ngươi là năm đó bị ta tam đệ đánh cho quá ác, bây giờ nhìn thấy con của hắn, cho nên mới phát dồ muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Đúng rồi, không chỉ là ta tam đệ, ta cái kia em dâu năm đó, cũng không biết đem ngươi đánh bao nhiêu lần trọng thương. Lý Kim Bàn tính tình nóng nảy, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Năm đó, chuyện xấu bị Lý Kim Bàn từng kiện ngay trước đông đảo tiểu bối để lộ, Triệu Kim Ô gân xanh trên trán đều là tức giận đến đang nhảy nhót, nhìn chằm chằm người trước trong mắt, tràn đầy sát khí. Lý Kim Bàn. Người cũng chớ có nói sang chuyện khác, bọn tiểu bối này ta ngộ chân ma dị loại, như vậy dưới mắt hay là tiến hành một lần kiểm tra đo lường cho thỏa đáng, xem bọn hắn trên thân phải chăng còn có dị loại tiềm ẩn. Mà lúc này, cái kia Tần Thiên Vương nhất mạch Tần Liên, nhàn nhạt lên tiếng. Lời vừa nói ra, ngược lại là dẫn tới tất cả mọi người gật đầu, dị loại am hiểu nhất ẩn nấp, nếu như ở đây bọn tiểu bối này tiếp xúc chân ma cấp dị loại, hàng đầu sự tình đích thật là trước tiến hành kiểm tra đo lường. Tần Liên cong ngón búng ra, một sợi ánh lửa dâng lên, thời gian dần trôi qua, ở giữa không trung biến thành một mặt thiêu đốt lên hỏa diễm tấm gương, phía trên khắc rõ chín đóa sen hoa thần văn. Ta cái này cửu liên ly hỏa chân kính, chí cương chí dương, có khắc chế dị loại hiệu quả,
dùng để dò xét dị loại ngược lại là cực kỳ phù hợp. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ở đây các phương cường giả nghe vậy, ngược lại là cũng không dị nghị, bởi vì bọn hắn cũng nghe qua Tần Liên cái này Cửu Liên Ly Hỏa Chân Kính, uy danh. Tần Liên thấy thế, cũng không có chần chờ, trực tiếp là thôi động Cửu Liên Ly Hỏa Chân Kính, mặt kính thiêu đốt lửa cháy hừng hực, sau đó đối với Tử Linh Tướng Động Thiên đi ra đông đảo thiên kiêu chiếu xạ mà đi. Mà ở đây đông đảo thiên kiêu lập tức cảm giác được có một đạo ánh sáng, cực kỳ nóng bỏng rơi vào trên người, ánh lửa kia chi bá đạo, dẫn tới thân thể bọn họ đều là tản ra cảm giác bỏng. Bất quá cũng may ánh lửa rất nhanh chính là chuyển di mà đi, nhanh chóng đảo qua đám người. Lý Lạc đồng dạng là cảm thấy ánh lửa kia rơi vào trên người, nóng bỏng làm cho da của hắn truyền đến trận trận nhói nhói, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, mà là cưỡng ép nhẫn thụ lấy. Nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được không thích hợp, cái này rơi vào trên người hắn ánh lửa thời gian kéo dài rõ ràng so người khác lâu dài hơn một chút. Ánh lửa kia cực kỳ bá đạo, làm cho hắn phảng phất muốn bốc cháy lên đồng dạng. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái rộng lớn bàn tay rơi vào Lý Lạc trên bờ vai, thanh quang quét sạch mà qua, trực tiếp là đem nó trên người ánh lửa đều thổi tan. Đó là Lý Thanh Bằng xuất thủ. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Tần Liên, nói, Tần Liên điện chủ, ngươi nhìn chằm chằm Lý Lạc một mực quét là cái gì ý tứ? Tần Liên mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, nếu hắn có một ít hiểm nghi, vậy ta tự nhiên là phải thêm lớn kiểm tra đo lường cường độ, Lý Thanh Bằng viện chủ không cần gấp gáp như vậy. Lý Thanh Bằng nói, vậy ngươi kiểm tra đo lường ra cái gì rồi? Đối với kết quả này hiển nhiên có hơi thất vọng, Tần Liên lắc đầu, sau đó mặt không thay đổi tay khẽ vẫy, cái kia hỏa diễm kính con trở xuống trong tay, đồng thời hướng về phía những cường giả khác nói, trên thân những người này đều không có tìm tới dị loại vết tích. Đông đảo cường giả nghe vậy, đều là thở dài một hơi. Tần Liên thì là hỏi, Tần Y, ngươi đem Linh Tướng Động Thiên bên trong chuyện xảy ra, không có bỏ sót nói tỉ mỉ một lần. Tần Y khẽ vuốt cằm, sau đó liền ngữ khí bình tĩnh đem Linh Tướng Động Thiên bên trong gặp phải cẩn thận nói một lần, trong đó cũng bao gồm Hoàng Kim Đại Điện bên trong cùng dị loại lần đầu gặp phải. Mà trước mặt mọi người nhiều thế lực cường giả khi nghe thấy Lý Lạc cuối cùng chém giết cái kia chân ma dị loại lúc, đều là thần sắc hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Một chút ánh mắt nhạy cảm nhìn về phía Lý Lạc trên cổ tay màu đỏ tươi vòng tay, từ nơi đó, đám người mơ hồ đã nhận ra một cỗ cuồng bạo hung sát năng lượng, vòng tay này bên trong, phong ấn một đầu phong hầu cấp đại tinh thú. Thế nhưng là, phong hầu cấp lực lượng, một cái chỉ là thiên châu cảnh, thật không sợ bị ăn mòn sao, nhưng bất kể như thế nào, Lý Lạc cái này lấy thiên châu cảnh chém giết chân ma chiến tích, làm cho ở đây đông đảo kiến thức rộng rãi cường giả đỉnh cao, đều là cảm thấy có điểm kinh diễm. Ha ha, hảo tiểu tử, làm rất tốt, có cha ngươi phong thái. Lý Kim Bàn thật cao hứng, vỗ Lý Lạc bả vai tán dương. Lý Lạc cười khổ nói, dựa vào ngoại lực mà thôi, không tính là gì. Lý Kim Bàn xùy một tiếng, nói, cái này ngoại lực ngươi cho rằng ai cũng có thể sử dụng. Thật đem nguồn lực lượng này cho mặt khác thiên châu cảnh, chỉ sợ là dùng một cái tàn một cái. Một bên Lý Thanh Bằng cũng là cười ha hả nói, tiểu Lạc lần này, ngược lại là muốn thanh danh đại trấn, thiên châu chém chân ma, mặc dù có trình độ, vậy cũng đầy đủ tại cái kia phong hoa bảng bên trên lưu lại một bút. Lúc này, cái kia Tần Y rốt cục nói đến tên kia thần bí vương cấp cường giả xuất hiện. Đông đảo cường giả đỉnh cao sắc mặt nhao nhao ngưng trọng lên, nói, có biết cái kia vương cấp cường giả đến tột cùng có mục đích gì? Tần Y lắc đầu, bình tĩnh nói, ta nhìn thấy cuối cùng một màn, chính là Lý Lạc vung đao chém về phía cái kia vương cấp cường giả, đằng sau lại lần nữa tỉnh táo lại lúc, cái kia vương cấp cường giả liền đã không thấy. Ở đây đông đảo cường giả đỉnh cao đều là không nhịn được có chút động dung, Lý Lạc vung đao chém về phía vương cấp cường giả. Tiểu tử này là như thế không sợ chết sao? Cái này cùng sâu kiến trùng kích cự long khác nhau ở chỗ nào? Đối mặt với vương cấp cường giả, liền ngay cả bọn hắn đều phát ra từ nội tâm kính sợ, mà Lý Lạc vẫn còn dám có trực diện dũng khí. Tiểu tử này, như thế mãng sao? Tần Liên nhíu mày nhìn xem Tần Y, nghĩ thầm cô nàng này ngày bình thường cũng thật thông minh, làm sao bây giờ nói chuyện gì còn tận chọn Lý Lạc này cao quang thời khắc? Đây là đang gây chuyện hay là tại cho hắn dương danh đâu? Đám người lâm vào một trận trầm mặc. Mà lúc này, cái kia Triệu Kim Ô thanh âm u lãnh vang lên. Chư vị, trong này các ngươi liền không có phát hiện cái gì không đúng sao? Dị loại xuất hiện địa phương, đều có Lý Lạc cùng cái kia Lý Linh Tịnh, cho dù cuối cùng cái kia thần bí vương cấp cường giả xuất hiện, cũng là bọn hắn hai người tại đối mặt. Nếu như những dị loại này không phải hướng về phía hai người bọn họ tới, vậy cái này cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp một chút a. Cho nên, ta hoài nghi, những dị loại này, chính là bị hai người này mà đưa tới. Bọn hắn mới là tạo thành lần này Linh Tướng Động Thiên, thế lực khắp nơi thiên kiêu hao tổn to lớn kẻ cầm đầu. Mà càng làm cho ta hiếu kỳ chính là, trên người bọn họ, đến tột cùng là có đồ vật gì,
lại có thể dẫn tới vương cấp cường giả tự mình chui vào linh tướng động thiên. Khi cái kia Triệu Kim Ô câu nói sau cùng lúc rơi xuống, ở đây đông đảo cường giả, ánh mắt đều là đột nhiên ngưng tụ. Chương 1047, hoài nghi. Theo Triệu Kim Ô thanh âm rơi xuống, giữa sân các phương cường giả đỉnh cao đều là ánh mắt ngưng lại nhìn về phía Lý Lạc, có thể dẫn tới vương cấp cường giả xuất động, cái này tuyệt không phải là vật tầm thường. Tuy nói Triệu Kim Ô lời ấy càng nhiều chỉ là suy đoán, nhưng không thể phủ nhận là, đây là kéo đám người một chút lòng hiếu kỳ. Nếu như cái kia vương cấp cường giả thật sự là hướng về phía Lý Lạc, cùng Lý Linh Tịnh đi, vậy bọn hắn trên người có thứ gì, lại có thể dẫn tới vương cấp cường giả ngấp nghé. Phải biết, liền xem như bọn hắn những này tại Thiên Nguyên Thần Châu, có được không ít thanh danh thượng phẩm hầu, chỉ sợ đều không thể quá mức gây nên vương cấp cường giả chú ý, mà bị ở đây nhiều như vậy phong hầu cường giả tiếp cận. Lý Lạc cũng là cảm giác được một loại áp lực vô hình bao phủ mà đến, nếu là tâm trí không kiên định người, chỉ là tại những này ánh mắt sắc bén dưới, liền đã run run rẩy rẩy, khó mà đứng vững thân hình. Bất quá Lý Lạc thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh, dù sao trước đây hắn ngay cả vương cấp cường giả uy áp đều bị qua, ở đây những này thượng phẩm hầu, mặc dù cũng coi là vang vọng Thiên Nguyên Thần Châu đại nhân vật, nhưng muốn để hắn thất thố sợ hãi, hiển nhiên cũng có chút rất không có khả năng. Vị tiền bối này nếu không biết được linh tướng động thiên bên trong tình huống, đó còn là không cần vọng thêm chỉ trích cho thỏa đáng. Mặc dù ta hiểu ngươi, bởi vì Triệu Thiên Vương nhất mạch thiên kiêu tổn thất nặng nề tâm tình. Lý Lạc cười nhạt nói. Lý Kim Bàn cũng làm mỉa mai cười nói, tức hổn hển, mất mặt xấu hổ. Hắn ngược lại là đem lúc trước Triệu Kim Ô lời nói đều hoàn trả. Triệu Kim Ô trên mặt thịt run lên, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Lạc, nói, vậy ngươi ngược lại là đem tình huống bên trong nói rõ ràng. Vì sao cái kia chân ma cùng vương cấp cường giả sẽ hướng về phía các ngươi mà đến? Lý Lạc thản nhiên nói, tại cùng cái kia chân ma dị loại giao thủ thời điểm, ta đích xác biết được một chút lai lịch của nó. Vật này tên là thực linh chân ma, nó có được một loại cổ quái năng lực, đó chính là có thể nuốt những kia thiên tư chắc tuyệt thiên kiêu, dùng để tiến hóa tự thân. Lời vừa nói ra, ở đây đông đảo phong hầu cường giả đều là có chút biến sắc, có thể nuốt người thiên phú dị loại. Cái này đúng thật là cực kỳ hiếm thấy. Về phần vì sao ta cùng Linh Tịnh Đường tỷ sẽ bị để mắt tới, đương nhiên là bởi vì chúng ta hai người thiên tư chắc tuyệt, chính là lần này tiến vào linh tướng động thiên nhất là siêu quần bạt tụy thiên kiêu, cho nên nó để mắt tới chúng ta có cái gì kỳ quái đâu. Lý Lạc bĩu môi, nói. Đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau, tiểu tử ngươi thiên phú đến tột cùng có bao nhiêu chắc tuyệt còn không biết, nhưng cái này tự xưng là đệ nhất ra mặt, ngược lại là thật không ai có thể so sánh. Tần Y người mang hạ cửu phẩm thủy tướng, yếu đi ngươi hay sao? Tần Liên lúc này lạnh lùng mở miệng, hiển nhiên là không quen nhìn Lý Lạc nói khoác. Cho nên tại trong Hoàng Kim Đại Điện kia, nàng cuối cùng cũng cùng một chỗ tao ngộ chân ma, cái này chẳng phải là càng thêm nói rõ ta nói tới là thật. Lý Lạc nói ra, Tần Liên chỉ trệ, nhíu mày hỏi, cái kia sau cùng thần bí vương cấp cường giả đâu? Hắn cũng không phải dị loại, tại Tần Y mất đi cảm giác đoạn thời gian kia bên trong, các ngươi xảy ra chuyện gì? Còn có cái kia Lý Linh Tịnh đâu? Cái kia vương cấp cường giả mục đích đến tột cùng là cái gì? Nàng liên tiếp ép hỏi, ngữ khí bén nhọn. Lý Lạc trầm mặc một chút, nói, tên kia vương cấp cường giả, tự xưng Linh Nhãn Minh Vương, đến từ Quy Nhất Hội. Linh Nhãn Minh Vương, Quy Nhất Hội. Tin tức này phun một cái đi ra, ở đây các phương cường giả nhao nhao biến sắc, sắc mặt cũng là triệt để trở nên ngưng trọng lên, bởi vì Quy Nhất Hội cái này quỷ dị thế lực, tại ngoại thần châu có lẽ còn thiếu có người biết, nhưng ở nội thần châu, thế lực khắp nơi đối với nó cũng không tính là lạ lẫm, thậm chí còn cùng đã từng quen biết. Bởi vì Quy Nhất Hội, quá không an phận, bọn hắn cùng dị loại đi được rất gần, mà lại bọn hắn tuyên dương lý niệm, cũng cùng cả nhân tộc chỗ xung đột, bọn hắn thờ phụng cái gọi là thiện ác Quy Nhất, cảm thấy không có khả năng phong tỏa dị loại, ngược lại hẳn là đưa chúng nó bỏ vào trong toàn bộ thế giới, dùng cái này đến đạt thành một loại đại dung hợp. Vì thế, bọn hắn tại toàn bộ thế giới gây sóng gió, chủ động dẫn xuất dị loại, tạo thành tàn phá bừa bãi dị tai, hình thành vạn dặm quỷ vực, trong đó sinh linh đều bị diệt tuyệt, qua nhiều năm như thế. Đã có không biết bao nhiêu thế lực bị Quy Nhất Hội đưa tới dị tai, phá hủy. Thế lực khắp nơi, đều là đối với nó căm thù đến tận xương tủy. Nhưng vô số cửu thị, cũng không ảnh hưởng Quy Nhất Hội, tồn tại, nó cơ hồ là trong thiên địa này thần bí nhất quỷ dị thế lực, nó nội tình cổ lão đã lâu, xa so với đông đảo thiên vương cấp thế lực còn muốn cường hoành hơn. Ngay cả cái kia học phủ liên minh, cùng dây dưa nhiều năm như vậy, đều không thể đem nó đối phó, cho nên đối với cái này Quy Nhất Hội, chỉ sợ thế lực khắp nơi, bất luận nhân tộc hay là tinh thú chủng tộc. Đều đối với nó đầy cõi lòng kiêng kỵ cùng cảnh giới. Mà lần này, linh tướng động thiên bên trong không chỉ có xuất hiện Quy Nhất Hội, hơn nữa còn xuất hiện một vị vương cấp cường giả. Vương cấp, cho dù là tại Quy Nhất Hội bực này thần bí quỷ dị trong thế lực, đều là cự đầu nhân vật. Cho nên,
Khi mọi người nghe thấy Lý Lạc lời này lúc, đều là nhao nhao kinh hãi. Những tin tức này, đều là vị kia vương cấp cường giả chính mình nói. Về phần đến tột cùng vì cái gì mà đến, ta cũng không biết, bởi vì ta cũng giống như Tần Y, bị nó phong bế cảm giác, chờ ta tỉnh táo lại lúc, tên kia vương cấp cường giả cũng liền không thấy, mà Linh Tịnh Đường tỷ cũng là vì nó mặt sát. Lý Lạc thanh âm trầm thấp nói ra. Ở đây các phương cường giả lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bất quá rất nhanh, cái kia Triệu Kim Ô chính là lạnh giọng nói ra, ngươi nói Lý Linh Tịnh bị giết, có thể thấy nàng thi cốt. Lý Lạc cao mày nói, vương cấp cường giả xuất thủ, tùy tiện một hơi liền có thể đem chúng ta biến thành bụi bặm, còn cần lưu lại thi cốt. Đó chính là không nhìn thấy, điều này nói rõ Lý Linh Tịnh chưa hẳn liền thật đã chết rồi, nói không chừng, nàng là cùng cái kia Linh Nhãn Minh Vương, đi, bọn hắn đã sớm là cùng một bọn, thậm chí chính là bởi vì cái này Lý Linh Tịnh tồn tại, mới có thể dẫn đến cái kia chân ma, dị loại cùng vương cấp cường giả có thể xuyên thấu phòng ngự của chúng ta, lẻn vào đến linh tướng động thiên bên trong. Triệu Kim Ô cười lạnh nói, cái kia Lý Linh Tịnh hiểm nghi, hoàn toàn chính xác phi thường lớn. Tần Liên thản nhiên nói, Lý Lạc, ngươi giúp cái kia Lý Linh Tịnh che giấu, tự thân nói không chừng cũng thoát không khỏi liên quan. Lại có một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, đó là một tên tóc đỏ như lửa lão giả. Lão giả nhìn chằm chằm Lý Lạc, ánh mắt có sát cơ lưu động. Tên lão giả này người mặc hỏa diễm trường bào, trên đó khắc rõ Viêm Ma Điện, huy văn. Hiển nhiên, vị này đến từ Viêm Ma Điện cường giả, đã biết được Điền Miểu bị Lý Lạc chém giết tin tức, cho nên nhìn về phía Lý Lạc trong ánh mắt, mới tràn đầy lạnh lẽo. Theo những lời này đi ra, thế lực khắp nơi cường giả lông mày cũng là nhíu chặt đứng lên. Triệu Kim Ô, Lý Lạc là Ta Long Nha Mạch đích mạch, ngươi muốn tùy ý cho hắn chụp mũ, còn phải hỏi một chút Ta Long Nha Mạch có đồng ý hay không? Lý Thanh Bằng trên khuôn mặt hòa khí triệt để tán đi, ngôn ngữ cũng là trở nên băng lãnh đứng lên. Các người thiên kiêu tử thương thảm trọng, vậy liền đi tìm Quy Nhất Hội tính sổ sách, thật coi Ta Long Nha Mạch người dễ khi dễ sao? Lý Cực La cũng là vào lúc này gật đầu, nói, việc này là Quy Nhất Hội đưa đến, chư vị không cần đem này về họa tại một tên tiểu bối. Việc này không thể coi thường, liên lụy Quy Nhất Hội âm mưu, có thể nào để cho các ngươi dăm ba câu liền bỏ qua, các ngươi nếu là trong lòng quang minh, vậy liền hẳn là đem Lý Lạc giao ra, do chúng ta cộng đồng thẩm vấn một phen, nếu như cuối cùng thật sự là không có quan hệ gì với hắn, chúng ta có thể hướng hắn chịu nhận lỗi. Triệu Kim Ô bước ra một bước, nghiêm nghị nói ra, trong khi thoại âm rơi xuống lúc, sau lưng hư không chấn động, tám tòa nguy nga phong hầu đài lại lần nữa xuất hiện, mênh mông uy áp, bao trùm toàn bộ thiên tinh đại bình nguyên. Ta cũng cảm thấy, vẫn là đem Lý Lạc giao ra thẩm vấn tốt nhất, như vậy cũng tốt cho thế lực khắp nơi một cái công đạo. Tần Liên lạnh giọng nói ra, ta Viêm Ma Điện đồng ý. Lão già tóc đỏ kia cũng là trầm giọng quát. Những các phương thế lực khác cường giả nhìn thấy tam đại thế lực này, đối với Lý Thiên Vương nhất mạch nổi lên, ngược lại là thần sắc hơi động, trong lúc nhất thời cũng không ngôn ngữ. Ta xem ai dám. Lý Kim Bàn tức giận nói ra, bước ra một bước, sau lưng bảy tòa nguy nga phong hầu đài hiển hiện, dẫn tới năng lượng thiên địa gào thét mà động. Lý Kim Bàn, hôm nay ngươi còn bảo hộ không được hắn. Triệu Kim Ô cười lạnh một tiếng. Phía sau hắn hư không cái kia tám tòa phong hầu đài, bộc phát ra oanh minh âm thanh lớn kia dẫn tới thiên địa đều là tại rung động, tiếp theo có vô biên bát ngát ngọn lửa màu vàng cuốn tới. Ngọn lửa kia che khuất bầu trời, toàn bộ thiên khung đều bị che kín, một màn kia, tráng quan đến cực hạn. Ngọn lửa màu vàng trực tiếp đối với Lý Kim Bàn quét sạch mà đi. Ở đây đông đảo cường giả nhìn thấy ngọn lửa màu vàng óng này, ánh mắt đều là ngưng trọng lên, bởi vì đây là Triệu Kim Ô người mang Kim Ô sống trung hỏa tướng. Cả hai kết hợp mà thành Kim Ô chi hòa, bá đạo tuyệt luân. Lý Kim Bàn sắc mặt lạnh lùng, sau lưng hư không bảy tòa phong hầu đài chấn động, lập tức chỉ thấy vô số đạo tối tăm lưu quang phóng lên tận trời, cái kia mỗi một đạo lưu quang bên trong, lại xuất hiện một viên ước chừng dài hơn 10 trượng màu đen răng rồng. Màu đen răng rồng tựa như tạo thành một mảnh kiếm hải, mỗi một cây răng rồng đều ẩn chứa xuyên qua thiên khung chi lực, trong nháy mắt kế tiếp, vô số màu đen răng rồng gào thét mà ra, tựa như là hóa thành thiên hà màu đen. Lôi cuốn lấy không cách nào hình dung lăng lệ chi khí, cùng cái kia biển lửa màu vàng chạm vào nhau, suy suy, va chạm trong nháy mắt, hư không phẳng phất đều là sụp đổ xuống dưới, nhưng này biển lửa màu vàng lướt qua, vô số màu đen răng rồng nhao nhao tan rã. Hiển nhiên, cả hai va chạm, hay là thực lực đạt tới bát phẩm hầu Triệu Kim Ô càng hơn một bậc. Một lát sau, biển lửa màu vàng chấn động hư không, triệt để đem màu đen răng rồng chỗ nóng chảy, Triệu Kim Ô cười lạnh một tiếng. Màu vàng hỏa thủ vươn ra, đối với Lý Lạc chỗ bao trùm xuống. Bất quá, coi như lúc này, giữa thiên địa, dường như có tiếng gió gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô biên vô tận thanh phong, từ trong hư không nức nở gào thét mà ra, trong thanh phong kia, dường như ẩn chứa một loại huyền diệu khí ẩm, những nơi đi qua,
biến thành bao trùm vạn dặm khu vực liên miên mây mưa, thanh phong quyển mưa mà qua, biển lửa màu vàng lập tức bị dội tắt. Như vậy biến hóa, ngược lại để đến Triệu Kim Ô hơi biến sắc, bởi vì lần này xuất thủ, cũng không phải là Lý Cực La, như vậy Lý Thiên Vương nhất mạch bên này là ai? Có thể diệt hắn Kim Ô Hỏa, Triệu Kim Ô như điện ánh mắt bắn ra mà đi, chính là nhìn thấy cái kia bụng phệ Lý Thanh Bằng vào lúc này, đạp không đi ra hai bước, ở sau lưng nó, hư không chấn động, một tòa lại một tòa nguy nga phong hầu đài, mang theo năng lượng mênh mông ba động, nổi lên. Những phong hầu đài kia, tổng cộng có 8 tòa. Triệu Kim Ô con ngươi đột nhiên co rụt lại, không nhịn được chấn động nghẹn ngào. Lý Thanh Bằng, ngươi khi nào bước vào bát phẩm cảnh? Chương 1048, vương giả không manh động, động thì như thần. 8 tòa phong hầu đài, bát phẩm phong hầu. Đông đảo mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Lý Thanh Bằng gương mặt, lúc này tấm này trong ngày thường hiện đầy hòa khí cùng nụ cười mặt, lại là có vẻ hơi lãnh túc, một cỗ không hiểu cảm giác áp bách từ nó thể nội phát ra. Ở đây thế lực khắp nơi cường giả đối với Lý Thanh Bằng cũng không lạ lẫm, nhưng đối với hắn ấn tượng, cơ bản đều là dừng bước tại Lý Thái Huyền đại ca loại hình, bởi vì Lý Thanh Bằng, đối ngoại hiển lộ tính cách là thật quá mức ôn hòa cùng không có tính công kích. Đối với Lý Thanh Bằng mà nói, chỉ sợ Lý Kim Bàn danh khí đều muốn càng vang một chút. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới, cái này bất hiển sơn bất lộ thủy Lý Thanh Bằng, vậy mà chẳng biết lúc nào, sớm đã đặt chân bát phẩm hầu cảnh giới. Chớ có xem thường cái này thất phẩm cùng bát phẩm ở giữa. Cái này nhìn như cấp một chênh lệch, lại là lẫn nhau tiềm lực cùng nội tình thể hiện, rất nhiều phong hầu cường giả tại lúc tuổi còn trẻ đều là kinh tài tuyệt diễm giống như tồn tại, tại phong hầu cảnh trước đó, thực lực của bọn hắn tiến bộ dũng mãnh, thế nhưng là một khi đặt chân phong hầu cảnh về sau, thực lực tăng trưởng liền bắt đầu trở nên chậm chạp, bởi vì cảnh giới này, thoáng tiến lên trước một bước, vậy cũng là cần tiêu hao tự thân cực lớn tiềm lực. Mà một khi tiềm lực tiêu hao hầu như không còn, muốn làm tiếp tăng lên, quả nhiên là khó như lên trời. Cho nên khi đám người nhìn thấy cái này Lý Thanh Bằng, tại trong vô thanh vô tức đột phá đến bát phẩm lúc, đều là cực kỳ giật mình. Thậm chí ngay cả Lý Cực La, đều là đối với Lý Thanh Bằng ném ánh mắt kinh ngạc. Triệu Kim Ô sắc mặt vào lúc này biến ảo một trận, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Thanh Bằng, chậm rãi nói, đều nói ngươi Long Nha mạch mạch thủ nhất hệ, chỉ có Lý Thái Huyền có xà nhà chi tư, nhưng bây giờ đến xem, ngươi Lý Thanh Bằng cũng là không thua bao nhiêu, cái này điệu thấp bản sự, coi là thật để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lý Thanh Bằng cười nhạt nói, quá khen, cùng ta tam đệ so ra, ta đây coi là cái gì? Ta không muốn cùng các ngươi xung đột, nhưng các ngươi nếu thật là cho là ta Long Nha mạch mềm yếu dễ bắt nạt, vậy ta hôm nay cũng chỉ có thể lãnh giáo một chút. Triệu Kim Ô khuôn mặt băng lãnh, nói, Lý Thanh Bằng, ta ra tay với Lý Lạc, cũng không phải là bởi vì hắn giết Triệu Diêm, linh tướng động thiên bên trong tranh đấu, chết sống có số, Triệu Diêm chết rồi, đây chẳng qua là hắn Triệu Diêm vô năng. Nhưng là, cái kia quy nhất hội linh nhãn minh vương một chuyện, không thể coi thường. Nó đột nhiên xuất hiện tại linh tướng động thiên, tất nhiên có mưu đồ, cho nên chúng ta cần càng nhiều tình báo, chúng ta thẩm vấn Lý Lạc, đều chỉ là vì bảo đảm những tin tình báo này chân thực, nếu như hắn thật cũng không nói láo hoặc là giấu giếm, như vậy chúng ta tự nhiên sẽ thả hắn. Ngươi nếu là khăng khăng ngăn cản, chẳng phải là có bao che Lý Lạc, dung túng quy nhất hội hiểm nghi. Cái này Triệu Kim Ô mở miệng chính là các loại cái mũ nện xuống đến. Quy nhất hội là thế lực khắp nơi kiêng kỵ nhất tồn tại, nếu như thế lực nào thật tới có liên lụy, thế tất sẽ bị hợp nhau tấn công, cho nên liền xem như Lý Thiên Vương nhất mạch, cũng không chịu nổi. Do ra Lý Lạc, do chúng ta thẩm vấn, Lý Thanh Bằng, coi như người bước vào bát phẩm hầu, hôm nay cũng không giữ được hắn. Tần Liên cũng là vào lúc này băng lãnh mở miệng, thoại âm rơi xuống đồng thời, nàng bước ra một bước, 8 tòa phong hầu đài hiển lộ, dẫn tới hư không chấn động. Tần Liên đối với Long Nha mạch có mang thật sâu oán hận. Huống chi Lý Lạc hay là Lý Thái Huyền cùng Đạm Đài Lam huyết mạch, hôm nay có loại cơ hội này, tự nhiên không muốn để cho Lý Lạc tốt hơn. Cho nên nàng không chỉ có hiển lộ thái độ, mà lại tâm niệm vừa động, 8 tòa phong hầu đài bên trên, đúng là có thần diệu khói đặc phóng lên tận trời, cái kia khói đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Đây là phong hầu thần yên, chính là phong hầu đài đặc thù thủ đoạn. Như vậy thần yên huyền diệu dị thường, có diễn biến vạn vật chi năng, xem như phong hầu cường giả thích nhất thi triển một loại đối địch thủ đoạn. Mà lúc này thần yên dâng lên, trực tiếp là ngưng kết thành một đóa ngàn trượng xích liên, trên đó chảy xuôi hỏa diễm xích hồng, sau đó lấy một loại phần diệt thương khung khủng bố chi thế, trực tiếp đối với Lý Thanh Bằng chấn áp xuống. Tần Liên điện chủ, các ngươi thật coi ta Lý Thiên Vương nhất mạch không người hay sao? Bất quá coi như xích liên chấn áp xuống lúc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên theo, đó là Lý Cực La. Tuy nói Long huyết mạch cùng Long Nha mạch có rất nhiều cạnh tranh, ma sát. Nhưng bất kể như thế nào, hai mạch đều là thuộc về Lý Thiên Vương nhất mạch, bây giờ Triệu Kim Ô, Tần Liên bọn hắn liên thủ muốn bắt Lý Lạc,
đó chính là tại đối bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch tiến hành khiêu khích, cho nên Lý Cực La không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Khi Lý Cực La thanh âm vang lên lúc, hư không đột nhiên phá toái, một cái mấy ngàn trượng khổng lồ vuốt rồng màu vàng, từ trong hư không duỗi dò xét mà ra, trên vuốt rồng kia, vảy rồng màu vàng lóe ra ánh sáng chói mắt. Vuốt rồng màu vàng cùng ngàn trượng xích liên chạm vào nhau, vuốt rồng mở rộng, trực tiếp là đem người sau sinh sinh vồ nát, hóa thành đầy trời xích hỏa. Lý Cực La, Tần Liên sắc mặt có chút âm trầm nhìn qua cái kia đứng ra nam tử trung niên, cùng Lý Thanh Bằng, Lý Kim Bàn so sánh. Cái này Lý Cực La, thế nhưng là có được uy danh hiển hách, tại Lý Thái Huyền rời đi Thiên Nguyên Thần Châu về sau, Lý Cực La đã là trở thành Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong, vương cấp phía dưới có đủ nhất quyền nói chuyện cùng lực uy hiếp cường giả. Nghe nói, hắn có trùng kích cửu phẩm hầu tiềm lực, nếu như một khi sẽ có một ngày bị nó đặt chân, khoảng cách như vậy vương cấp liền chân chính chỉ có cách xa một bước. Vạn nhất lại bị nó tìm đến cơ duyên gì, nói không chừng, long huyết mạch, liền lại phải nhiều một vị vương cấp cường giả. Đối với nhân vật như vậy, liền xem như Tần Liên, cũng có mang mấy phần kiêng kỵ. Nguyên bản nàng còn ôm một chút may mắn tâm lý, cảm thấy long huyết mạch cùng long nha mạch quan hệ bất hòa, mà lại long huyết mạch trước đây lại muốn hòa hoãn cùng bọn hắn Tần Thiên Vương. Nhất mạch quan hệ duyên cớ, có lẽ Lý Cực La sẽ không xuất thủ, nhưng dưới mắt đến xem, Lý Cực La cũng không có như nàng mong muốn. Thật coi ta sợ ngươi hay sao? Bất quá Tần Liên cũng không phải loại lương thiện, cho dù nhìn thấy Lý Cực La xuất thủ, nàng vẫn như cũ chưa từng dừng tay. Sau lưng tám tòa phong hầu đài cùng nhau oanh minh, dâng lên đầy trời thần yên, toàn bộ thiên địa đều là vào lúc này chấn động. Một cỗ năng lượng kinh khủng uy áp, quét sạch thiên địa. Mà lúc này, cái kia Triệu Kim Ô Quát, Điền Chiếu, Lý Lạc này cùng Quy Nhất Hội liên lụy ngươi Viêm Ma Điện thiên kiêu tổn thất nặng nề, ngươi cháu kia Điền Miểu cũng chết tại bên trong, ngươi Viêm Ma Điện cũng không có ý định làm chút gì sao? Nghe đến lời này, trước đây Viêm Ma Điện vị kia lão giả tóc đỏ ánh mắt biến ảo mấy tức, sau đó quả quyết bước ra một bước, bộc phát ra kinh thiên năng lượng ba động, tiếng quát như sấm. Lý Cực La, Lý Thanh Bằng, chúng ta chỉ là thẩm vấn một chút Lý Lạc, có quan hệ Quy Nhất Hội tình báo mà thôi, cũng sẽ không thương tính mạng hắn. Các ngươi ngay cả cái này đều muốn quấy nhiễu, không khỏi cũng quá đáng một chút, lần này linh tướng động thiên thế lực khắp nơi thiên kiêu tổn thất nặng nề, dù sao cũng phải có cái bàn giao đi. Triệu Thiên Vương nhất mạch nghe lệnh, bắt Lý Lạc. Triệu Kim Ô càng là một mặt sát khí, trực tiếp ra lệnh. Những cái kia Triệu Thiên Vương nhất mạch cường giả nghe vậy, không chút do dự bộc phát ra cường hãn tướng lực, từng tòa phong hầu đài nổi lên, dù sao bọn hắn cùng Lý Thiên Vương nhất mạch xưa nay liền có cửu oán. Bây giờ có lý do này, tự nhiên là không có gì tốt khắc chế. Lý Thiên Vương nhất mạch bên này đông đảo phong hầu cường giả thấy thế, cũng là lập tức thôi động tướng lực, hư không chấn động ở giữa, từng tòa nguy nga phong hầu đài đứng sừng sững chân trời, bốc lên nồng đậm thần yên, giống như trấn thủ man hoang biên quan thành trì cổ lão. Những các phương thế lực khác nhìn thấy chiến trận này, lập tức trong lòng giật mình, bọn hắn biết, đây là cái kia Triệu Kim Ô tình cớ, ý đồ cùng Lý Thiên Vương nhất mạch là một cuộc. Loại tình huống này, trước kia cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Bất quá cái này hai bên thế như nước với lửa, bọn hắn cũng không cần phải cắm đi vào, miễn cho đến lúc đó bị liên lụy. Thế là thế lực khắp nơi cường giả bắt đầu lui lại, mặc cho hai bên dương cung bạt kiếm. Cuối cùng, Triệu Kim Ô dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, hắn ánh mắt sân nhiên, bước ra một bước, tám tòa phong hầu đài oanh minh chấn động, trên đó thần yên dâng lên, hóa thành một viên to lớn vô cùng kim ấn. Kim ấn phía trên, dường như khắc rõ Tam Túc Kim Ô. Lý Lạc, cha mẹ ngươi không có dạy ngươi thành thật làm người, vậy ta hôm nay liền thay bọn họ dạy dỗ ngươi. Triệu Kim Ô băng lãnh tiếng quát vang lên, Kim Ô kia chi ấn, trực tiếp là đối với Lý Lạc chỗ phương vị chấn xuống. Lý Thanh Bằng hừ lạnh một tiếng, định xuất thủ. Bất quá, cũng chính là tại vừa muốn xuất thủ trong nháy mắt, Lý Thanh Bằng đột nhiên cảm giác được năng lượng trong thiên địa phảng phất là vào lúc này, đình chỉ lưu động, thậm chí tại thời khắc này, hắn cảm giác với bản thân phong hầu đài, phảng phất đều là vào lúc này đình chỉ oanh minh. Lý Thanh Bằng trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó, hắn chỉ nghe thấy một đạo thanh âm nhàn nhạt, xuyên thấu không gian, tại cái này thiên tinh đại bình nguyên phía trên quanh quẩn vang lên. Ta Lý Kinh Chập cháu trai, đến phiên ngươi cái đồ chơi này để giáo huấn. Khi đạo này già nua bình thản thanh âm vang lên trong nháy mắt đó, tòa kia kim ô chi ấn, vậy mà tại lúc này bắt đầu bản thân vỡ vụn, trên đó chỗ chảy xuôi minh mông năng lượng, càng là như vỡ đê, tiêu tán ở giữa thiên địa. Lý Kinh Chập, Triệu Kim Ô hãi nhiên thất sắc. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cái kia long nha mạch thủ, vậy mà lại tự mình xuất thủ, đây cũng quá ỷ lớn hiếp nhỏ a. Vương giả không thể khinh động, đây là mọi người đều biết quy luật, cái này Lý Kinh Chập, làm sao lại không ỷ vào thân phận mình đâu. Triệu Kim Ô tê cả ra đầu, vội vàng hô, Lý tiền bối chớ có tức giận, chúng ta. Nhưng mà hắn cầu xin tha thứ âm chưa rơi xuống,
mảnh thiên khung này đột nhiên phá tan đến, chỉ thấy một cây nhìn không thấy cuối răng rồng, dường như từ trong đó duỗi ra, sau đó đối với hư không phía dưới Triệu Kim Ô nhẹ nhàng vạch một cái. Ầm ầm, theo răng rồng kia lấy xuống, Triệu Kim Ô lập tức hồn phi phách tán nhìn thấy, hắn cái kia tám tòa phong hầu đài bên trên, trực tiếp là xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Vết rách suýt nữa đem cái kia tám tòa phong hầu đài đều cho xuyên qua. Phốc phốc, Triệu Kim Ô máu tươi từng ngụm phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi muốn chết, hắn cái này suốt đời nội tình biến thành phong hầu đài, vậy mà tại răng rồng kia phía dưới, yếu ớt cùng giấy đồng dạng, nhưng hắn lúc này không lo được thương thế, thân ảnh điên cuồng lui lại, bởi vì từ Lý Kinh Chập lần này xuất thủ bên trong, hắn cảm giác đến một tia sát cơ, vị này vương cấp cường giả, khả năng thật là mang đem hắn chém giết ý nghĩ. Mà Triệu Kim Ô bộ dáng, cũng bị ở đây đông đảo cường giả để ở trong mắt, lúc này tất cả mọi người là tê cả da đầu. Ngay cả cái kia Tần Liên cùng Viêm Ma Điện Điền Chiếu, đều là sắc mặt kịch biến. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ là một lần bình thường xung đột mà thôi, vậy mà lại đem vương cấp cường giả đều dẫn ra ngoài. Cái kia Lý Kinh Chập, liền không sợ tình thế thăng cấp sao? Ở đây đông đảo thế lực cường giả sắc mặt biến huyễn, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Lạc, xem ra, vị này Long Nha Mạch Mạch Thủ đối với tiểu tử này coi trọng, so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều mãnh liệt hơn. Vương giả không manh động. Đó là bởi vì chuyện như thế này không cách nào gây nên vương giả lưu ý, chỉ khi nào chạm đến vương giả vảy ngược, vương giả chi nộ, nhất định như thần lôi trên trời rơi xuống. Chương 1049, Thần Hổ Vương, Triệu Tông. Nguyên bản tràn ngập đông đảo ngập trời năng lượng ba động thiên tinh đại bình nguyên, tại thời khắc này đột nhiên biến thành một đầm nước đọng, sao động năng lượng thiên địa tựa như là bị một cái vô hình cự thủ, lặng lẽ vuốt lên, rốt cuộc tung tóe không dậy nổi chút nào bọt nước. Ở đây rất nhiều tại Thiên Nguyên Thần Châu, bên trên có được uy danh hiển hách phong hầu cường giả, đều là vào lúc này trở nên như là giống như chim cút, an tĩnh dị thường nhu thuận. Không có cách, ai cũng không nghĩ tới, lần này trong xung đột, vậy mà lại trực tiếp dẫn tới Lý Kinh Chập xuất hiện. Đây chính là vương cấp cường giả A. Mà tại Thiên Nguyên Thần Châu các phương thế lực đỉnh tiêm bên trong, có một loại quy định bất thành văn, đó chính là vương giả không manh động, bởi vì cấp độ này cường giả, liên lụy quá lớn, một khi dẫn phát tranh đấu, đó chính là chân chính hủy thiên diệt địa. Cho nên, khi Lý Kinh Chập lúc xuất thủ, tất cả mọi người là ra đầu tê dần. Lão đầu tử này, không theo quy củ đến A, cái kia Triệu Kim Ô sắc mặt trắng bệch, chùi khóe miệng vết máu, hắn lúc này quanh thân năng lượng ba động kịch liệt suy yếu, lúc trước Lý Kinh Chập nhìn như hời hợt công kích, kỳ thực để hắn nhận cực lớn trọng thương, bất quá hắn không dám biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì, bởi vì hắn minh bạch, Lý Kinh Chập thật muốn giết hắn, hắn chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Vương cấp cường giả khủng bố, Triệu Kim Ô thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tại cái này yên tĩnh giữa thiên địa, Lý Lạc hư không phía trước đột nhiên ba động một chút, lại sau đó, một đạo già nua bóng người chính là đứng ở nơi đó. Hắn rõ ràng là xuất hiện đến cực kỳ đột nhiên, nhưng lại cũng không có bất luận kẻ nào sinh ra một chút đột ngột cảm giác, phảng phất hắn nguyên bản là đứng ở nơi đó. Từng đạo ánh mắt kính sợ bắn ra mà đi, nhìn qua tên kia khuôn mặt lãnh túc lão nhân. Phụ thân. Lý Thanh Bằng, Lý Kim Bàn nhìn thấy lão nhân kia, tranh thủ thời gian hành lễ. Gặp qua Long Nha Mạch Thủ, Lý Cực La các cái khác các mạch phong hầu cường giả, cũng là vội vàng cong khom mình hành lễ. Những các phương thế lực khác phong hầu cường giả cũng là khẽ khom người, biểu đạt tự thân đối với vương cấp cường giả kính sợ. Lý Kinh Chập khuôn mặt già nua vẫn như cũ là bộ kia lãnh túc, nghiêm khắc bộ dáng. Hắn nhàn nhạt quét Lý Thanh Bằng, Lý Kim Bàn một chút, nói, đồ vô dụng, ngay cả cái vãn bối đều bảo hộ không được. Lý Thanh Bằng, Lý Kim Bàn đều là lộ ra lúng túng dáng tươi cười, nói, phụ thân nói đến chuyện này, ta hai người liền xem như dốc hết tính mệnh, cũng không có khả năng để bọn hắn khi dễ tiểu lạc. Một bên Lý Lạc cũng là vội vàng nói, ra ra chớ trách đại bá nhị bá, bọn hắn đã là tại hết sức hộ ta. Lý Kinh Chập đối với hắn khẽ gật đầu, thần sắc hòa hoãn một chút, nói, yên tâm đi, có lão phu tại, mặc kệ ngươi dẫn xuất bao lớn phiền phức, hôm nay đều sập không được. Ngôn ngữ bình thản, nhưng lại tự có một phen bá khí hiển lộ. Lý Lạc trong lòng sinh ra cảm động chi ý, bởi vì hắn rất rõ ràng Lý Kinh Chập tính cách, Lý Kinh Chập làm việc tự có nó quy tắc, lần này Lý Kinh Chập lại là có thể đánh vỡ kia cái gọi là vương giả không manh động, thiết luật, trực tiếp hiện thân bảo vệ hắn, mặc dù không biết ở trong đó phải chăng có năm đó, đối với nó Lý Thái Huyền một chút thua thiệt chi ý, nhưng Lý Lạc đều được tiếp nhận phần tâm ý này. Lý Kinh Chập ánh mắt quét về phía những cái kia các phương phong hầu cường giả, lúc này ở phía sau bọn họ, từng tòa phong hầu đài đứng sừng sững. Nhưng này cỗ xuyên qua mây xanh tàn phá bừa bãi thần yên, đều đã lặng lẽ thu liễm. Đem các ngươi những này phong hầu đài, đều cho ta nhận lấy đi, nhìn xem chứng mắt. Hắn thản nhiên nói. Mà theo hắn câu nói này âm rơi xuống,
Ở đây tất cả phong hầu cường giả đều là cảm giác được tự thân phong hầu đài phát ra một đạo vù vù thanh âm, phảng phất là mang theo e ngại cảm xúc, đồng thời bắt đầu không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào đông đảo phong hầu cường giả thể nội. Một màn này, làm cho thiên tinh đại bình nguyên bên trên vô số ánh mắt đều khiếp sợ không thôi. Tất cả mọi người nhìn ra được, phong hầu đài cũng không phải là những này phong hầu cường giả chủ động thu nhập thể nội, mà là bị Lý Kinh Chập một lời quát tháo, ngoan ngoãn tránh lui. Có thể nói là miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, không dám không theo. Như là trong thế tục đế vương, thôi hầu miễn tướng, đều là tại một lời ở giữa. Triệu Kim Ô, Tần Liên bọn người đối mặt với Lý Kinh Chập, bá đạo mặc dù bọn hắn trong lòng phẫn uất, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì song phương căn bản cũng không phải là một cái cấp độ, cho nên cũng hoàn toàn không có cách nào cân đối câu thông. Đối mặt với Lý Thanh Bằng, Lý Kim Bàn, bọn hắn còn có thể cường ngạnh yêu cầu Lý Thanh Bằng bọn người giao ra Lý Lạc, do bọn hắn đến thẩm vấn, có thể đối mặt với Lý Kinh Chập, lời như vậy bọn hắn lại là nửa câu cũng không dám xách. Lý Kinh Chập có thể hiện thân, liền đã biểu lộ một loại thái độ. Hắn sẽ không danh giới cuối cùng che chở Lý Lạc, cho nên bọn hắn nếu là còn dám nói một câu, chỉ sợ Lý Kinh Chập tiếp xuống liền sẽ để bọn hắn biết, cái gì gọi là vương giả chi nộ. Mà liền tại bọn hắn trầm mặc ở giữa, đột nhiên có một đạo thanh âm thật lớn, dường như từ chỗ xa xôi kia chuyển đến, ầm ầm vang vọng tại giữa thiên địa này. Long Nha Vương, ngươi vượt tuyến. Nghe được cái này to lớn thanh âm, cái kia Triệu Kim Ô trong mắt lập tức có sợ hãi lẫn vui mừng hiện ra tới. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, ngược lại là cũng không gây nên Lý Kinh Chập ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết các đại thiên vương mạch bên trong, đều có vương cấp cường giả đem ánh mắt tập trung nơi đây. Mà dưới mắt đạo thanh âm này, chính là cái kia Triệu Thiên Vương nhất mạch vương cấp cường giả. Triệu Thiên Vương nhất mạch có ngũ cung, mà dưới mắt đạo thanh âm này, chính là cái kia Thần Hổ Cung cung chủ. Thần Hổ Vương, Triệu Tông. Giống, giữa thiên địa, có cổ lão hổ khiếu thanh âm vang vọng, sau đó vô số đạo ánh mắt chính là nhìn thấy một đầu nhìn không thấy cuối cự hổ, dường như vượt qua hư không, xuất hiện ở phía trên vùng trời này, cự hổ không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành hơn một trượng tả hữu, mà tại trên lưng hổ, một tên người mặc vàng sáng kim bào nam tử ngồi xếp bằng. Nam tử sắc mặt uy nghiêm, ánh mắt tảo động ở giữa, liền khiến người sinh ra vô hạn e ngại. Bái kiến cung chủ. Triệu Kim Ô các loại Triệu Thiên Vương nhất mạch cường giả nhìn thấy người này, lập tức vội vàng quỳ lại. Cưỡi hổ nam tử khoát tay áo, ánh mắt lại là nhìn thẳng Lý Kinh Chập, cười nhạt nói, Lý Kinh Chập, không nghĩ tới xưa nay phụng thủ quy củ ngươi, hôm nay vậy mà cũng sẽ đánh vỡ quy tắc. Ngươi, không nên xuất hiện, những chuyện này, giao cho người phía dưới xử lý, vừa rồi càng cho thỏa đáng hơn thiếp. Lý Kinh Chập hờ hững nói, những nói nhảm này cũng không cần nói, người của các ngươi thua không nổi, còn muốn lấy lớn hép nhỏ. Vậy ta cũng chỉ có thể để bọn hắn cũng cảm thụ một chút giống nhau tư vị. Triệu Tông lắc đầu, nói, bọn hắn chỉ là muốn hỏi thăm một chút mà thôi, cũng sẽ không muốn Lý Lạc kia tính mệnh, dù sao việc này quan hệ đến quy nhất hội. Ngươi lại còn coi lão phu già nên hồ đồ rồi. Lý Kinh Chập trong mắt có một vệt lãnh ý nổi lên, nói, đám hàng này, đều là năm đó bị con ta Lý Thái Huyền ép tới khí đều không kịp thở phế vật, bọn hắn đối với Lý Thái Huyền không thể làm gì, bây giờ nhìn thấy có chút cơ hội. Tự nhiên muốn từ trên thân Lý Lạc lấy khẩu khí trở về. Như vậy không khách khí ngôn ngữ, nghe được cái kia Triệu Kim Ô cùng Tần Liên sắc mặt đều là, trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Về phần cái kia quy nhất hội cùng Linh Nhãn Minh Vương, xuất hiện, nghĩ đến bọn hắn là hướng về phía Linh Tướng Động Thiên chỗ sâu mà đi, cùng Lý Lạc lại có thể có quan hệ gì. Lý Kinh Chập ánh mắt càng lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm Triệu Tông, ngữ khí cũng là trở nên trầm thấp băng lãnh đứng lên. Năm đó sự tình, lão phu lấy đại cục làm trọng nhị một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai. Vừa vặn các ngươi cũng đều ở chỗ này nhìn xem, lão phu liền nói đến rõ ràng minh bạch, cùng thế hệ sự tình cùng thế hệ, các ngươi ai dám đùa ám chiêu tới đối phó Lý Lạc, chẳng cần biết hắn là ai, ta Long Nha Mạch, đều cùng ăn thua đủ. Nghe Lý Kinh Chập lời này, cái kia Triệu Tông sắc mặt cũng là có chút trầm xuống. Lý Kinh Chập, ngươi không khỏi quá bá đạo một chút, ngươi Long Nha Mạch, còn có thể đại biểu toàn bộ Lý Thiên Vương nhất mạch hay sao? Triệu Tông dù sao cũng là Triệu Thiên Vương nhất mạch cự đầu, uy nghiêm sâu nặng, trong ngày thường không người dám làm trái tâm ý của hắn, bây giờ cái này Lý Kinh Chập cứng rắn như thế, ngược lại để cho hắn có chút mặt mũi không ánh sáng. Lý Kinh Chập nhìn chằm chằm Triệu Tông, ánh mắt sâu thẳm. Triệu Tông, ngươi nếu không phục, vậy liền chiến. Nương theo lấy Lý Kinh Chập lời này rơi xuống, giữa thiên địa, vô biên vô tận thiên địa năng lượng gầm hét lên, đúng là tạo thành vô biên vô tận năng lượng triều tịch, quét sạch mấy chục vạn dặm thiên khung. Vô số người kinh hãi muốn tuyệt, Lý Kinh Chập đây là, muốn mở ra vương giả chi chiến sao? Chương 1050, Tam Quan Cảnh. Khi Lý Kinh Chập, cái kia lạnh lẽo cứng rắn thanh âm ở giữa thiên địa vang vọng mà lên lúc,
thế lực khắp nơi cường giả nhao nhao hãi nhiên thất sắc. Người trước đây là dự định trực tiếp cùng cái này thần hổ vương mở ra một trận vương giả chi chiến sao? Đẳng cấp này chiến đấu, cho dù là tại cái này nội thần châu, đều là cực kỳ hiếm thấy. Mà đối mặt với Lý Kinh chập bức người chi thế, thần hổ vương Triệu Tông sắc mặt cũng là trở nên âm trầm. Một cỗ vô hình mà kinh khủng cảm giác áp bách phát ra, dẫn tới vùng thiên địa này đều là tại rung động, năng lượng thiên địa theo nó tâm ý mà trở nên bắt đầu cuồng bạo. Lý Kinh chập, ngươi quá phách lối. Triệu Tông thanh âm âm trầm bên trong, có không che giấu được lửa giận, hắn là cực kỳ cường thế tính cách. Ngày xưa tại Triệu Thiên Vương nhất mạch bên trong cũng là nổi danh bá đạo, không có bất kỳ người nào dám vi phạm ý chí của hắn, mà bây giờ bị Lý Kinh chập một mà tiếp khiêu khích, làm cho Triệu Tông trong lòng cũng là bắn ra nồng đậm sát cơ. Mà Triệu Tông cũng là có thể đoán ra Lý Kinh chập cứng rắn như thế nguyên nhân, hắn là muốn hướng tất cả mọi người cho thấy đối với Lý Lạc giữ gìn, cũng là trấn nhiếp thế lực khác, chớ có lấy ám chiêu đi đối phó Lý Lạc, nếu không tất nhiên sẽ nghênh đón Long Nha mạch căm giận ngút trời. Hiển nhiên, Lý Kinh chập đối với đứa cháu này coi trọng so bất luận kẻ nào nghĩ đều muốn cao hơn. Chỉ bất quá nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Tông liền trở nên càng thêm phẫn nộ. Ngươi Lý Kinh chập muốn tìm bia ngắm đến giữ gìn con cháu của ngươi, ngươi liền dám tìm đến bản vương trên đầu sao? Thật coi bản vương là quả hồng mềm hay sao? Lý Kinh chập, ngươi thật sự cho rằng bản vương sợ ngươi? Ngươi muốn chiến, bản vương phụng bồi tới cùng. Triệu Tông thanh âm rét lạnh vào lúc này vang vọng mà lên, giữa cả thiên địa nhiệt độ đều là vào lúc này bỗng nhiên giảm xuống, cỗ kia kinh khủng túc sát chi khí làm cho trong sân phong hầu cường giả đều tê cả da đầu. Triệu Tông cũng không chịu thua, mà là vững vàng đón đỡ lấy Lý Kinh chập. Thế là các phương phong hầu cường giả nhao nhao ghìm xuống thân ảnh, không dám đứng ở hư không, miễn cho đến lúc đó lọt vào dư ba trùng kích. Bọn hắn tuy nói tại trong mắt người khác đều là uy danh hiển hách thượng phẩm hầu, nhưng tại hai vị này tồn tại kinh khủng rằng co ở giữa, bọn hắn cùng Lý Lạc những này thiên châu cảnh một dạng, cũng chỉ là pháo hôi. Mà liền tại Triệu Tông cường ngạnh đánh trả Lý Kinh chập một chớp mắt kia, hắn vừa sải bước ra, thân ảnh trực tiếp là xuất hiện ở trên hư không, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số đạo ánh mắt rung động liền gặp được, thân thể của hắn vào lúc này lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người bành trướng. Ngắn ngủi bất quá mấy tức thời gian, Triệu Tông chính là biến thành một cái cự nhân. Cự nhân thân thể, ước chừng có vạn dặm độ cao, so cái kia đông đảo sơn nhạc nguy nga còn muốn càng thêm tráng quan, hắn trên thân thể khổng lồ kia, khắc rõ vô số đường vân cổ lão, cái kia mỗi một đạo đường vân phảng phất đều là tràn đầy một loại thần bí vận vị, khiến cho người chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác được một loại tối nghĩa cổ lão cảm giác. Đối mặt với loại này có thể quan sát đại địa cự nhân thân thể, ở đây tất cả mọi người là đầu trống rỗng. Như vậy thân thể, có thể nói là cái kia khai thiên tích địa thần linh cổ lão đồng dạng, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Lý Lạc nhìn qua cái kia phảng phất có thể lấy tay hái ngôi sao giống như cự nhân, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, loại lực lượng này quá mức mênh mông, đã vượt rất xa tưởng tượng của hắn. Đây là pháp tướng thần thể, chính là vương cấp cường giả một loại tiêu chí. Tại Lý Lạc bên cạnh, Lý Thanh Bằng cũng là ánh mắt phức tạp cảm thán một tiếng, trong thanh âm mang theo kính sợ. Đối mặt với loại này thông thiên vĩ lực, không có bất kỳ người nào dám tâm hoài bất kính. Đại bá, cái này vương cấp cường giả, có thể có phẩm giai phân chia. Lý Lạc khiêm tốn thỉnh giáo, dĩ vãng vương cấp đối với hắn quá mức xa xôi, cho nên hắn cũng chưa từng đi tìm hiểu qua trong đó phẩm giai. Lý Thanh Bằng cười nói, tự nhiên là có. Ánh mắt của hắn nhìn qua cái kia thông thiên cự nhân, ánh mắt dừng lại tại đầu cự nhân phía trên, chỉ thấy nơi đó, đúng là tồn tại một cái cự đại mũ miệng. Mũ miệng chính là lấy vô tận năng lượng ngưng tụ biến thành, đồng thời tản ra một loại chí tôn chí quý giống như thần vận. Khi hắn ánh mắt nhìn qua đạo này mũ miệng thời điểm, trong lòng chính là không nhịn được dâng lên một loại phải quỳ lại đi xuống xúc động. Vật này, tựa như là đế vương mũ miệng, nhưng lại so cái kia thế tục vương triều đế vương mũ miệng vĩ ngạn, tôn quý ngàn vạn lần. Đây là bao trùm thiên địa giống như tôn quý. Mũ miệng phía trên, khắc rõ từng đạo phù văn cổ xưa, những phù văn này phảng phất là từ giữa thiên địa mà sinh đồng dạng, mỗi một đạo đều đại biểu cho một loại bản nguyên. Thân thể khổng lồ đứng sừng sững thiên địa, đầu đội thần chi mũ miệng, lúc này Triệu Tông, thật liền tựa như thần linh dáng thế đồng dạng, làm cho cái này thiên tinh, đại bình nguyên trong khu vực vô số đạo ánh mắt kính sợ cúng bái. Vương giả chi cảnh, cũng có một cái xưng hô, gọi là tam quan cảnh. Tam quan cảnh. Lý Lạc có chút trầm ngâm, chịu đựng hai mắt đầm nhói, nhìn thoáng qua Triệu Tông cái kia pháp tướng thần thể, đỉnh đầu chỗ mang thần bí mũ miệng, nói, chẳng lẽ là chỉ cái kia mũ miệng? Lý Thanh Bằng cười gật gật đầu, nói, không sai, người đoán gặp cái kia vương giả thần quan, chính là vương cấp cường giả suốt đời nội tình chỗ diễn biến mà thành, cái này thần quan có vô cùng huyền diệu, có thể dẫn động thiên địa bản nguyên, di sơn đảo hải, bất quá chỉ là một ý niệm. Nghe nói cái này vương giả thần quan có thể diễn biến ba tầng.
cho nên cũng được xưng là tam quan chi cảnh. Mà cái này thần hổ vương Triệu Tông, dưới mắt chính là một tôn thần quan, có thể xưng nhất quan vương, cứ thế mà suy ra, sau hai cảnh, thì là song quan vương, cùng tam quan vương. Lý Lạc thần sắc không nhịn được có chút cổ quái, cái này nghe giống như có chút không quá chăm chú. Lý Thanh Bằng cười cười, nói, mặc dù nghe có chút đơn giản, nhưng nếu như có người minh bạch trong đó, đại biểu lấy vĩ lực mênh mông đến mức nào vô ngần lúc, tự nhiên sẽ đối với nó sinh ra lòng kính sợ. Bọn ta ngũ mạch bên trong, chỉ có long huyết mạch Lý Thiên Cơ mạch thủ, có thể xưng song quan vương. Lý Lạc trong lòng khẽ động, nói như vậy, Lý Kinh Chập cũng là cùng Triệu Tông một dạng nhất quan vương. Mà liền tại Lý Lạc nghĩ như vậy thời điểm, giữa thiên địa năng lượng oanh minh, chỉ thấy Lý Kinh Chập thân thể cũng là lớn lên theo gió, ngắn ngủi một lát, lại là một tòa như thần linh giống như cự nhân đứng sừng sững giữa thiên địa. Lý Kinh Chập, muốn dùng bản vương lập uy, bản vương lại không bằng ngươi nguyện. Triệu Tông tiếng cười như kinh lôi, ầm ầm vang vọng trăm vạn dặm, toàn bộ thiên tinh đại bình nguyên bên trên sinh linh, đều là cảm giác được lỗ tai chấn đau nhức không thôi. Sau đó Triệu Tông trên đỉnh đầu tôn kia vương giả thần quan, mãnh liệt bắn ra ức vạn đạo quang hoa, dường như hóa thành một đầu xuyên qua trăm vạn dặm năng lượng trường hà cuối cùng, một đầu lộng lẫy mắt vàng cự hổ đi ra, cự hổ huy động vuốt hổ, đối với Lý Kinh Chập vị trí đập xuống, oanh, đầy trời tia sáng phẳng phất đều là vào lúc này biến mất, chỉ có cái kia che khuất bầu trời vuốt hổ hình bóng, hư không không ngừng sụp đổ, lại không ngừng bản thân khôi phục. Vô số mảnh vỡ không gian bị xoắn thành phong bạo, phá hủy lên trước mắt hết thảy. Lý Kinh Chập biến thành pháp tướng thần thể, ánh mắt hờ hững nhìn qua cái kia nối liền trời đất vuốt hổ, đỉnh đầu nó vương giả thần quan, bên trong, có vô số phù văn cổ lão chảy xuôi mà xuống, biến thành một thanh thường thường không có gì lạ trường kiếm màu đen. Thân kiếm hơi bạc, trên đó hiện đầy vô số nhỏ xíu ấn ký màu đen. Lý Kinh Chập cong ngón búng ra, trường kiếm màu đen xuyên thủng hư không mà ra, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền cùng cái kia che khuất bầu trời vuốt hổ chạm vào nhau, va chạm trong nháy mắt, cũng không có bất luận cái gì kinh khủng tiếng va chạm vang lên. Bởi vì trường kiếm màu đen cơ hồ là tại trong chốc lát, trực tiếp xuyên thủng vuốt hổ, kiếm quang lướt qua, lộng lẫy mắt vàng cự hổ cùng vượt ngang trăm vạn dặm năng lượng trường hà, trực tiếp là bị ma diệt. Cái kia Triệu Tông đồng tử, vào lúc này đột nhiên co rụt lại. Sau đó hắn chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy tại hắn cái kia pháp tướng thần thể, bên trên, một đạo ước chừng mấy vạn trượng dáng dấp vết kiếm thật sâu, khắc sâu tại phía trên. Vô biên sắc bén kiếm khí tàn phá bừa bãi mà ra, mang đến cho hắn thấu xương đau nhức kịch liệt. Ngắn ngủi chốc lát giao phong, Triệu Tông lại chính là thần thể bị hao tổn. Một màn này, rung động vô số người thần kinh, từng tia ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt. Không có khả năng. Triệu Tông bạo phát ra khó có thể tin tiếng giống giận dữ. Lý Kinh Chập ánh mắt không có chút nào gợn sóng nhìn qua khiếp sợ Triệu Tông, sau một khắc, giống như cửu thiên thanh âm như sấm, quanh quẩn thiên địa. Không có cái gì không có khả năng. Bởi vì ta cùng ngươi không giống với. Triệu Tông cười giận dữ nói, không giống với. Cái gì không giống với? Lý Kinh Chập gương mặt già nua bên trên, có một vệt vẻ châm chọc hiển hiện, hắn chỉ đỉnh đầu, nói, nơi này không giống với. Triệu Tông đột nhiên nhìn về phía Lý Kinh Chập đỉnh đầu, chỉ thấy tại tầng thứ nhất kia vương giả thần quan. Phía trên, lúc này đột nhiên có vô tận quang hoa tuôn ra, cổ lão huyền diệu quang văn xen lẫn, phảng phất là thu thập lấy thế giới bản nguyên, cuối cùng buộc vòng quanh càng tôn quý hơn một tầng ngũ miện. Triệu Tông trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Vùng thiên địa này một chút sâu trong hư không, cũng là truyền ra không che giấu được dung chuyển khí tức, hai tôn vương giả thần quan, Lý Kinh Chập. Vậy mà đã chẳng biết lúc nào, đã vị song quan vương. Chương 1051, song quan vương Lý Kinh Chập. Lý Kinh Chập biến thành pháp tướng thần thể, sừng sững ở giữa thiên địa, ở tại đỉnh đầu. Hai tầng vương giả thần quan tựa như giữa thiên địa chói mắt nhất chú mục tồn tại, trên đó khắc họa mỗi một đạo đường vân, đều phẳng phất là lưu chuyển thiên địa bản nguyên giống như khí tức, một loại tựa như thiên địa chí tôn giống như ba động phát ra, làm cho hắn lúc này, phẳng phất như thần linh làm cho người không dám nhìn thẳng. Song quan vương, giờ khắc này, bất luận là Triệu Tông, hay là những cái kia giấu, ở chỗ tối nhìn chăm chú lên cả hai giao phong trong thế lực khắp nơi cự đầu, đều là ở trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Ai cũng không nghĩ tới, Lý Kinh Chập đã tại trong vô thanh vô tức, cất bước vào đến song quan vương cảnh giới, mà dĩ vãng Lý Thiên Vương nhất mạch, chỉ có long huyết mạch mạch thủ Lý Thiên Cơ là song quan vương cảnh giới, hiện tại, Lý Kinh Chập thì là vị thứ hai sao? Những thế lực khắp nơi kia phong hầu cường giả cũng đối này cực kỳ rung động, chỉ bất quá như Triệu Kim Ô, Tần Liên những này cùng long nha mạch có cửu oán người. Thì là sắc mặt cực kỳ tái nhợt, Lý Kinh Chập thực lực nâng cao một bước, long nha mạch thực lực cùng địa vị cũng sẽ có chỗ tăng lên, đây đối với bọn hắn mà nói là thật không được tốt lắm tin tức. Lão gia tự ẩn tàng đến cũng quá sâu, hắn lúc nào hoàn thành đột phá?
Lý Thanh Bằng thì là vui vẻ không gì sánh được, trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Một bên Lý Kim Bàn thì là bất đắc dĩ nói, ta cuối cùng là biết đại ca ngươi còn có kình đào, tiểu tử kia ưa thích che che lấp lấp ẩn giấu thực lực tính cách là, từ đâu tới. Lý Thanh Bằng nghe vậy có chút xấu hổ, nói, nhị đệ, không phải ta cố ý phải ẩn giấu, chỉ là ngươi cũng biết, ta nếu là hiển lộ bát phẩm hầu thực lực, bọn ta từ khí viện người phía dưới, thế tất liền muốn cùng Kim Quang viện lên tranh đấu chi tâm, đến lúc đó tất nhiên làm cho bọn ta Long Nha mạch chứng khí mù mịt. Lý Kim Bàn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đem Kim Quang viện khí diễm đè xuống có cái gì không tốt, những năm này bọn hắn quá phách lối, Triệu Huyền Minh tên kia đều nhanh tại trên đỉnh đầu chúng ta đi. Lý Thanh Bằng cười ha hả nói, không đến mức, có lão gia tử tại, Triệu Huyền Minh lại đắc ý, cũng chỉ là vì ta Long Nha mạch góp một viên gạch mà thôi. Chỉ cần ngươi nhìn thoáng chút, ngươi sẽ phát hiện lão Triệu là cái rất chăm chỉ người làm công. Lý Kim Bàn nổi giận nói, thật sự là không tim không phổi. Lý Thanh Bằng cũng không thèm để ý, mừng khấp khởi nhìn qua trên hư không đầu kia mang hai tầng vương giả thần quan, Lý Kinh Chập, hắn biết, theo Lý Kinh Chập lần này hiển lộ thực lực, bọn hắn Long Nha mạch danh vọng cùng thực lực đều sẽ nâng cao một bước, Thiên Long ngũ mạch bên trong, Long Nha mạch đã bắt đầu có so sánh Long huyết mạch tư cách. Một bên Lý Lạc nghe được hai người nói chuyện, cũng là không nhịn được cười thầm, ánh mắt của hắn đồng dạng là đang nhìn chăm chú Lý Kinh Chập thân ảnh vĩ ngạn kia, từ cỗ kia không hiểu cảm giác áp bách đến xem. Hắn đánh giá một chút bảng thiên nguyên đẳng cấp, trước kia không có so sánh hắn không cách nào đo lường tính toán, nhưng bây giờ đến xem, bảng thiên nguyên hẳn là nhất quan vương, hay là lão gia tử càng mạnh a? Mà tại cái kia vô số ánh mắt rung động bên trong, Lý Kinh Chập ánh mắt khóa chặt Triệu Tông, thản nhiên nói, còn muốn tái chiến sao? Triệu Tông sắc mặt biến đổi không chừng, ánh mắt xấu hổ, hắn đường đường vương cấp cường giả, hôm nay bị Lý Kinh Chập trước mặt nhiều người như vậy kích thương, đây đối với lòng dạ của hắn có thể nói là sự đả kích không nhỏ. Lý Kinh Chập, ngươi muốn chiến vậy liền chiến, ta Triệu Thiên Vương nhất mạch, cũng không sợ ngươi Lý Thiên Vương nhất mạch. Triệu Tông nghiêm nghị nói ra, nhưng mà, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là biết được Triệu Tông đã là có chút nhận e sợ, cho nên trong ngôn ngữ đã bắt đầu đem thế cục kéo tới hai đại thiên vương, mạch ở giữa. Hiển nhiên là dùng cái này đến làm uy hiếp, cảnh cáo Lý Kinh Chập không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Kinh Chập ánh mắt sâu thẳm, đỉnh đầu lưu chuyển lên chí tôn. Giống như khí tức thần quan phun ra nuốt vào ngập trời hào quang, trong đó diễn biến địa phong thủy hỏa, bao trùm thiên khung. Vô hình cảm giác áp bách kinh khủng, như thiên tai giáng lâm đồng dạng, không ngừng chồng chất, làm cho ở đây rất nhiều phong hầu cường giả đều là mồ hôi lạnh lâm ly. Triệu Tông trong lòng thầm giận, cái này Lý Kinh Chập thật đúng là dự định tiếp tục động thủ. Bất quá, coi như Triệu Tông có chút xuống đài không được thời điểm, một giọng già nua đột nhiên tại giữa vùng thiên địa này vang lên, chúc mừng Long Nha Vương đăng lâm song quan vương. Chi cảnh. Khi đạo thanh âm này lúc rơi xuống, dường như có một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, sau đó hóa thành một đạo thân ảnh đứng ở hư không. Đạo thân ảnh kia, người mặc tinh bào trên có dương cánh kim phượng, hắn mái đầu bạc trắng rối tung, nhìn như lão nhân giống như bộ dáng, làn da lại là tựa như trẻ con tinh tế tỉ mỉ, nó hai mắt thâm thúy như thiên uyên, trong tay nắm lấy một thanh màu trắng thước, trên đó khắc rõ vô tận núi non sông ngòi. Mà khi đạo thân ảnh này lúc xuất hiện, cho dù là Lý Kinh Chập, ánh mắt đều là có chút ngưng tụ. Triệu Thiên Vương nhất mạch, có ngũ cung, mà người trước mắt, chính là ngũ cung đứng đầu Thiên Phượng Cung cung chủ. Thiên Phượng Vương, Triệu Hoài Cẩn. Đây là một vị uy tín lâu năm song quan vương. Không nghĩ tới Thiên Phượng Vương cũng hiện thân. Lý Kinh Chập nhàn nhạt mở miệng. Cái kia tên là Triệu Hoài Cẩn lão giả mỉm cười, nói, thật sự là không nghĩ tới, Long Nha Vương không hiển sơn không lộ thủy, ngược lại là Thiên Long ngũ mạch bên trong vị thứ hai tiến giai song quan. Về sau Lý Thiên Vương nhất mạch có được hai tôn song quan vương, ta Triệu Thiên Vương nhất mạch ngược lại là đến thành thật thật. Ngón tay hắn vuốt nhẹ nhẹ trong tay màu trắng thước, ánh mắt lưu chuyển lên khó lường chi quang. Mà liền tại Thiên Phượng Vương thanh âm lúc rơi xuống, một đạo tiếng cười cũng là đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Thiên Phượng Vương làm gì tự coi nhẹ mình, Triệu Thiên Vương nhất mạch nội tình sâu xa, có thể xa không phải ta Lý Thiên Vương nhất mạch có thể so sánh. Chỉ thấy có kim quang phá không mà ra, một bóng người từ trong đó đi ra. Bộ dáng kia, đương nhiên đó là Long huyết mạch Lý Thiên Cơ mạch thủ. Thiên Phượng Vương nhìn thấy Lý Thiên Cơ hiện thân, trên mặt dáng tươi cười càng sâu, cái kia vuốt ve màu trắng thước ngón tay cũng là dừng lại. Bởi vì hắn biết, lão già này trước đây ở trong hư không ẩn nấp lúc, vẫn âm thầm khóa chặt hắn. Bây giờ hắn lộ diện một cái, Lý Thiên Cơ liền lập tức hiện thân kiềm chế. Long huyết vương, chuyện hôm nay, cũng chỉ tới mới thôi đi, như thế nào? Thiên Phượng Vương trầm ngâm một chút, đối với Lý Thiên Cơ hỏi. Lý Thiên Cơ nghe vậy thì là quay đầu nhìn về phía Lý Kinh Chập bên kia, cười nói, Kinh Chập mạch thủ nghĩ như thế nào?
nếu là ngươi cảm thấy chưa đủ mà nói, ta có thể giúp ngươi ngăn đón cái này Thiên Phượng Vương. Lý Kinh Chập khuôn mặt bình tĩnh, sau một khắc, hắn cái kia to lớn thần thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, mấy tức đằng sau, đã hóa thành bình thường lớn nhỏ. Đỉnh đầu cái kia tản ra chí tôn khí tức vương giả thần quan, cũng là từ từ tiêu tán, hắn lần nữa biến thành cái kia phổ thông lão đầu tử. Hiển nhiên, Lý Kinh Chập cũng không tiếp tục tạo áp lực, dù sao hắn cũng minh bạch, hai đại thiên vương mạch thật bộc phát chiến tranh, hậu quả kia song phương đều không thể tiếp nhận. Mà hắn hôm nay mục đích đã đạt tới, nghĩ đến thần hổ vương Triệu Tông trên lồng ngực đạo vết kiếm kia, sẽ để cho mặt khác một chút đồng dạng nhìn trộm nơi đây, trong thế lực khắp nơi vương cấp cường giả thu liễm một chút ý nghĩ trong lòng. Theo Lý Kinh Chập tán đi thân thể, cái kia Triệu Tông khổng lồ như thần linh giống như thân thể cũng là khôi phục lại. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua trên ngực vết kiếm, sau đó cũng không có nói bất kỳ nói, trực tiếp quay người liền biến mất tại trong hư không. Bị Lý Kinh Chập chém bị thương, hiển nhiên cái này thần hổ vương cũng là không mặt mũi lưu lại nữa. Thiên Phượng Vương thì là nhìn về phía thế lực khắp nơi cường giả, cười nói, lần này linh tướng động thiên liền đến này là ngừng đi, cái kia quy nhất hội sự tình, thế lực khắp nơi sau khi trở về, hay là đến bảo trì một chút cảnh giới, miễn cho bọn hắn lại giày vò xảy ra chuyện gì tới. Các phương cường giả đều là gật đầu, Thiên Phượng Vương nói như vậy, hiển nhiên chính là cho việc này hạ quyết nghị, cho nên cũng không có khả năng lại mượn nhờ lý do này đem Lý Lạc, bắt lại thẩm vấn loại hình. Dù sao, người ta có cái song quan vương ra ra, ai dám động đến, mà lại, thế lực khắp nơi trong lòng cũng đều rõ ràng, hoài nghi Lý Lạc chỉ là thần hổ vương Triệu Tông lấy cơ thôi, bọn hắn có thể không tin, quy nhất hội vương cấp cường giả, sẽ vì một cái chỉ là thiên châu cảnh phí tinh lực lớn như vậy, chui vào linh tướng động thiên. Tần Liên đối với kết quả này hiển nhiên rất không hài lòng, nhưng nàng cũng minh bạch, tại song phương vương cấp cường giả lộ diện tình huống dưới, nàng bất cứ ý kiến gì đều không trọng yếu. Thế là nàng mặt lạnh lấy, trực tiếp quay người rời đi. Tần Thiên Vương nhất mạch cường giả thấy thế, cũng là nhao nhao đi theo. Tần Y nhìn xem Tần Liên bóng lưng, lại là nhìn thoáng qua Lý Lạc, sau đó dung nhan bình tĩnh đi theo Tần Thiên Vương nhất mạch đại bộ đội. Thế lực khắp nơi, đều là đang yên lặng thối lui. Mà giữa thiên địa bầu không khí cũng là nhanh chóng hòa hoãn lại. Mà Lý Lạc cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, cái này nội thần châu chiến trận thật đúng là dọa người, động một chút thì là vương cấp cường giả xuất động, quy cách cao hơn ngoại thần châu không biết bao nhiêu. Đa tạ ra ra. Lý Lạc hướng về phía Lý Kinh Chập cảm kích cười nói. Lý Kinh Chập nhìn Lý Lạc một chút, nghiêm khắc lãnh túc trên gương mặt lộ ra mỉm cười, nói, người ở trong linh tướng động thiên lấy được chỗ tốt xem ra không nhỏ. Hắn một chút liền có thể nhìn ra. Lúc này Lý Lạc bất luận là tướng lực đẳng cấp hay là tương tính phẩm giai, đều có lấy tăng lên rất nhiều. Không đáng giá nhắc tới. Lý Lạc khiêm tốn nói một tiếng, sau đó hắn nhớ tới cái gì, vội vàng nói, ra ra, còn có một chuyện, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Lý Lạc ánh mắt quét qua, chính là nhìn thấy phía dưới cách đó không xa, kim tỷ vị trí, thế là hắn tranh thủ thời gian vút không mà đi, mấy tức về sau, rơi xuống thân tới. Lúc này kim tỷ đang cùng một đám kim long bỏ hành người hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn đều là đang nhìn trước mặt băng điêu, trong đó Lã Thanh Nhi còn duy trì băng phong tư thái. Ra ra, đây là ta tại ngoại thần châu bạn cũ, quan hệ cực kỳ thâm hậu, lúc trước ở trong linh tướng động thiên, nàng vì giúp ta, kích hoạt lên một loại lực lượng đóng băng tự thân, ngài có thể giúp nàng giải khai sao? Lý Lạc khẩn trương hỏi. Lý Kinh Chập nhìn xem trong băng điêu dung nhan thanh lệ, băng cơ ngọc cốt nữ hài, ánh mắt có chút kỳ lạ, sau đó cười đặt câu hỏi. Ngoại thần châu bạn cũ, quan hệ cực kỳ thâm hậu. Chẳng lẽ chính là như lời ngươi nói vị hôn thê kia? Chương 1052, đường về. Nghe được Lý Kinh Chập mà nói, Lý Lạc cũng có chút bất đắc dĩ cùng xấu hổ, lắc đầu nói, ra ra ngài suy nghĩ nhiều. Lý Kinh Chập nói, vậy thì thật là có chút đáng tiếc, tiểu cô nương này nhìn qua cũng không tệ lắm, nguồn lực lượng này là Kim Long Sơn Thánh Chủng chi lực. Trong con mắt của hắn có một vệt vẻ kinh ngạc nổi lên, đánh giá bị băng phong Lã Thanh Nhi. Nói, nhỏ tuổi như thế, liền có thể điều động một sợi hàn băng thánh chủng, lực lượng, mặc dù rất thô thiển, nhưng cái này cũng có thể chứng minh nàng tự thân cùng cái kia hàn băng thánh chủng, là bực nào phù hợp. Thánh chủng, cuối cùng là cái gì? Lý Lạc nghi ngờ hỏi, hắn trước đây tựa hồ nghe đến Kim Tỷ đề cập qua. Đó là chân chính thế giới cấp côi bảo, là thế giới bản nguyên vật chất một loại diễn biến, lại trải qua thiên vương cấp cường giả tiêu hao vô số tâm huyết luyện chế mà thành. Thánh chủng, là thiên vương cấp thế lực chân chính nội tình, không có thánh chủng thiên vương cấp thế lực, không cách nào trường tồn. Lý Kinh Chập kiên nhẫn giải thích nói. Lý Lạc thầm cảm giác chấn kinh, nghe này cái gọi là thánh chủng tựa hồ rất cao thâm, đây là trước kia hắn hoàn toàn không cách nào chạm đến tin tức. Mà từ Lý Kinh Chập ngụ ý, bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch, tựa hồ cũng là có được loại này cái gọi là thánh chủng.
Bất quá bây giờ Lý Lạc cũng không có hỏi kỹ xuống dưới, mà là hỏi, cái kia Gia Gia có thể đưa nàng băng phong trạng thái giải trừ sao? Dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là phải đem Lã Thanh Nhi cấp cứu đi ra. Lý Kinh Chập cười cười, nói, muốn giải trừ loại trạng thái này, ta ngược lại thật ra có thể làm đến, bất quá ta cảm thấy tựa hồ không cần như thế. Vì cái gì? Lý Lạc kinh ngạc hỏi. Lấy thánh chủng chi lực băng phong tự thân, kỳ thật cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, lúc này làm cho tiểu cô nương này, tại cấp độ sâu trong trạng thái cùng thánh chủng chi lực làm sâu sắc phù hợp, chỉ cần nàng có thể bảo trì nội tâm một sợi thanh tỉnh, không làm cho cái kia vô tận băng hàn băng phong nội tâm, như vậy nàng liền có thể từ đó đạt được lợi ích. Lý Kinh Chập nói ra, mà lại ta nếu là xuất thủ, chỉ có thể lấy cường ngạnh lực lượng phá đi cái này thánh chủng chi lực, đây cũng không phải là thượng sách, cho nên dưới mắt việc cấp bách, hay là đến đem tiểu cô nương này đưa về Kim Long Sơn, do bọn hắn mượn nhờ thánh chủng lực lượng giải trừ loại này băng phong. Lý Kinh Chập nói đến chỗ này, nhìn về phía Kim Tỷ bên cạnh mấy đạo nhân ảnh, nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này mấy tên phong hầu cường giả hiển nhiên, cũng là được phái tới bảo hộ Lã Thanh Nhi, bọn hắn nghe vậy, cung kính nói, Long Nha Vương nói tới đích thật là tốt nhất chi pháp. Kim Tỷ cũng là gật gật đầu, đối với Lý Lạc nói, Lý Lạc, ngươi không cần quá lo lắng, lúc trước chúng ta bên này đại nhân trải qua thương lượng, quyết định mau chóng đem tiểu thư mang về. Lý Lạc nghe vậy cũng chỉ có thể gật gật đầu, chỉ là trong lòng có chút tiếc hận, xem ra là không có khả năng tự mình cùng Lã Thanh Nhi cáo biệt. Cái kia Kim Long Sơn cũng không tại Thiên Nguyên Thần Châu, lần sau gặp lại, cũng không biết là lúc nào. Vậy liền phiền phức chư vị, Thanh Nhi lần này ở trong Linh Tướng Động Thiên gặp một chút biến cố, có lẽ các ngươi nên có chỗ chú ý. Lý Lạc nhắc nhở, một tên Kim Long Sơn lão giả gật đầu, chắp tay nói. Đa tạ Lý Lạc đầu rồng nhắc nhở, chúng ta đã từ Kim Nhi nơi đó biết được, những chuyện này chờ chúng ta trở lại Kim Long Sơn, tự sẽ bẩm báo gia chủ, do hắn quyết sách. Sau đó bọn hắn cùng Lý Lạc hơi làm soát lại cho đúng rồi bàn giao đàm luận, cũng liền không lại trì hoãn, mang theo Lã Thanh Nhi leo lên Kim Long Sơn một chiếc phi thuyền, nhanh chóng rời đi Thiên Tinh Đại Bình Nguyên. Lý Lạc nhìn qua đi xa phi thuyền, có chút phiền muộn, sau đó sâu phun một ngụ khí, thu chỉnh cảm xúc. Lần này Linh Tướng Động Thiên, xem như triệt để tuyên bố kết thúc. Mà hắn ở trong đó cũng đích thật là thực sự mò được không ít chỗ tốt, cho nên chuyến này thu hoạch có thể nói đầy bồn đầy bát. Đi thôi, chúng ta cũng muốn về Long Nha Sơn Mạch. Lý Kinh Chập nói ra. Lý Lạc gật đầu. Một lát sau, Lý Thiên Vương nhất mạch đầu rồng lâu thuyền đằng không mà lên, chở ngũ mạch đội ngũ, bắt đầu khởi động đường về, mà trên Thiên Tinh Đại Bình Nguyên này, thế lực khắp nơi đội ngũ cũng là nhao nhao rút đi. Mà theo bọn hắn tán đi, trong Linh Tướng Động Thiên kia phát sinh mọi chuyện cũng sẽ bằng tốc độ kinh người khuếch tán ra đến, cuối cùng truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Thần Châu. Tại ở trong đó, Lý Lạc cùng Lý Linh Tịnh sự tích, thế tất sẽ chiếm đến tương đương nồng hậu dày đặc một bút, khi đầu rồng lâu thuyền với chân trời xẹt qua, nhanh chóng đối với Lý Thiên Vương nhất mạch cương vực mà đi lúc, tại lâu thuyền kia tầng cao nhất, Lý Lạc lần nữa gặp được Lý Kinh Chập. Lý Kinh Chập nhìn xem Lý Lạc, câu nói đầu tiên chính là, Lý Linh Tịnh cũng chưa chết tại Linh Tướng Động Thiên, mà là bị cái kia Linh Nhãn Minh Vương mang đi à. Lý Lạc trong lòng hơi rung, chợt cười khan nói, Gia Gia ngài làm sao mà biết được. Hắn cũng không có giả biện phủ nhận, bởi vì Lý Kinh Chập có thể hỏi ra những lời này đến, nghĩ đến trong lòng đã là có đáp án. Lý Kinh Chập cười nhạt một tiếng, nói, lúc trước nhiều người phức tạp, không thật nhiều nói. Lý Linh Tịnh có lẽ là bởi vì trước đây ít năm kinh lịch, cho nên nàng tâm tư rất thâm trầm phức tạp, nàng đối với bất kỳ người nào đều ôm cực sâu lòng phòng bị, bao quát ta. Trước đây ta giúp nàng tiêu trừ ô nhiễm lúc, nàng nhìn như cực lực phối hợp, làm cho tịnh hóa hiệu quả vô cùng tốt, nhưng trên thực tế nội tâm của nàng chỗ sâu nhất tiềm ẩn một tia thực linh chân ma, khí tức. Lý Kinh Chập ra hiệu Lý Lạc tọa hạ, sau đó cho hắn châm một ly trà, tiếp tục nói, cho nên a, Lý Linh Tịnh nội tâm chỗ sâu nhất, nhưng thật ra là không có ý định đem thực linh chân ma, thanh trừ. Lý Lạc sửng sốt, loại chuyện này, hắn thật đúng là không biết. Linh Tịnh đường tỷ nàng. Lý Lạc ánh mắt phức tạp. Tại cùng Lý Linh Tịnh trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong, hắn tự nhiên cũng là, có thể cảm giác được người sau phong cách hành sự có chút không từ thủ đoạn, nhưng bất kể như thế nào, Lý Linh Tịnh đối với hắn, không có chút nào ý xấu. Gia Gia, Linh Tịnh đường tỷ cũng không có hại ta tâm tư. Lý Lạc nói ra, Lý Kinh Chập gật gật đầu, nói, ta biết, cho nên ta để nàng còn sống rời đi Long Nha Sơn. Tại Long Nha Mạch cùng Quy Nhất Hội ở giữa, nàng lựa chọn người sau, nàng là một cái rất có dã tâm người. Nếu quả thật để nàng từ Quy Nhất Hội loại địa phương kia quật khởi, tương lai nàng có lẽ có tiềm lực trở thành trong đó nhân vật trọng yếu. Nguyên bản tới nói, loại tai họa ngầm này, tốt nhất vẫn là muốn ở tại không có trưởng thành lúc liền tiêu trừ hết. Bất quá nàng thật rất thông minh, nàng đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi, cứ như vậy, ngược lại bảo toàn một chút hy vọng sống.
Nghe trước mắt lão nhân cái kia nhàn nhạt ngôn ngữ, Lý Lạc cũng là cười khổ một tiếng, hắn hiểu ý tứ trong đó, nếu như đổi lại bất luận kẻ nào là Lý Linh Tịnh cầu tình, chỉ sợ Lý Kinh Chập cũng sẽ không để ý tới, chỉ có Lý Lạc cái này người đặc thù, tình huống đặc thù, mới có thể làm cho Lý Kinh Chập cải biến một chút ý nghĩ. Đây chính là Lý Kinh Chập vì cái gì nói, Lý Linh Tịnh rất thông minh, nàng bén nhạy tại nhiều người như vậy bên trong, lựa chọn một cái đối với nàng hữu dụng nhất người. Có lẽ, nàng lại lợi dụng ngươi. Lý Kinh Chập chậm rãi nói ra. Lý Lạc trầm mặc một chút, nói, ra, Linh Tịnh đường tỷ có lẽ là nhận thực Linh Chân Ma ảnh hưởng, làm việc hoàn toàn chính xác bản thân mà quá khích, nhưng ta cũng không trách nàng, nàng chỉ là đang tìm kiếm bản thân còn sống, chính là bởi vì nàng đã từng trải qua những cái kia tuyệt vọng, cho nên mới sẽ muốn lợi dụng hết thảy thủ đoạn đi sống sót. Mà lại, ta tin tưởng nàng, nàng sẽ không hại ta. Lý Lạc thần sắc trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn cũng tin tưởng mình cảm giác cùng phán đoán. Mặc kệ tương lai Lý Linh Tịnh biến thành bộ dáng gì, tối thiểu nhất, nàng sẽ không ra hại hắn, mà về phần mặt khác một vài vấn đề, thật sự chỉ có thể đến lúc đó coi lại. Lý Kinh Chập khẽ gật đầu, nói, hy vọng cảm giác của ngươi là đúng. Sau đó, hắn đột nhiên tiếng nói nhất chuyển. Người chuôi đao kia, nát. Chương 1053, đúc lại. Nghe được Lý Kinh Chập trong lúc bất chợt này cha hỏi, Lý Lạc không khỏi đau lòng gật gật đầu, sau đó đem kim ngọc huyền tượng đao mảnh vỡ đều lấy ra, cây đao này theo hắn hồi lâu thời gian, chứng kiến hắn trưởng thành. Thanh đao này phẩm giai đồng dạng, nó không giống bình thường chính là trong đó đạo kia vương giả ấn ký, xem ra vị kia vương cấp cường giả từng tại thanh đao này, phía trên thay đổi rất nhiều tâm huyết, ngược lại là cái nhớ tình bạn cũ người. Lý Kinh Chập liếc qua, bình luận, cái này vương giả ấn ký, là cùng cái kia linh nhãn minh vương đụng nhau bên trong tổn hại a. Lý Lạc gật gật đầu, vương cấp cường giả quá mức khủng bố, hắn cũng chỉ có lá bài tẩy này có thể thoáng ngăn cản một chút, nhưng cũng chính là chỉ thế thôi. Cuối cùng va chạm kết quả, chính là đao hủy người thương. Ngươi thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp, thiên châu cảnh thực lực, liền dám hướng vương cấp cường giả vung đao. Lý Kinh Chập nói ra, Lý Lạc cười khổ, nói, không có đường đi à, không xuất thủ liền phải chết, đã như vậy, còn quản hắn là cái gì? Bất quá ngươi cuối cùng ngược lại là sống tiếp được. Vận khí không tệ. Lý Kinh Chập trong mắt có vẻ suy tư hiển hiện, nói. Nếu như không phải Linh Tịnh đường tỷ, ta chưa hẳn có thể còn sống sót. Lý Lạc thở dài. Thế thì cũng chưa chắc. Lý Kinh Chập cười nhạt một tiếng, nói. Quy nhất hội người, ngươi cho rằng sẽ là cái gì giữ chữ tín hạng người. Cho dù hắn ở trước mặt đáp ứng điều kiện, nhưng ở đưa tiễn Lý Linh Tịnh về sau, có 10.000 loại biện pháp để cho ngươi đã chết lặng yên không một tiếng động. Cái kia. Vậy ta sống thế nào xuống dưới? Lý Lạc ngạc nhiên nói. Lý Kinh Chập ánh mắt chớp động một chút, bấm tay một chút, chỉ thấy có một đạo hào quang từ Lý Lạc, trên cổ tay đeo không gian cầu bên trong bay ra, hóa thành một viên pha tạp cổ lão lệnh bài. Lý Lạc nhìn lại, kinh ngạc nói, Thiên Vương lệnh. Lý Kinh Chập nhìn chằm chằm viên này Thiên Vương lệnh nhìn một hồi, nói, trên vật này mặt có bị thôi phát lưu lại khí tức, nếu như ta đoán không sai mà nói, khi đó cái kia linh nhãn minh vương, đối với ngươi từng nổi sát tâm, cho nên tấm lệnh bài này có cảm ứng. Đồng thời tản ra lão tổ một tia khí tức, vừa rồi đem cái kia linh nhãn minh vương, dọa lùi. Lý Lạc phía sau có mồ hôi lạnh nổi lên, cẩu nhật kia linh nhãn minh vương, cuối cùng lại còn ý đồ giết hắn. Nghe, nếu như không phải hắn cái này thiên vương lệnh hộ thân mà nói, chẳng phải là hắn thực sự không hiểu thấu thua ở cái kia linh tướng động thiên rồi. Vừa nghĩ đến đây, cho dù là Lý Lạc tâm tính, cũng nhịn không được sợ hãi, tại cái kia chưa từng phát giác ở giữa, hắn vậy mà khoảng cách tử vong gần như thế. Cẩu vật, trở về sau lại tìm ngươi tính món nợ này. Lý Lạc trong lòng thầm hận, hiện tại cái kia linh nhãn minh vương quá mức xa xôi, cho nên đánh thì đánh bất quá, tạm thời ghi lại. Chợt hắn hướng về phía Lý Kinh Chập lộ ra nhu thuận dáng tươi cười, nói, ra, ta tại trong linh tướng động thiên kia chém giết Triệu Diêm, cũng coi là vì bọn ta Long Nha mạch dương oai đi. Nhìn hắn cái này một mặt tranh công bộ dáng, Lý Kinh Chập cười nhạt một tiếng, nói, một cái Triệu Diêm mà thôi. Hắn tại Triệu Thiên Vương nhất mạch cái này mấy đời tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, chỉ có thể nói miễn cưỡng tiến vào top 10. Lý Lạc nghe vậy, sắc mặt lập tức một đổ. Lý Kinh Chập lúc này mới cười nói, ngươi tiểu hoạt đầu này, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Lý Lạc chỉ kim ngọc huyền tượng đao những mảnh vỡ kia, dứt khoát nói, không có tiện tay vũ khí, ra cho bồi một cái đi. Lý Kinh Chập cười, nói, lần này linh tướng động thiên. Biểu hiện của ngươi hoàn toàn chính xác xem như không sai, đã ngươi có công lao, tự nhiên là cần cho một chút khen thưởng, đây cũng là ta Long Nha mạch quy củ. Hắn gảy một chút trước mắt mảnh vỡ, có chút trầm ngâm, nói, mặc dù ngươi thanh đao này bên trong vương giả ấn ký hư hại, nhưng có cái tin tức tốt là, vương giả ấn ký cũng không tính là hoàn toàn biến mất,
trong đó có một ít khí tức tản mát đến trong những mảnh vỡ này, cùng tạo thành đơn giản dung hợp. Mặc dù loại dung hợp này chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, chẳng qua nếu như trước đó đem nó một lần nữa rèn đúc một phen, có lẽ sẽ có một chút ngoài dự liệu thu hoạch. Thật sao? Lý Lạc lập tức kinh hỉ đứng lên. Lý Kinh chập tay áo vung lên, cuốn lên kim ngọc huyền tượng đao mảnh vỡ, nói, cái này giao cho ta xử lý đi, trở lại Long Nha Sơn Mạch về sau, ta tìm tốt nhất luyện khí sư vì ngươi chế tạo một phen. Đa tạ ra ra. Lý Lạc đại hỉ lấy nói tạ ơn. Lý Kinh chập khoát tay áo, đột nhiên lại nhìn về hướng trên cổ tay hắn màu đỏ tươi vòng tay, nói ra, đem ngươi vòng tay kia cho ta xem một chút. Lý Lạc thành thật thật đem vòng tay lấy xuống, đưa tới. Lý Kinh chập tiếp nhận vòng tay, quan trắc một hồi, hơi kinh ngạc nói, thật là tinh diệu phong ấn kỳ trận, đưa ngươi vật này vị kia vương cấp cường giả, ngược lại là có mấy phần đặc biệt thủ đoạn. Hắn bấm tay nhẹ nhàng tại trên vòng tay mặt bắn ra, một đạo sóng chấn động bé nhỏ phát ra, tiếp theo một cái chớp mắt, có một sợi huyết vụ từ đó dâng lên, ở trước mặt Lý Lạc biến thành một đầu ước chừng lớn chừng bàn tay huyết lang hư ảnh. Chính là Tam Vĩ Thiên Lang. Bất quá lúc này nó, nhưng không có trước đây Lý Lạc thấy phần kia hung sát chi khí. Ngược lại là co do cái đuôi, run lẩy bẩy, nhìn qua có mấy phần đáng thương bộ dáng. Bởi vì ở trước mắt Lý Kinh Chập trên thân, nó phát giác đến khí tức khủng bố, đơn giản so phong ấn nó bằng thiên nguyên còn muốn càng cường đại. Còn đại tinh thú này, chính là ngươi lần này ở trong linh tướng động thiên đại sát tứ phương cậy vào a. Lý Kinh Chập nhìn Tam Vĩ Thiên Lang một chút, cười nói. Lý Lạc giải thích, nó chỉ là đưa đến một chút dệt hoa trên gấm tác dụng, chủ yếu vẫn là cháu trai ta tự thân dũng mãnh. Lý Kinh Chập cười cười, nói, nó hẳn là thiên lang bộ tộc, bây giờ đã tiến hóa đến năm đuôi rồi hả? Vẫn còn xem như có chút năng lực. Ra ra ngươi đừng dọa nó, tiểu tam những năm này cũng giúp ta không ít việc, rất nhiều thời khắc mấu chốt, đều dựa vào lực lượng của nó. Lý Lạc nói ra, Tam Vĩ Thiên Lang thì là đối với Lý Lạc quăng tới ánh mắt cảm kích, đồng thời thầm cảm giác may mắn, còn tốt nó cùng Lý Lạc đã sớm đã đạt thành một chút liên minh chung nhận thức, mà nó nơi này cũng không có cho Lý Lạc chơi ngáng chân. Không phải vậy hôm nay, chỉ sợ nó sẽ chết rất thảm. Lý Kinh Chập nhàn nhạt nhìn xem Tam Vĩ Thiên Lang, nói, coi như người nhạy bén. Sau đó hắn lại hướng về phía Lý Lạc nhắc nhở nói, mặc dù vòng tay phong ấn này áp chế Tam Vĩ Thiên Lang trong sức mạnh hung lệ, nhưng ngươi cũng không thể quá mức dựa vào nó. Nó dù sao cũng là phong hầu cảnh đại tinh thú, cho dù nó không có cố ý ăn mòn ý nghĩ của ngươi, nhưng ngươi đang sử dụng nguồn lực lượng kia thời điểm, chung quy vẫn là đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, đồng thời đối với ngươi căn cơ tạo thành tổn hại. Lý Lạc nhu thuận đáp ứng, lời như vậy bằng thiên nguyên cũng đã nói, cho nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không khinh động Tam Vĩ Thiên Lang. Ra ra, tiểu tam lần này cũng bị thương cực nặng, ta dùng lực lượng của nó cùng cái kia linh nhãn minh vương va chạm một chút. Lý Lạc nhìn qua trước mắt bóng sói, hắn có thể cảm giác được người sau phát ra loại kia uể oải. Trước đây linh nhãn minh vương không chỉ có đánh tan công kích của hắn, đồng thời cỗ lực lượng kinh khủng kia cũng trọng thương trong vòng tay Tam Vĩ Thiên Lang. Lý Lạc thậm chí có thể cảm giác được lúc này Tam Vĩ Thiên Lang loại kia suy yếu, nghĩ đến trong một đoạn thời gian rất dài, nó cũng sẽ ở tĩnh dưỡng bên trong. Lý Kinh Chập nghe vậy, nghĩ nghĩ, nhìn chằm chằm Tam Vĩ Thiên Lang nói ra, thôi được, để tính ngươi bảo vệ Lý Lạc phân thượng, ta cũng cho ngươi một phần cơ duyên. Ngươi nếu là có thể nắm chặt phần cơ duyên này, đối với ngươi tự thân tiến hóa, cũng sẽ có lấy ích lợi cực lớn. Tam Vĩ Thiên Lang trong mắt lập tức có mừng như điên cảm xúc hiện ra đến. Sau đó nó liên tục không ngừng đối với Lý Kinh Chập bái thủ dập đầu. Lý Kinh Chập chuyển hướng Lý Lạc, dương lên màu đỏ tươi vòng tay, nói, vật này ta trước lấy đi, quay đầu trả lại ngươi. Lý Lạc từ không gì không thể, bây giờ theo hắn đi vào Thiên Nguyên Thần Châu, phong hầu cường giả tiếp xúc quá nhiều. Tam Vĩ Thiên Lang cái này mới vào phong hầu, cảnh thực lực đích thật là hơi có chút không quá đủ nhìn. Nếu như lần này Tam Vĩ Thiên Lang có thể được sự giúp đỡ của Lý Kinh Chập, có chỗ tăng lên, vậy đối với hắn cũng coi là tin tức tốt. Mà lại, ăn vào phần này ngon ngọt, Tam Vĩ Thiên Lang đối với hắn cũng sẽ nhiều mấy phần tín nhiệm cùng trung thành. Nhìn thấy Lý Kinh Chập thu hồi vòng tay, Lý Lạc có chút trầm ngâm, nói ra, ra ra, có một chuyện dự định cùng ngài nói một chút. Cái gì? Lý Lạc nói, chờ trở về Long Nha Mạch chỉnh đốn một chút thời gian, ta dự định rời đi trước một đoạn thời gian, ta có chuyện cần tiến về Thiên Nguyên Cổ Học Phủ, đồng thời ta sẽ dẫn đi Cửu Văn Thánh Tâm Liên. Đi Thiên Nguyên Cổ Học Phủ a. Lý Kinh Chập gật gật đầu, ngược lại là cũng không có ngăn cản. Bất quá, tại ngươi trước khi đi, có cái nhiệm vụ hay là cần trước hoàn thành? Cái gì? Lý Kinh Chập cười cười. Thông quan sát ma động, nơi đó sẽ có phần thưởng phong phú. Chương 1054, Nguyên Thủy Chủng. Một chiếc nguy nga phi thuyền, từ giữa tầng mây xuyên thẳng qua mà qua, bình ổn đến như đồng hành chạy nhanh trên đất bằng,
Phi thuyền trên thân tàu, có một đóa sinh động như thật hỏa liên đường vân. Đây là Tần Thiên Vương nhất mạch phi thuyền. Mà lúc này, ở phi thuyền tầng cao nhất trong khoang thuyền, Tần Liên ngồi xếp bằng, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ, bình tĩnh hỏi, Tần Y, ta nhắc nhở nhiệm vụ của ngươi, ngươi có thể hoàn thành rồi. Tần Y trên gương mặt tuyệt mỹ hiện ra vẻ phức tạp, nàng tự nhiên là biết Tần Liên nói tới nhiệm vụ, đó là để nàng tìm cơ hội lấy được Lý Lạc một khối huyết nhục. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, để mẫu thân thất vọng, Lý Lạc đối với ta phòng bị cực sâu, mà lại hắn cất giấu át chủ bài cực mạnh. Không chỉ có ngay cả Triệu Diêm đều bị nó trọng thương, thậm chí ta tận mắt nhìn đến hắn chém giết cái kia chân ma dị loại. Cho nên, ta cũng không có lấy được huyết nhục của hắn. Tần Liên sắc mặt lạnh xuống, nói, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tần Y có chút cúi đầu, nói, là nữ nhi vô năng. Tần Liên nhìn chằm chằm Tần Y, âm thanh lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, Lý Lạc tiểu tử kia xác thực dáng rất đẹp mắt, nhưng ta cùng bọn hắn toàn ra chính là tử thù, tương lai không phải ta chết trong tay bọn hắn. Chính là bọn hắn chết trong tay ta, ngươi thân là nữ nhi của ta, tốt nhất hiểu rõ lập trường. Tần Y nói khẽ, mẫu thân nói gì vậy, ta cùng Lý Lạc ở giữa cũng không có bất kỳ quan hệ gì, mà ngài là mẫu thân của ta, vô luận như thế nào, ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Tần Liên nghe vậy, thần sắc lúc này mới hòa hoãn một chút, nàng mắt mang lấp lóe, nói, ngươi lúc trước nói, Lý Lạc tiến vào tòa kia dược lư, cũng không có lộ ra lệnh bài. Mà lại nơi đó Bạch Viên, còn dẫn hắn tiến nhập nhà chính. Tần Y gật đầu, nói, ta đích xác không có nhìn thấy Lý Lạc lấy ra qua cái gì lệnh bài, mà lại Bạch Viên đối với hắn tựa hồ có chút khách khí, thậm chí, cung kính. Ta suy đoán, có lẽ là Lý Lạc, ở trong linh tướng động thiên vận khí cực tốt thu được một loại cao quy cách thân phận. Tần Liên cười lạnh một tiếng, nói, linh tướng động thiên bên trong lấy được thân phận, làm sao có thể so ta đưa cho ngươi lệnh bài trưởng lão, còn cao. Viên kia lệnh bài, là năm đó, ta tại cái kia vô tướng Thánh Tông. Trong di tích thu hoạch, bao quát tòa kia dược lưu tình báo. Tần Y nghi ngờ nói, vậy vì sao Bạch Viên sẽ đối với hắn như vậy khách khí, còn dẫn hắn tiến vào nhà chính, ta coi ở nơi đó, Lý Lạc hẳn là thu được không ít chỗ tốt. Tần Liên mắt mang lấp lóe, sau đó khoát tay áo, nói, được rồi, việc này đã qua, liền không cần lại đi truy cứu, lần này sau khi trở về, ngươi cũng phải bắt đầu vì ngày sau trùng kích thiên tướng cảnh làm một chút chuẩn bị. Tần Y gật đầu đáp ứng, sau đó liền xoay người thối lui. Theo Tần Y sau khi rời đi, Tần Liên sắc mặt đột nhiên trở nên băng lãnh xuống tới, nàng ánh mắt cũng có chút kinh nghi bất định, Lý Lạc tiểu tử kia, vậy mà có thể tại không đưa ra lệnh bài trưởng lão tình huống dưới, bị Bạch Viên cung kính dẫn vào nhà chính, thân phận này. Tần Liên đứng dậy, cong ngón búng ra, một sợi ánh lửa rơi vào sau lưng trên vách tường, lập tức hỏa diễm đường vân lan tràn ra, tạo thành một đóa hỏa liên, sau đó vách tường khẽ chấn động, đúng là từ đó phân liệt ra tới. Tần Liên đi vào trong đó. Trong đó có một tòa bệ đá, trên bệ đá thì là một viên thủy tinh cầu. Nàng đi vào cạnh thủy tinh cầu, đưa tay đem một đạo tướng lực quán chú đi vào, đem nó kích hoạt. Mà theo thủy tinh cầu bị kích hoạt, trong đó đột nhiên có quang mang lưu chuyển mà ra, sau đó thời gian dần trôi qua biến thành một bóng người ngồi xếp bằng phía trên. Đó là một tên nam tử tóc bạc, nam tử thân thể hùng tráng, diện mục oai hùng, tại trên khuôn mặt của hắn còn khắc rõ huyền diệu phù văn, làm cho hắn nhìn qua tản ra một loại cảm giác thần bí. Đại cung chủ Tần Liên nhìn thấy người này, khom mình hành lễ. Người trước mắt tên là Tần Cửu Kiếp, chính là bây giờ Tần Thiên Vương nhất mạch chân chính người cầm quyền. Thế nào? Nam tử tóc bạc cười nhạt nói. Tần Liên có chút trầm mặc, sau đó nói, ta hoài nghi, đồ vật liền ở trên thân Lý Lạc. Tần Cửu Kiếp ánh mắt lưu chuyển lên sâu không lường được quang mang, hắn nhìn chằm chằm Tần Liên, chậm rãi nói, ngươi xác định. Tần Liên trầm giọng nói, ta điều tra qua, Lý Lạc tại trong linh tướng động thiên này như cá gặp nước. Rất nhiều cơ duyên dễ như trở bàn tay, điều này nói rõ hắn tự thân nhất định cùng vô tướng Thánh Tông có cực lớn liên lụy. Dược lư bên trong cái kia Bạch Viên, càng đem hắn dẫn vào nhà chính, mà nơi đó, liên thủ cầm lệnh bài trưởng lão Tần Y đều không vào được, mà lại dược lư bên trong lấy thuốc, đều là có hạn chế số lượng, nhưng Lý Lạc kia lại là lấy ra rất nhiều vật chân quý. Điều này nói rõ Bạch Viên là mặc hắn đòi lấy, loại này thân phận địa vị, tuyệt đối không tầm thường. Cho nên cho dù Tần Y không thể từ trên thân Lý Lạc lấy được tinh huyết đến nghiệm chứng, nhưng từ những chi tiết này chỗ, đã có thể làm ra một chút phán đoán. Tần Cửu Kiếp không có cái gì gợn sóng thanh âm truyền đến, nhưng những này, cho tới nay cũng chỉ là suy đoán của ngươi. Vì ngươi phần này suy đoán, năm đó chúng ta Tần Thiên Vương nhất mạch phản ứng, đã có chút quá kích, suýt nữa khiến người hoài nghi. Tần Liên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Tần Cửu Kiếp, có chút kích động nói, suy đoán của ta tuyệt đối không có phạm sai lầm.
Năm đó, ở cái kia vô tướng Thánh Tông trong di tích, ta đích xác là từ một bộ tiêu tán trên điển tịch đạt được những tin tức này. Tại cái kia vô tướng Thánh Tông trong di tích, có nguyên thủy chủng tồn tại. Đại cung chủ, người rất rõ ràng nguyên thủy chủng, đại biểu cho cái gì, sở dĩ năm đó mới có thể cho phép Tần Thiên Vương, nhất mạch bộc phát loại kia kịch liệt phản ứng, đuổi theo giết Lý Thái Huyền hai người. Mà nguyên thủy chủng, rất có thể liền bị Lý Thái Huyền, Đạm Đài Lam chỗ lấy đi. Nguyên thủy chủng ba chữ rơi vào trong tai, cho dù là Tần Cửu Kiếp vị này Tần Thiên Vương nhất mạch người cầm quyền, ánh mắt cũng là nổi lên chấn động kịch liệt. Bởi vì Thiên Vương mạch người cầm quyền, tự thân lại là song quan vương, cấp tồn tại, Tần Cửu Kiếp tự nhiên rõ ràng rất nhiều cổ lão bí ẩn, trong đó, liền bao quát này cái gọi là nguyên thủy chủng. Đó là trên thế giới cổ xưa nhất cùng lực lượng thần bí, cho dù là Thiên Vương cấp tồn tại vĩ ngạn, đều đối với tìm kiếm loại lực lượng này có hứng thú thật lớn. Tại trong dòng sông lịch sử, từng có một chút liên quan tới nguyên thủy chủng, ghi chép, nghe nói mỗi một lần nguyên thủy chủng xuất hiện cùng thức tỉnh, đều sẽ dẫn tới vô số tranh đoạt, trong đó thậm chí có thiên vương cấp cường giả xuất thủ. Mà trong lịch sử, cũng từng xuất hiện qua người mang nguyên thủy chủng sinh linh, sừng sững thiên địa chi đỉnh, trở thành hoành ép một thời đại đỉnh cao nhất tồn tại. Cho nên, bất luận là dị loại hay là nhân tộc cùng với khác sinh linh, đều là đối với nguyên thủy chủng có mang lớn lao hứng thú. Bởi vì lịch sử cổ xưa bên trong, từng có một câu châm ngôn lưu truyền, hỗn loạn cuối cùng tại nguyên thủy. Có người nói, cái này hỗn loạn, có lẽ là dị loại chi nguyên. Dù sao đối với giữa thiên địa sinh linh mà nói, chỉ có dị loại kia, mới nhất là làm cho người sợ hãi bất an. Nhưng bất kể như thế nào, nguyên thủy chủng, tuyệt đối là trên thế giới này cổ xưa nhất bí ẩn, đồng thời nó chỗ có được dụ hoặc, không người có thể ngăn cản, trong mật thất, lâm vào một mảnh trầm mặc. Tần Cửu Kiếp trong mắt phun trào ba động, rốt cục thời gian dần trôi qua bình ổn lại, đối mặt với cái gọi là nguyên thủy chủng, cho dù là hắn cũng không có khả năng bình tĩnh mà đợi. Kỳ thật, cũng có thể là nguyên thủy chủng còn lưu tại vô tướng Thánh Tông trong di tích, Lý Thái Huyền, Đạm Đài Lam năm đó, có lẽ cũng không có đem nó đạt được. Tần Cửu Kiếp chậm rãi nói, nguyên thủy chủng liên lụy quá lớn, cho nên có quan hệ với này tình báo, toàn bộ Tần Thiên Vương nhất mạch, chỉ có Tần Cửu Kiếp những này chân chính người cầm quyền biết được. Thậm chí, bọn hắn cũng không dám quá mức kịch liệt đi đuổi bắt Lý Thái Huyền, bởi vì bọn hắn đều hiểu, Lý Thái Huyền bọn hắn mặc dù rời đi Thiên Nguyên Thần Châu, nhưng Lý Kinh Chập ánh mắt từ đầu đến cuối đang chăm chú, nếu như bọn hắn biểu hiện được quá mức cấp tiến, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới hoài nghi. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu điều kiện trước tiên, không có người thật sự có thể xác định Lý Thái Huyền, Đạm Đài Lam đạt được nguyên thủy chủng. Đây hết thảy, cũng chỉ là đến từ Tần Liên hoài nghi cùng suy đoán. Nhưng mà, cho dù chỉ là một cái suy đoán, năm đó Tần Thiên Vương nhất mạch, cũng vì này làm ra phảng phất muốn cùng Lý Thiên Vương, nhất mạch mở ra một trận Thiên Vương đại chiến bộ dáng. Đại cung chủ, nếu như, nguyên thủy chủng thật bị bọn hắn lấy đi đây. Tần Liên giọng bình tĩnh nói. Tần Cửu Kiếp trầm mặc xuống, nếu như Lý Thái Huyền, Đạm Đài Lam thật lấy đi nguyên thủy chủng, như vậy có lẽ tương lai, Lý Thiên Vương nhất mạch, sẽ xa xa siêu việt bọn hắn Tần Thiên Vương nhất mạch. Khi đó, lấy giữa hai bên thù hận. Tần Thiên Vương nhất mạch tất nhiên sẽ là chuyện lúc trước phải trả cái giá nặng nề. Trầm mặc kéo dài không biết bao lâu thời gian, Tần Cửu Kiếp mí mắt chậm rãi rủ xuống, nói, Lý Kinh Chập lần này tiến giai song quan vương, Lý Thiên Vương nhất mạch thực lực sẽ phóng đại, mà hắn như vậy gióng trống khua chiêng đối với Thần Hổ Vương Triệu Tông xuất thủ, cũng là vì nói cho chúng ta biết những người này, không nên nghĩ đối với Lý Lạc làm cái gì. Hắn, là đang cảnh cáo chúng ta. Cho nên, chỉ cần Lý Kinh Chập tại, chúng ta liền không động được Lý Lạc. Tần Cửu Kiếp cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tần Liên. Việc này còn cần một trận mưu đồ, tạm thời chờ chút, bản tọa tự có tính toán. Tần Liên nghe vậy, trong lòng sáng tỏ, sau đó cúi đầu đáp ứng. Nàng nhìn chằm chằm mặt đất, dường như gặp được Lý Thái Huyền cùng Đạm Đài Lam khuôn mặt, thế là ánh mắt trở nên càng băng lãnh. Các vị độc giả, nơi này sửa chữa một chút, là nguyên thủy chủng, không phải nguyên thủy chủng, trước đó xuất hiện qua một lần nguyên thủy chủng, đó là song liều sai lầm, về sau lấy nguyên thủy chủng làm chuẩn. Ha ha, chương 1055, phù triện màu vàng. Long Nha Sơn Mạch. Tại Lý Lạc trở lại Long Nha Sơn Mạch đầu 2 ngày, hắn trừ đi gặp Lý Nhu Vận một lần bên ngoài, thời gian khác, vẫn luôn là đóng cửa không ra, đem toàn bộ người đều là trầm tĩnh lại, đồng thời vứt bỏ hết thảy việc vặt vãnh, tiến vào chỉnh đốn trạng thái. Dù sao lần này linh tướng động thiên chuyến đi, đối với Lý Lạc mà nói, có thể nói hung hiểm vạn phần, thế lực khắp nơi thiên kiêu nhằm vào, đến từ chân ma tập kích. Thậm chí cuối cùng còn ra hiện một vị vương cấp cường giả tồn tại kinh khủng. Mặc dù cuối cùng Lý Lạc sống tiếp được, nhưng cũng thuộc về thực là có chút thể xác tinh thần đều mệt. Loại trạng thái này không nên căng cứng tu hành, căng chặt có độ, mới là kế hoạch lâu dài. 2 ngày về sau,
Lầu nhỏ trong phòng tu luyện, tinh thần phấn chấn Lý Lạc xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, tiến vào trong trạng thái tu luyện, mà lúc này hắn, chỗ thúc dục tu luyện chi thuật, chính là từ linh tướng động thiên đoạt được tới cái kia một thiên ngưng châu thuật, tam cung lục tướng ngưng châu thuật, bước vào thiên châu cảnh về sau, này cái gọi là ngưng châu thuật liền lộ ra rất là trọng yếu, càng là lợi hại ngưng châu thuật, cái kia ngưng kết thiên châu hiệu suất cũng sẽ càng nhanh càng mạnh. Lúc này, Lý Lạc thể nội ba tòa tướng cung vù vù chấn động, tựa như là động cơ đồng dạng, mà lục tướng cũng là bắn ra mà ra, ở sau lưng nó hư không, biến thành 6 loại tướng tính: thủy, quang minh, mộc, thổ, long, lôi. Lục tướng kêu gọi kết nối với nhau ở giữa, dẫn tới năng lượng thiên địa mãnh liệt mà động, sau đó có từng đạo thuộc tính khác biệt năng lượng bị rút ra mà ra, liên tục không ngừng tràn vào nó trong thân thể. Sau lưng Lý Lạc, ba viên sáng chói như ngôi sao quang châu chậm rãi du động, chói lóa mắt. Mà viên thứ ba bên ngoài vị trí, một viên nhỏ xíu điểm sáng, thì là nương theo lấy những năng lượng thiên địa kia không ngừng tràn vào, thời gian dần trôi qua tách ra từng tia ánh sáng, dần dần lớn mạnh. Đó là viên thứ tư thiên châu hình thức ban đầu. Khoảng cách Lý Lạc lần trước đột phá đến tam tinh thiên châu về sau, đến nay không đến 10 ngày thời gian, cái này viên thứ tư hình thức ban đầu đã thành, cái này trừ quy công cho tam cung lục tướng ngưng châu thuật lợi hại bên ngoài, Lý Lạc tại trong linh tướng động thiên kia cuối cùng kinh lịch đại chiến, cũng có một chút công lao. Dù sao tại giữa sinh tử kia, tinh khí thần độ cao ngưng luyện, đối với tu luyện cũng là rất có ích lợi. Như vậy tu luyện kéo dài hồi lâu, loại kia mãnh liệt năng lượng thiên địa vừa rồi thời gian dần trôi qua bình ổn lại, Lý Lạc đóng chặt tai mắt cũng là tùy theo mở ra, hắn tâm niệm khẽ động, sau lưng cái kia viên thứ tư thiên châu hình thức ban đầu chính là phiêu động đến trước mắt. Hắn cảm ứng đến viên này thiên châu tiến độ, khẽ gật đầu. Cái này tam cung lục tướng ngưng châu thuật quả thật bất phàm. Dựa theo loại tốc độ này, nhiều lắm là lại có thời gian nửa tháng, cái này viên thứ tư thiên châu liền có thể ngưng luyện thành hình. Lý Lạc tự nói lên tiếng. Tốc độ này, người bên ngoài sợ là sẽ phải mừng rỡ như điên, nhưng Lý Lạc vẫn còn cảm thấy không quá đủ. Bởi vì hắn đối với tự thân thiên châu cảnh kỳ vọng, tất nhiên là cửu tinh thiên châu, chỉ có dạng này, mới có thể làm cho tự thân nội tình cùng căn cơ đạt tới vững chắc nhất cấp độ. Khoảng cách như vậy cửu tinh, hắn còn cần ngưng luyện 5 viên thiên châu, mà thiên châu cảnh càng là phía sau thiên châu, ngưng luyện độ khó liền vượt thành lần gia tăng. Bởi vậy cho dù Lý Lạc có tam cung lục tướng ngưng châu thuật, gia trì, bình thường tu luyện, chỉ sợ cũng cần thời gian gần 1 năm, mới có thể đạt tới cửu tinh thiên châu cảnh. Nhưng Lý Lạc nhưng không có nhiều thời giờ như vậy, hắn cho mình định mục tiêu, đó chính là nửa năm. Trong vòng nửa năm, nhất định phải đạt thành cửu tinh thiên châu cảnh, mà loại tốc độ này, ánh sáng dựa vào tam cung lục tướng ngưng châu thuật, hiển nhiên không đủ, cho nên cái này cũng cần ngoại bộ một chút tài nguyên tương trợ. Nghĩ đến đây, Lý Lạc bàn tay sát qua không gian cầu, một viên tản ra huyền diệu ba động tinh hạch xuất hiện ở trong tay, đúng là hắn từ Bạch Viên nơi đó có được huyền tâm linh hạch. Trước đây phân một chút ra ngoài, nhưng hắn trong tay y nguyên còn lưu lại không ít hàng tồn, vừa vặn dùng để tu luyện. Mà lại, huyền tâm linh hạch chân chính quý giá địa phương, cũng không phải là nó ẩn chứa những cái kia tinh thuần năng lượng, mà là trong đó ẩn chứa bản nguyên huyền tâm quả, lực lượng. Bản nguyên huyền tâm quả, có thể trợ người cảm ngộ tướng tính bản nguyên. Tướng tính bản nguyên, Lý Lạc trong mắt lướt qua một vòng dị sắc, cái này tướng tính bản nguyên là thiên tướng cảnh mới có thể chạm đến huyền diệu đồ vật, đây là tương lai đúc thành phong hầu đài nền tảng, mà tại thiên tướng cảnh trước đó, bình thường tới nói không cách nào chạm đến, nhưng cái này bản nguyên huyền tâm quả, lại là có thể làm đến cái này việc không thể nào. Lý Lạc đem huyền tâm linh hạch trực tiếp đầu nhập trong miệng ngậm lấy, sau đó vận chuyển tam cung lục tướng ngưng châu thuật. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là cảm thấy một cỗ thanh lương năng lượng từ cái kia huyền tâm linh hạch bên trong tản ra, đồng thời thật nhanh đối với thể nội chảy xuôi mà đi. Oanh, thể nội ba tòa tướng cung vào lúc này đột nhiên oanh minh lên tiếng, trong đó tướng tính đều là bạo phát ra nồng đậm khát vọng ba động. Nhưng Lý Lạc thêm chút suy tư, liền đem những này huyền diệu năng lượng đầu nhập vào thủy quang tướng cung bên trong. Thủy quang tướng cung bên trong có một vũng hồ nước, nước hồ tịnh triệt sáng tỏ, tản ra một loại khó mà nói rõ tinh khiết cảm giác. Trong hồ nước, phảng phất là lưu chuyển lên thần thánh quang trạch. Cái này uông hồ nước, chính là Lý Lạc tự thân thủy quang tướng diễn biến mà hóa. Ngày xưa thời điểm, mặt hồ này gió êm sóng lặng, nhưng lúc này, sóng nước cuốn lên, hóa thành trăm trượng thủy triều, hướng bốn phía nhấp nhô mà đi, thanh âm ầm ầm quanh quẩn tại tướng cung bên trong. Trong tướng cung, chợt có liên miên mưa phùn hạ xuống, rơi vào trong hồ nước. Những này mảnh vũ cực là huyền diệu, mỗi một khỏa giọt mưa bên trong, tựa hồ cũng lưu động một loại thần kỳ khí tức. Loại khí tức này mang theo một loại phản phác quy chân giống như vận vị. Mưa phùn chính là huyền tâm linh hạch năng lượng biến thành, theo mưa phùn liên miên lọt vào nước hồ, trong hồ nước thì là nhiều hơn một chút du động tia sáng màu vàng, những tia sáng này không ngừng hội tụ,
nghĩ nghĩ lại, phảng phất là muốn diễn hóa ra thứ gì đến đồng dạng. Lý Lạc biết, đó chính là cái gọi là tướng tính bản nguyên. Nhưng cuối cùng khi viên này huyền tâm linh hạch, năng lượng tiêu hao hầu như không còn về sau, cái kia tướng tính bản nguyên mới tạo thành một nửa, Lý Lạc đã có thể thô sơ giản lược trông thấy nó bộ dáng, cái kia tựa hồ là một viên không trọn vẹn phù triện màu vàng. Đây chính là tướng tính bản nguyên. Lý Lạc có chút hăng hái tự nói, thiên tướng cảnh về sau, liền cần tu luyện vật này, cuối cùng dùng để đúc thành phong hầu đài a. Tại Lý Lạc nhìn soi mói, viên kia không trọn vẹn kim triện không ngừng tản ra kim quang nhàn nhạt, đem phụ cận nước hồ đều là khuếch đại thành màu vàng kim nhàn nhạt, mà những này lây dính nước hồ màu vàng, tựa hồ muốn lộ ra càng thêm sáng tỏ cùng tinh khiết. Một viên huyền tâm linh hạch lại còn không đủ. Lý Lạc có chút nhíu mày, bất quá đây không phải vấn đề gì, trong tay hắn còn thừa lại không ít huyền tâm linh hạch, tuyệt đối đầy đủ hắn phung phí. Thế là hắn lại là móc ra một viên huyền tâm linh hạch, không chút nào đau lòng nuốt luyện hóa. Thủy quang tướng cung bên trong, liên miên mưa phùn lại lần nữa giáng lâm. Như vậy, khi Lý Lạc tiêu hao 4 quả huyền tâm linh hạch lúc, hắn rốt cục nhìn thấy, cái kia thủy quang tướng chỗ diễn hóa tịnh triệt trong hồ nước, một viên hoàn chỉnh phù triện màu vàng, triệt để thành hình. Viên kia phù triện màu vàng tản ra cổ lão bản nguyên khí tức, nó phảng phất là một đầu tràn đầy linh tính con cá, tại trong hồ nước vui sướng du động, mà nó chỗ bơi qua địa phương, những cái kia do thủy quang tướng lực hình thành nước hồ, thì phảng phất là trở nên càng thêm tinh thuần. Mà lại, viên kia phù triện màu vàng, còn tại nuốt chửng những này thủy quang tướng lực, phảng phất là tại ăn no nê, nhưng đây cũng không phải là động mãi mãi không đáy nuốt, bởi vì trong khi ăn uống no đủ về sau, phù triện màu vàng phảng phất là phát ra một chút run rẩy, sau một khắc, đúng là có một viên giọt nước màu vàng, từ cái kia phù triện màu vàng, bên trong lọt đi ra. Màu vàng giọt nước phiêu phù ở trên mặt nước, trong đó, chảy xuôi một loại cổ lão thần diệu khí tức. Lý Lạc mở to mắt, trong mắt hiện ra một vòng như nghĩ tới cái gì, hắn cong ngón búng ra, một đạo tướng lực gào thét mà ra, xoay quanh thân, sau đó hắn tâm niệm khẽ động, cái kia do phù triện màu vàng phun ra màu vàng giọt nước bay ra, trực tiếp dung nhập vào đạo kia tướng lực bên trong, oanh, dung nhập trong nháy mắt, chỉ thấy đạo kia tướng lực đúng là xuất hiện kinh người tăng vọt, không chỉ có tướng lực trở nên càng thêm hùng hậu, mà lại trong đó chảy xuôi tướng lực cũng giống như là nhận lấy một loại tinh luyện, trở nên càng thêm ngưng thực cùng cường hoành. Hiển nhiên, đây là bởi vì cái kia màu vàng giọt nước tăng phúc tác dụng. Cảm nhận được cỗ kia tăng phúc cường độ, Lý Lạc trên mặt cũng là hiện ra kinh dị chi ý, cái kia màu vàng trong giọt nước ẩn chứa bản nguyên chi khí, có thể tăng bức tinh thuần tướng lực, mà đây cũng là thiên tướng cảnh ưu thế chỗ. Không nghĩ tới, hắn mượn nhiều huyền tâm linh hạch, vậy mà sớm chạm tới loại thủ đoạn này. Khó trách Tần Y bọn hắn đều đối với bản nguyên huyền tâm quả chạy theo như vịt, vật này đối với bọn hắn những này thiên tướng cảnh phía dưới người mà nói, đích thật là đồ tốt. Lý Lạc ánh mắt trở nên sáng lên, bàn tay sờ lên trên cổ tay không gian cầu, lấy hắn bây giờ hàng tồn, hẳn là có thể trợ hắn ngưng luyện ra mấy viên phù triện màu vàng, mà những này kim triện lại sẽ đề luyện ra ẩn chứa bản nguyên chi khí màu vàng giọt nước. Nếu là cùng người lúc đối địch, hắn đem những này màu vàng giọt nước đều vận dụng, như vậy hắn tướng lực liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cực lớn tăng phúc, ngược lại là tăng lên cực lớn lực chiến đấu của hắn. Không tệ. Lý Lạc lúc này mới hài lòng đứng dậy, kết thúc hôm nay tu luyện. Ngày mai, liền nên đi Thanh Minh Kỳ bên kia nhìn một chút, đồng thời có quan hệ sát ma động tiến lên, cũng nhất định phải tăng thêm tốc độ. Chờ đến những chuyện này đều giải quyết, hắn có thể đủ khởi hành, tiến về Thiên Nguyên Cổ Học Phủ. Chương 1056, sáng lập ghi chép mới. Ngày thứ hai, khi Lý Lạc đi vào Thanh Minh giáo trường thời điểm, một chút chính là nhìn thấy cái kia 8.000 kỳ chúng chỉnh tề đứng ở trên quảng trường, tinh kỳ bay phần phật theo gió, một bộ cường quân khí thế, cung nghênh đầu rồng. Lý Lạc thân ảnh vừa xuất hiện, 8.000 kỳ chúng chính là đột nhiên quăng tới nóng bỏng mà ánh mắt kính sợ, đồng thời tiếng quát như sấm minh giống như vang vọng toàn bộ giáo trường. Thật là lớn chiến trận. Lý Lạc thấy thế, trên mặt ý cười thân ảnh xuất hiện ở trên đài, sau đó hắn hướng về phía ở vào phía trước nhất Triệu Yên Chi, Lý Thế, mục bích mấy vị kỳ thủ cười nói, một tháng thời gian không thấy, kém chút nghĩ đến đám các ngươi là muốn cho ta đến cái hạ mã uy. Triệu Yên Chi ăn một chút cười một tiếng, ánh mắt vũ mị nhìn chằm chằm Lý Lạc, nói, đầu rồng bây giờ thế nhưng là Thiên Nguyên Thần Châu thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, ngay cả Tần Y, Triệu thần tướng những thiên kiều kia đều tại ngài quang mang bên dưới ảm đạm phai mờ, lại có ai còn dám cho ngươi ra oai phủ đầu. Linh tướng động thiên bên trong sự tích, tại mấy ngày nay trong thời gian đã truyền khắp Thiên Nguyên Thần Châu, mà Thanh Minh Kỳ 8.000 kỳ chúng tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy, bọn hắn đối với kết quả này, tự nhiên là cảm thấy phấn chấn cùng kích động. Dù sao Lý Lạc là bọn hắn Thanh Minh Kỳ đại kỳ thủ, bọn hắn cũng coi là Lý Lạc dòng chính bộ hạ. Lý Lạc có thể ở trong linh tướng động thiên có được như vậy hiển hách chiến tích, bọn hắn đương nhiên là giống như Vinh Yên,
Trong mấy ngày nay, cùng Long Nha Mạch mặt khác tam kỳ kỳ chúng giao lưu lúc, những tên kia trong ngôn ngữ vẻ hâm mộ, cơ hồ là yếu giật xuất lai. Mà ngẫm lại, một năm trước, Thanh Minh kỳ tại Lý Thiên Vương nhất mạch nhị thập kỳ bên trong, thế nhưng là thuộc về loại kia chó đều không để ý nhân vật. Lý thế, mục đích các loại kỳ thủ cũng là sắc mặt tràn đầy tôn sùng chi ý, Lý Lạc tại tham gia linh tướng động thiên trước đó, vẫn chỉ là bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch đầu rồng, có thể theo linh tướng động thiên kết thúc, Lý Lạc cũng đã ngồi vững Thiên Nguyên Thần Châu thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất địa vị. Nghe nói bây giờ Lý Lạc đã đạt đến Tam Tinh Thiên Châu cảnh đẳng cấp, đây coi như là xa xa siêu việt bọn hắn, mà bọn hắn vẫn còn nhớ rõ, một năm trước Lý Lạc vừa tới đến Thanh Minh kỳ lúc, tướng lực đẳng cấp thậm chí còn có chút không bằng bọn hắn, nhưng bây giờ, giữa song phương thực lực đã cực kỳ cách xa. Ở trên thân Lý Lạc, bọn hắn cuối cùng là minh bạch, cái gì mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng mà này còn là tại Lý Lạc, trước kia đợi tại cái kia cằn cỗi ngoại thần châu tình huống dưới, nếu như hắn là từ nhỏ ở Long Nha Mạch, chỉ sợ hắn hiện tại, sớm đã chạm đến thiên tướng cảnh đi. Lý Lạc nhìn qua giữa sân cái kia 8.000 kỳ chúng tràn đầy kính sợ tôn sùng ánh mắt, hắn hiểu được, hiện tại hắn tại Thanh Minh kỳ uy vọng, chỉ sợ đã là đạt đến một loại cực hạn. Nói không chừng, đã là không kém gì năm đó cha của hắn chấp trưởng Thanh Minh kỳ lúc. Lý Lạc cười cười, nhìn qua đám người, thanh âm ôn hòa mà nói, mọi người thời gian một tháng này, nghĩ đến tu luyện cũng chưa lười nhác a. Tiếp xuống ta sẽ cho mọi người định một mục tiêu, hy vọng mọi người có thể toàn lực ứng phó. Lão đại cứ việc phân phó là được. Cái kia mục bích lớn tiếng nói. Lý Lạc dáng tươi cười càng sán lạn, nói, ta muốn trong một tháng, đả thông 72 tầng sát ma động, còn xin mọi người giúp ta. Trong sân tiếng ồn ào trong lúc đó dập tắt, tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Lý Lạc. Trong một tháng, đả thông 72 tầng sát ma động. Nhiệm vụ này, không khỏi cũng quá gian khổ một chút. Phải biết bây giờ bọn hắn Thanh Minh kỳ tiến độ, vẫn còn 63 tầng, mặc dù nhìn như cùng 72 tầng bất quá 9 tầng khoảng cách, nhưng tất cả mọi người rõ ràng cuối cùng mấy tầng sát ma động độ khó. Mà một tháng tiến lên cuối cùng 9 tầng, độ khó này, không thể bảo là không cao. An tĩnh kéo dài một hồi, Triệu Yên Chi yếu ớt nói, lão đại, ngươi cũng đã biết nhị thập kỳ từ trước tới nay. Nhanh nhất thông quan 72 tầng sát ma động chính là cái nào nhất kỳ, vị nào đại kỳ thủ? Lý Lạc cười nói, giống như, chính là bọn ta Thanh Minh kỳ. Một nhiệm kỳ kia đại kỳ thủ, chính là ta cha. Triệu Yên Chi cười khổ nói, vậy ngươi biết Lý Thái Huyền đại viện chủ năm đó, đã thông 72 tầng sát ma động cuối cùng là dùng bao lâu thời gian? Này cũng không có giải qua. Lý Lạc không lắm để ý nói. 1 năm 7 tháng. Triệu Yên Chi lại là chăm chú hồi đáp. Hiển nhiên đối với cái này cực kỳ hiểu rõ, mà bọn ta lần này Thanh Minh kỳ, đến bây giờ thành lập thời gian là 1 năm 5 tháng, mà ngươi muốn trong vòng 1 tháng đả thông 72 tầng, như vậy cuối cùng thời gian chính là 1 năm 6 tháng, kỷ lục này, sẽ vượt qua Lý Thái Huyền đại viện chủ. Chẳng lẽ không có khả năng siêu việt cha ta sao? Lý Lạc cười nói. Triệu Yên Chi sầu mi khổ kiểm mà nói, không phải là không thể siêu, mà là làm không được đi. Tuy nói Lý Lạc bây giờ đã là thanh danh vang dội, có thể so sánh Lý Thái Huyền danh khí, hiển nhiên vẫn còn có chút chênh lệch, từ Lý Thái Huyền về sau, Lý Thiên Vương nhất mạch cũng là ra không ít đỉnh tiêm thiên kiêu. Bọn hắn đã từng ý đồ đối với Lý Thái Huyền địa vị khởi xướng trùng kích, nhưng đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là thất bại. Dần dà, liền càng thêm đúc thành Lý Thái Huyền uy danh. Ở đây cái này 8.000 kỳ chúng cũng giống như thế, tại trong lòng của bọn hắn, Lý Thái Huyền chính là một cái khó có thể vượt qua truyền kỳ, cho dù Lý Lạc là Lý Thái Huyền nhi tử. Đồng thời cũng trong năm này xông ra cực lớn thanh danh, khiến cho người tin phục, nhưng bọn hắn hay là đối với Lý Lạc, muốn trong vòng 1 tháng đả thông 72 tầng sát ma động ôm lấy cực lớn hoài nghi. Lý Lạc đối với đám người hoài nghi, cũng tịnh chưa sinh khí, hắn biết những này trách không được bọn hắn, muốn trách cũng chỉ có thể trách lão cha những năm này đúc thành uy vọng quá mạnh, dù sao ngay cả những phong hầu, cường giả kia đều đối với Lý Thái Huyền cái tên này tràn đầy kiêng kỵ, huống chi những này cơ hồ nghe Lý Thái Huyền truyền kỳ lớn lên bọn tiểu bối. Lý Lạc nghĩ nghĩ, cảm giác cùng bọn hắn kể một ít khô cần động viên lời nói cũng là phí lời, thế là tay áo vung lên, 10 khỏa huyền tâm linh hạch xuất hiện ở trước mắt. Nhận biết thứ này là cái gì không? Lý Lạc hỏi. Đám người mờ mịt lắc đầu. Cái này gọi huyền tâm linh hạch, Tần Y, Triệu thần tướng bọn hắn những thiên kiêu kia, ở trong linh tướng động thiên đánh vỡ đầu muốn tranh đoạt chính là vật này. Đồng thời Lý Lạc cũng đem cái này huyền tâm linh hạch, hiệu quả cũng là cáo chi đám người, sau đó, hắn liền gặp. Được trước mắt 8.000 kỳ chúng con mắt một chút xíu trở nên sáng tỏ chói mắt đứng, lên, giống như từng chiếc đèn sáng, ngay cả Triệu Yên Chi, mục bích những này kỳ thủ bọn họ, đều là không nhịn được ế miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia huyền tâm linh hạch, không nhúc nhích. Trong một tháng, đả thông 72 tầng, những vật này, liền ban thưởng cho cống hiến lớn nhất người.
Lý Lạc bình tĩnh nói. Hiện tại, có lòng tin sao? 8.000 kỳ chúng trải qua hơn hơi thở trầm mặc, sau một khắc, tràn đầy dâng trào chiến ý tiếng gầm gừ tại trong thanh minh. Giáo trường này quanh quẩn đứng lên, tất cả mọi người là sắc mặt kích động đỏ lên, trong mắt thiêu đốt lên ham hở tiến lên hỏa diễm. Đả thông 72 tầng. Sáng tạo ghi chép mới. Lý Thái Huyền thì như thế nào? Xử lý hắn, chúng ta chính là ghi chép. Trong đám người, khi mọi người nghe thấy câu này khàn cả giọng gào thét lúc, đều là đối với người kia ném ánh mắt khiếp sợ. Ngọa tào huynh đệ người họ Hổ đó a. Lý Lạc, đối với đám người cái này bị điều động chiến ý ngược lại là 10 phần hài lòng. Dù sao cái này sát ma động dựa vào hắn một người không thể được, hợp khí mới là trọng yếu nhất lực lượng, mà thanh minh kỳ kỳ chúng chiến ý, lại đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hợp khí hiệu quả. Cho nên, bỏ ra một chút huyền tâm linh hạch đến hoạt động động thanh minh kỳ chiến ý, đây là một bút 10 phần có lời mua bán. Dưới trọng thưởng, tất có dũng phu, bây giờ lòng người có thể dùng, liền chỉ cần chậm đợi dũng mãnh đẩy vào. Mà Lý Lạc phần này đại thủ bút khích lệ, cũng là rất nhanh liền bắt đầu nhận được hiệu quả, khi 3 ngày sau sát ma động lần nữa mở ra lúc. Thanh minh kỳ kỳ chúng như là 8.000 đầu đói khát đến cực hạn ác lang đồng dạng, tại long nha mạch mặt khác tam kỳ kỳ chúng trong ánh mắt kinh ngạc, ngao ngao gào thét vọt vào sát ma động. Lần này tiến lên, có thể nói là dễ như trở bàn tay, thanh minh kỳ nổi lên lập tức lực, trực tiếp là đem thanh minh kỳ từ 63 tầng, một hơi vọt tới 66 tầng. Tiến độ này thấy Lý Thiên Vương nhất mạch mặt khác 19 cơ đều là, trợn mắt hốc mồm, cái này thanh minh kỳ trong lúc bất chợt là uống thuốc đi sao? Vậy mà mãnh liệt thành dạng này. Bất quá Lý Lạc đối với loại bộc phát này thức tiến độ lại, cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao lần trước trùng kích sát ma động lúc, hắn vẫn chỉ là cực sát cảnh thực lực, nhưng bây giờ, cũng đã tam tinh thiên châu cảnh, tại loại này to lớn tăng lên dưới, trước đây còn có thể đối với hắn tạo thành trở ngại cửa ải, bây giờ đã là vùng đất bằng phẳng, thanh minh kỳ cái này dạng nhảy vọt đột phá, cũng là sau đó trong thời gian dẫn tới mặt khác các kỳ chấn động, mà cùng lúc đó, Lý Lạc cái kia muốn trong vòng một tháng đả thông sát ma động lời nói hùng hồn. Cũng là truyền ra tới. Lời này, không chỉ có là tại nhị thập kỳ bên trong đã dẫn phát to lớn xôn xao, thậm chí ngay cả các mạch một chút viện chủ cấp cường giả, đều là quăng tới kinh ngạc ánh mắt, trong một tháng đột phá sát ma động 72 tầng. Lý Lạc này, là muốn đánh vỡ cha của hắn Lý Thái Huyền lưu lại ghi chép a. Tiểu tử này, thật đúng là dã tâm không nhỏ, mà lại hung ác lên, ngay cả cha ruột đều không buông tha, trong lúc nhất thời, cái kia linh tướng động thiên tạo thành dư ba chưa từng hoàn toàn rút đi. Cái kia vô số chú ý, liền lại lần nữa nhìn về phía Thanh Minh Phong, rơi ở trên người Lý Lạc. Chương 1057, thực lực đại tiến. Sát ma động, 71 tầng. Oanh, bàng bạc năng lượng ba động khủng bố như hồng thủy giống như, từ trong dãy núi quét ngang ra, chỉ thấy từng tòa nguy nga ngọn núi bắt đầu sụp đổ, vết rách to lớn đối với bốn phương tám hướng lan tràn ra. Khói bụi che khuất bầu trời. Mà tại trong bụi mù, một đầu cự vật như ẩn như hiện, đợi đến khói bụi dần dần lắng lại lúc. Một đầu ước chừng mấy trăm trượng khổng lồ bóng người to lớn, sừng sững tại giữa thiên địa. Đó là một đầu sinh ra tám tay sát ma thủ lĩnh, tại nó trên thân thể khổng lồ kia, khắc rõ vô số cổ lão phù văn thần bí, những phù văn này lưu chuyển lên dị quang. Đầu này sát ma thủ lĩnh cường hoành đến cực điểm, nó trong khi hô hấp, trực tiếp là phun ra cơn bão năng lượng, tại dãy núi này ở giữa, tàn phá bừa bãi phá hư, tựa như một đầu hủy diệt cự thú. Nơi xa... Thanh minh kỳ 8.000 kỳ chúng sắc mặt nghiêm nghị nhìn qua con sát ma thủ lĩnh này, trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, thanh minh kỳ 8.000 kỳ chúng thực lực cũng là có tăng lên cực lớn, đồng thời tinh khí thần của bọn hắn cũng là ngưng luyện đến cực hạn, đó là tại từng tràng thắng lợi phía dưới tích lũy lên cường đại tín nhiệm. Dù sao, tại Lý Lạc xuất lĩnh dưới, bọn hắn đã trùng kích đến 71 tầng sát ma động tiến độ, đây là một cái phi thường ngạo nhân thành tích. Giờ khắc này, mỗi người đều vì tự thân là thanh minh kỳ một thành viên mà cảm thấy tự hào. Cho nên bọn hắn tự nhiên, cũng là như muốn dốc hết toàn lực giữ gìn phần này kiêu ngạo. Đây là Lý Lạc trở lại Long Nha Sơn Mạch lần thứ 3 sát ma động mở ra. 20 ngày này tả hữu thời gian, thanh minh kỳ 8.000 kỳ chúng trải qua rất khổ. Bọn hắn đã trải qua một trận lại một trận khổ chiến, từ nguyên bản 63 tầng tiến độ, trực tiếp trùng kích đến 71 tầng. Loại tốc độ này, không chỉ có chấn kinh mặt khác 19 cơ kỳ chúng, thậm chí ngay cả ngũ mạch rất nhiều cao tầng, đều là đối bọn hắn quăng tới ngạc nhiên ánh mắt. Nguyên bản khi Lý Lạc muốn sáng lập nhị thập kỳ mới sát ma động ghi chép ngoan thoại phóng xuất lúc, chỉ sợ cũng không có quá nhiều người đối với nó xem trọng, dù sao cái kia ghi chép là Lý Thái Huyền lưu lại. Lý Lạc cái này không đến thời gian một năm, tuy nói cũng là nhiều lần làm ra hành động kinh người, nhưng Lý Thái Huyền lưu lại uy danh chính là năm này tháng nọ lắng đọng xuống, Lý Lạc cùng so sánh, chung quy vẫn là lộ ra ngây ngô một chút. Nhưng là, theo 20 ngày này tả hữu thời gian xuống tới, thanh minh kỳ từng bước một đánh xuyên qua sát ma động. Cuối cùng đi vào 71 tầng lúc,
những cái kia hoài nghi cùng xem kỹ, cũng là thời gian dần trôi qua biến mất. Đồng dạng, không chỉ có là ngoại nhân hoài nghi biến mất, liền xem như thanh minh kỳ 8.000 kỳ chúng, bọn hắn cũng nhìn thấy sáng lập ghi chép hy vọng cùng khả năng. Cho nên, nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn là bị Lý Lạc, hứa hẹn trọng thưởng chỗ đả động nói, đến lúc này, bọn hắn cũng đã là bởi vì phần này ghi chép mà cộng đồng cố gắng. Bởi vì, bọn hắn cũng nghĩ tại nhị thập kỳ trong lịch sử lưu lại rộng lớn truyền kỳ một bút, bọn hắn muốn tương lai mỗi một lần nhị thập kỳ kỳ chúng, đều nhớ kỹ bọn hắn lần này thanh minh kỳ. Đây đối với tương lai bọn hắn tương lai, cũng là có trợ giúp thật lớn cùng ích lợi. Ngày sau, bọn hắn rời đi nhị thập kỳ, tiến về Lý Thiên Vương nhất mạch cái kia khổng lồ cương vực các nơi nhậm chức lúc, chỉ cần nâng lên một câu bọn hắn là, từ cái kia sáng lập ghi chép thanh minh kỳ bên trong đi ra, nghĩ đến người bên ngoài lập tức liền sẽ thu liễm lười biếng chi ý, mà trước mắt sát ma thủ lĩnh, chính là 71 tầng người canh giữ. Chỉ cần đem nó đánh bại, bọn hắn liền đem có khiêu chiến tầng cuối cùng tư cách, ghi chép, đã không xa. Mà ở giữa không trung, Lý Lạc đứng lơ lửng trên không, 20 ngày tả hữu thời gian xuống tới, ánh mắt của hắn phảng phất đều là trở nên càng thêm sắc bén, bởi vì 20 ngày này tả hữu thời gian hắn trải qua đại chiến, so linh tướng động thiên, còn muốn kịch liệt mấy phần. Tuy nói hợp khí cũng không phải là tự thân lực lượng chân chính, nhưng ở loại này lực lượng cường đại xâm nhiễm dưới, Lý Lạc tự thân, phảng phất cũng là có một chút phong hầu cường giả khí độ đồng dạng. Lúc này, Lý Lạc ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm nơi xa đầu kia chấn thủ, tại 71 tầng cửa ải sát ma, thủ lĩnh trên thân thể cao lớn, nhẹ giọng tự nói, thượng tam phẩm phong hầu cảnh. Không sai, trước mắt con sát ma thủ lĩnh này thực lực, rõ ràng là đạt đến thượng tam phẩm cảnh giới. Thực lực cường đại như vậy, nếu như không phải hợp khí gia trì, Lý Lạc sợ rằng sẽ bị nó một hơi trực tiếp tiêu diệt. Bất quá cũng may, Lý Lạc không phải một người. Hô! Lý Lạc thật sâu thở ra một hơi, tiếp theo một cái chớp mắt, có cường hoành tướng lực từ nó thể nội bay lên. Ở sau lưng nó, bốn quả sáng chói thiên châu ngưng hiện ra, lập tức năng lượng thiên địa bị thôn tính mà vào. Tứ tinh thiên châu cảnh, tại một tuần trước, Lý Lạc liền đã chính thức hoàn thành một lần đột phá, viên thứ tư thiên châu, thành công ngưng tụ thành. Dù sao trong khoảng thời gian này khổ chiến bên trong, tiến bộ không chỉ là 8.000 kỳ chúng, Lý Lạc tự thân, đồng dạng là thu hoạch không ít. Hợp khí. Lý Lạc nhẹ giọng truyền ra. Hậu phương, 8.000 kỳ chúng nghiêm nghị đáp ứng. Sau một khắc, 8.000 đạo khí tức hòa làm một thể, trùng trùng điệp điệp bay lên, cuối cùng ra chỉ đến Lý Lạc trên thân thể. Oanh! Lý Lạc đứng lơ lửng trên không, bàng bạc năng lượng mênh mông ba động quét sạch ra, giống như thao thiên cự lãng, đánh ra thiên khung. Phụ cận hư không đều là tùy theo xuất hiện phá toái vết tích. Hạ tam phẩm. Lý Lạc cảm thụ được cỗ kia năng lượng bàng bạc, nương theo lấy trong khoảng thời gian này thanh minh kỳ kỳ chúng thực lực tăng lên, lại thêm hắn tự thân cũng là tấn thăng đến tứ tinh thiên châu cảnh, cái này hợp khí, lực lượng cũng bắt đầu đạt đến hạ tam phẩm phong hầu cảnh cấp độ. Nguồn lực lượng này, so với trước mắt sát ma thủ lĩnh, yếu nhược một chút, nhưng lại cho Lý Lạc mang đến cực lớn lòng tin. Lý Lạc nhìn chằm chằm xa xa sát ma thủ lĩnh, bàn tay nắm một cái, một tấm tản ra mãng hoang khí tức cung lớn xuất hiện ở trong tay, chính là Thiên Long Trục Nhật Cung. Lý Lạc thần sắc rất bình tĩnh, hắn biết lúc này, chỉ sợ toàn bộ Thiên Long ngũ mạch bên trong rất nhiều ánh mắt đều đang ngó chừng hắn. Bởi vì vượt qua trước mắt cửa ải, thanh minh kỳ liền sẽ chân chính tiếp xúc đến tầng cuối cùng. Đó là sát ma động cuối cùng. Lý Lạc nâng lên cung lớn, mi tâm ấn ký hình rồng bộc phát ra quang mang sáng tỏ, có tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Cửu Lân Thiên Long chiến thể. Lý Lạc toàn thân huyết nhục phảng phất đều là vào lúc này trở nên cực kỳ nóng bỏng, giống như nham tương đang lao nhanh, hắn năm ngón tay chậm rãi kéo ra dây cung. Vào lúc này hợp khí, ra chỉ dưới, chuôi này kiệt ngạo Thiên Long Trục Nhật Cung trở nên dị thường nhu thuận, tại Lý Lạc đầu ngón tay tùy ý bị dẫn ra. Ngày xưa loại kia phí tay tình huống rốt cuộc chưa từng xuất hiện, theo dây cung bị kéo ra, lập tức có một cỗ bàng bạc năng lượng tụ đến, tạo thành một viên dẫn tới hư không kịch liệt chấn động mũi tên. Ông! Lý Lạc năm ngón tay buông ra, năng lượng tiễn mãnh liệt bắn mà ra, chỉ nghe hư không trong oanh minh, mũi tên chỗ lướt qua, hư không bị xé nứt. Mà xé rách chỗ hư không, một đầu to lớn hắc long đột nhiên gào thét mà ra, sơn hắc xâm lạnh minh thủy cuồn cuộn chảy xuôi, cuối cùng bị hắc long một ngụm nuốt vào. Đại viên mãn cảnh, hắc long minh thủy kỳ, hắc long vuốt rồng nắm lấy mũi tên, thân hình khổng lồ cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, chính là xuất hiện ở cái kia sát ma thủ lĩnh phía trước, đồng thời vuốt rồng nắm lấy năng lượng tiễn, như là một thanh kiếm sắc, hung hăng đối với người sau hung mãnh đâm mà đi. Ầm ầm, hư không không ngừng đánh rách tả tơi. Nhưng mà, đối mặt với hắc long tập kích, cái kia thân thể khổng lồ sát ma thủ lĩnh nhưng lại đã lui tránh, ngược lại là bộc phát ra ngang ngược gào thét, sáu tay đồng thời oanh ra, giống như sáu đầu thông thiên cự mãng, lôi cuốn lấy một loại tựa là hủy diệt lực lượng,
trực tiếp cùng Hắc Long vuốt rồng chạm vào nhau, oanh, một chớp mắt kia, hư không đều là vì chi sụp đổ, vô số mảnh vỡ không gian nhao nhao vẩy xuống. Mà Hắc Long vuốt rồng, tức thì bị cỗ lực lượng khủng bố kia oanh thành hư vô. Sát ma thủ lĩnh cái kia thượng tam phẩm phong hầu cảnh thực lực, có chứa nghiền ép hiệu quả. 8.000 kỳ chúng nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là phát lạnh, con sát ma thủ lĩnh này, thực lực thuộc về quá mức khủng bố. Bất quá Lý Lạc thần sắc nhưng lại không có bao nhiêu biến ảo, mà là đầu ngón tay ấn pháp, đột nhiên biến đổi. Giống, Hắc Long gào thét, tràn đầy răng nanh miệng rồng đột nhiên mở lớn, cuồn cuộn long tức màu đen, mang theo một loại ăn mòn vận ý, phun về phía sát ma thủ lĩnh. Sát ma thủ lĩnh rít lên, nó trong con mắt lớn, đồng dạng là có hai đạo vạn trượng huyền quang bắn ra, huyền quang nóng bỏng nóng hổi, ngay cả hư không đều bởi vậy trở nên vặn vẹo. Xùy, hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm, nơi đó hư không không ngừng phá toái. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ là sát ma thủ lĩnh lấy được thượng phong, huyền quang lướt qua, long tức màu đen không ngừng tan rã. Trong hư không, dường như có một ít tiếng thở dài vang lên, những cái kia là Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong cao tầng, bọn hắn cũng là đang chú ý Lý Lạc trận chiến này. Chỉ là dưới mắt đến xem, thực lực đạt tới thượng tam phẩm phong hầu cảnh sát ma thủ lĩnh, thuộc về là độ khó cực cao chướng ngại vật. Nếu như Lý Lạc không cách nào xông qua nó ngăn cản, như vậy tầng cuối cùng kia, chỉ sợ là khó mà chạm đến. Ông, bất quá, coi như bọn hắn vì thế mà lúc cảm thán, trong lúc bất chợt, dường như có một đạo nhỏ xíu tiếng kiếm ngân vang lên. Kiếm ngân vang kia theo gió mà trướng, nhanh chóng trở nên to rõ. Vô số kinh nghi ánh mắt đột nhiên bắn ra mà đi, sau đó bọn hắn phát hiện, kiếm ngân vang kia âm thanh lại là từ long tức màu đen bên trong truyền ra. Hưu, long tức màu đen vào lúc này tiêu tán hầu như không còn, chỉ thấy long tức chỗ sâu, có một đạo kiếm quang lướt qua. Khi đạo kiếm quang kia lúc xuất hiện, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là bị cỗ kia sắc bén đến cực hạn kiếm khí chỗ tràn ngập, thậm chí, liền thiên địa năng lượng, đều bị kiếm khí kia ăn mòn, cắt đứt. Có đông đảo nhìn chăm chú ở đây phong hầu cường giả đột nhiên biến sắc. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, đạo kiếm quang kia, càng khủng bố. Song tướng Long Nha, đại hư quy yên kiếm quang. Lý Lạc đôi mắt cụp xuống, có khinh ngữ thanh ở trong lòng vang lên. Đạo kiếm quang này, mới là hắn ẩn tàng ở trong Hắc Long Minh Thủy Kỳ đòn sát thủ chân chính. Kiếm quang chói mắt. Ở giữa thiên địa xẹt qua, cái kia cường đại sát ma thủ lĩnh cảm thấy nguy cơ, sáu tay đánh ra đầy trời khủng bố quyền ảnh, ý đồ ngăn cản. Nhưng là, kiếm quang lướt qua chỗ, thiên địa phảng phất đều là lâm vào trong chớp mắt ngưng trệ. Mấy tức về sau, Lý Lạc thật sâu phun ra một đoàn bạch khí, tại đồng tử của hắn phản chiếu bên trong, nơi xa cái kia tản ra ngập trời uy áp sát ma thủ lĩnh, lúc này, sáu tay đều là đoạn, sau người nó liên miên dãy núi, cũng là xuất hiện một đạo giống như vực sâu vết kiếm. Phía dưới 8.000 kỳ chúng, yên tĩnh im ắng, trong hư không theo dõi những phong hầu cường giả kia, cũng là vì đó tắt tiếng. Thân cao mấy trăm trượng sát ma thủ lĩnh, ngã ngửa lên trời, cuối cùng tại chạm đất trong nháy mắt, bạo thành đầy trời điểm sáng năng lượng, điểm sáng quét sạch hư không, lại là tạo thành một trận năng lượng mưa to, chút xuống. Lý Lạc đứng ở hư không, năng lượng mưa to quán chú mà đến, hắn tai mắt khép lại, tĩnh tâm hấp thu luyện hóa. Đây là tới tự thông quan quà tặng. Tại như vậy năng lượng quán chú. Lý Lạc sau lưng, cái kia bốn khỏa thiên châu phía dưới, một viên nhỏ xíu điểm sáng, cũng là thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành. Sau một hồi, Lý Lạc mở mắt ra mắt, hắn cảm thụ được thể nội cỗ kia mênh mông tướng lực ba động, khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên hư không, phảng phất là đón những cái kia theo dõi ánh mắt, mở miệng mà nói. Sau 7 ngày, Thanh Minh Kỳ, khiêu chiến tầng thứ 72, chương 1058, năm Mai Kim Triện. Thanh Minh Kỳ thông quan sát ma động 71 tầng tin tức, sau đó mấy ngày bên trong, cơ hồ là truyền khắp toàn bộ thiên long ngũ mạch, cái này tự nhiên là đã dẫn phát vô số chú ý. Bình thường tới nói, nếu như chỉ là phổ thông thông quan sát ma động, cũng là không đến mức gây nên động tĩnh lớn như vậy, dù sao nhị thập kỳ tại Lý Thiên Vương nhất mạch quái vật khổng lồ này bên trong, tầng cấp hay là quá thấp một chút. Nhưng lần này thông quan sát ma động lại là có chút không giống bình thường, bởi vì cái này có khả năng sẽ sinh ra ghi chép mới. Mà trước đây ghi chép, chính là Lý Thái Huyền lưu lại, đến nay mấy chục năm, trở thành thiên long ngũ mạch mỗi một thời đại thiên kiêu đều không thể vượt qua hàng rào. Có thể lần này, Lý Lạc lại tựa hồ như là thật mang đến một chút đánh vỡ ghi chép khả năng. Chỉ là, cũng không phải là tất cả mọi người như vậy xem trọng, dù sao, thông quan 71 tầng, lại cũng không đại biểu cho có thể thông qua tầng cuối cùng. Cái kia tầng thứ 72 độ khó, tất cả mọi người rõ ràng, bằng không, cũng sẽ không trở thành để nhiều như vậy giới nhị thập kỳ thiên kiêu đàm luận. Mà sinh ra sợ hãi chướng ngại vật. Tại nhị thập kỳ quá khứ trăm năm ở giữa, chỉ có 13 cờ thông quan qua 72 tầng.
bởi vì nhị thập kỳ mỗi một lần ước chừng là 2 đến thời gian 3 năm, bình thường tới nói, thông quan 72 tầng các kỳ, cơ bản đều là đem thời gian kéo tới 2 năm đằng sau, lúc này mới đem nó đánh hạ, mà có thể tại trong vòng 2 năm thông quan, ít càng thêm ít. Lý Thái Huyền một năm kia lẻ 7 tháng, tại các kỳ thiên kiêu trong mắt, đơn giản chính là không thể vượt qua Cao Sơn. Mà bây giờ, Lý Lạc liền ý đồ leo lên tòa này Cao Sơn, đồng thời để tự thân trở thành cao hơn một ngọn núi. Khi toàn bộ Thiên Long ngũ mạch ánh mắt đều là bị sắp đến 72 tầng khiêu chiến mà dẫn động lúc, thân là sự kiện nhân vật chính Lý Lạc, lại là tại mấy ngày nay không có bất kỳ cái gì ra ngoài, tất cả thời gian của hắn đều đắm chìm tại trong tu luyện. Lầu nhỏ, phòng tu luyện. Lý Lạc hai mắt nhắm nghiền, quanh thân có hùng hậu mênh mông năng lượng thiên địa không ngừng chảy xuôi, ở sau lưng nó, bốn quả sáng chói thiên châu chậm rãi chuyển động, phun ra nuốt vào năng lượng. Tại cái kia viên thứ tư bên ngoài, còn có một viên nhỏ xíu điểm sáng như ẩn như hiện. Chính là viên thứ năm thiên châu hình thức ban đầu, chỉ bất quá khoảng cách chân chính ngưng luyện thành hình, hiển nhiên còn cần một chút thời gian. Bất quá Lý Lạc những ngày này tinh lực, thật không có chuyên chú vào viên thứ năm thiên châu, mà là ném đến cái kia do tướng tính bản nguyên chỗ diễn biến, mà thành phù triện màu vàng. Lúc này, ở tại thể nội thủy quang tướng cung bên trong, tịnh triệt sáng tỏ hồ nước sóng nước lấp loáng, nước hồ thanh tịnh tản ra một loại trong vắt cảm giác, trong hồ nước có kim quang chảy xuôi, nhìn kỹ lại là năm mai phù triện màu vàng chìm nổi lưu động. Những này phù triện màu vàng chỗ lướt qua, ngay cả nước hồ đều bị nhuộm thành nhàn nhạt màu vàng óng màu, tràn đầy khí tức thần bí. Mà phù triện màu vàng thỉnh thoảng ngưng luyện ra từng khỏa màu vàng giọt nước, những giọt nước này phiêu phù ở trên mặt hồ, thô sơ giản lược nhìn lại, số lượng ước chừng tại 50 khỏa tả hữu. 50 khỏa màu vàng trong giọt nước đều là ẩn chứa một tia huyền ảo bản nguyên chi khí. Lý Lạc nhìn chăm chú lên cái kia 50 khỏa màu vàng giọt nước, trong lòng có một chút vui vẻ chảy xuôi, bởi vì những này cũng coi là hắn vì ứng đối tiếp xuống cái kia sát ma động tầng thứ 72 một lá bài tẩy. Những này phù triện màu vàng vốn là chỉ có bước vào thiên tướng cảnh mới có thể ngưng luyện mà thành đồ vật, nhưng Lý Lạc nương tựa theo huyền tâm linh hạch lại là sớm tu ra một chút. Huyền tâm linh hạch đã tiêu hao hầu như không còn, cũng chỉ ngưng luyện ra 5 mai phù triện màu vàng. Lý Lạc trong lòng cảm thán một tiếng. Vì cái này 5 mai phù triện màu vàng, hắn xem như sẽ tại linh tướng động thiên đạt được huyền tâm linh hạch, dùng hết mà không có huyền tâm linh hạch duy trì. Cái này phù triện màu vàng, muốn lại ngưng luyện, liền phải các loại Lý Lạc tự thân tiến vào thiên tướng cảnh. Mang theo một chút tiếc nuối, Lý Lạc tự tu luyện trong trạng thái lui đi ra. Trong phòng tu luyện phun trào năng lượng ba động, cũng là tùy theo lắng lại. Hắn đứng dậy, tính toán thời gian, lẩm bẩm, còn có một ngày. Ngày mai, chính là tháng này một lần cuối cùng sát ma động mở ra, mà hắn cũng sẽ bắt lấy cuối cùng này thời gian, khiêu chiến sát ma động tầng thứ 72. Hoàn thành nhiệm vụ này, hắn liền có thể tiến về thiên nguyên cổ học phủ. Lý Lạc đi ra phòng tu luyện, lại là có thị nữ đến báo, nói Lý Kình Đào cùng Lý Phượng Nghi đến đây thăm viếng. Thế là hắn tranh thủ thời gian xuống lầu, ngay tại cái kia trong phòng khách nhìn thấy chờ đợi ở đây Lý Kình Đào, Lý Phượng Nghi hai người, lúc này áy náy nói, đại ca nhị tỷ đợi lâu. Nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên trên người Lý Kình Đào dừng một chút, bởi vì hắn phát hiện người sau thể nội phát ra tướng lực ba động, tựa hồ so trước đó trở nên càng tinh khiết hơn cùng mạnh mẽ. Đại ca ngươi đây là? Lý Lạc thần sắc khẽ động. Một bên Lý Phượng Nghi tiếp lời, có chút hâm mộ nói, gia hỏa này tướng tính tiến hóa, bây giờ đã là hư cửu phẩm. Lý Kình Đào gãi đầu một cái phát, cười ngây ngô nói, may mắn mà có tam đệ cho ta một phần kia phá cực huyền thiên lộ, không phải vậy ta cái này tiến hóa, chỉ sợ còn phải tích lũy hồi lâu thời gian. Kỳ thật thứ này cho ta thật sự có chút lãng phí, ta tính tình này, lại không tranh với người đấu, hay là cho Phượng Nghi càng tốt hơn một chút. Hắn nói, vụng trộm nhìn Lý Phượng Nghi một chút. Hứ, ai mà thèm. Lý Phượng Nghi hử nhẹ nói. Lý Lạc thì là cười nói, không sao, về sau ta lại cho nhị tỷ tìm một chút tốt hơn bảo vật. Lý Phượng Nghi vui vẻ ra mặt, nói, hay là tiểu đệ thân mật. Nàng ngược lại cũng chưa sinh khí, dù sao nàng cũng minh bạch, phá cực huyền thiên lộ, chủ yếu vẫn là trợ giúp tướng tính lúc tiến hóa hiệu quả càng lớn, mà nàng tướng tính tuy nói ở trong linh tướng động thiên cũng là có chỗ tăng lên, nhưng khoảng cách tiến hóa giới hạn vẫn rất xa, cho nên vật này cho Lý Kình Đào hiển nhiên thích hợp hơn. Tiểu đệ, ngày mai ngươi liền muốn khiêu chiến cái kia 72 tầng, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng a? Ngươi cũng đã biết, ngươi lần này vượt quan, không chỉ có bọn ta Long Nha Mạch, mặt khác tứ mạch cao tầng, chỉ sợ cũng đều sẽ thời gian thực gấp chằm chằm. Lý Phượng Nghi tiếng nói nhất chuyển, ân cần dò hỏi. Làm hết sức mà thôi. Lý Lạc cười nói. Lý Phượng Nghi có chút lo lắng nói, ngươi hay là quá cấp bách một chút, lấy ngươi thực lực hôm nay, nếu như có thể chờ một tháng nữa thời gian, xông qua được nắm chắc tất nhiên có thể tăng lên mấy thành.
lúc ta tới còn tìm cha ta nghe qua, cái này sát ma động thông quan thời gian càng sớm, độ khó liền càng cao, lúc trước tam thúc khiêu chiến lúc, là 1 năm 7 tháng, người biết tầng thứ 72 xuất hiện cái gì sao? Lý Lạc Thần sắc khẽ động, không phải sát ma thủ lĩnh, chỉ có một chút vượt qua thời gian 2 năm, 72 tầng mới có thể là sát ma thủ lĩnh, còn nếu là thông quan thời gian tại 2 năm trong vòng, thì là sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Lý Phượng Nghi lắc đầu, nói, năm đó tam thúc tại 72 tầng gặp, là một đầu tứ phẩm phong hầu cảnh long tộc, nghe nói hắn thực lực cực kỳ cường hoành, ngay cả tam thúc đều bị bức phải có chút chật vật. Tứ phẩm phong hầu cảnh long tộc. Lý Lạc ánh mắt ngưng lại, ngàn vạn tinh thú trong chủng tộc, long tộc tuyệt đối là sừng sững kim tự tháp ngọn tháp tồn tại, mà tứ phẩm phong hầu cảnh long tộc, nó sức chiến đấu tất nhiên đáng sợ đến cực điểm. Lão cha cái kia ghi chép, quả thật là hàm kim lượng 10 phần, khó trách nhiều năm như vậy không người có thể siêu việt. Lý Phượng Nghi gật gật đầu, lo lắng mà nói, ngươi lần này khiêu chiến thời gian so tam thúc còn sớm 1 tháng, nghĩ đến cái kia 72 tầng xuất hiện người cản đường sẽ càng thêm khó giải quyết. Lý Lạc chép miệng một cái, quả nhiên, lão cha đem cái này ghi chép đã đẩy lên một cái đồ biến thái tình trạng, muốn đem hắn siêu việt, nhất định phải trở thành càng biến thái biến thái. Nếu như Lý Lạc không phải là bởi vì sẽ phải rời đi một đoạn thời gian, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dự định làm như thế cực hạn khiêu chiến. Nhưng không có cách, thời gian đối với hắn mà nói, quá mức quý giá. Bất kể như thế nào, toàn lực thử một chút đi, dù sao thua cũng không có gì tổn thất. Lý Lạc cười nói. Lý Kình Đào, Lý Phượng Nghi cũng là gật gật đầu. Dù sao sự tình đều tiến lên đến phân thượng này, các mạch ánh mắt đều là đang nhìn lấy. Nếu như Lý Lạc trong lúc bất chợt lùi bước, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút trò cười. Cố lên! Nếu như ngươi lần này vượt quan thành công, chỉ sợ ngay cả cái kia thiên long ngũ vệ, đều sẽ bị ngươi rung động. Hai người cho cổ vũ. Lý Lạc cười cười, cùng hai người đàm tiếu một hồi lâu, vừa rồi đem bọn hắn đưa tiễn. Mà tại hai người sau khi rời đi không lâu, Ngư Bưu Bưu cùng Lý Nhu Vận cũng là cùng nhau mà đến, nói cho hắn một trận ủng hộ mong đợi lời nói. Lý Lạc đều là cười đáp ứng. Đồng thời hắn phát hiện hai người tựa hồ có chút vấn đề, thế là hướng về phía Ngư Bưu Bưu âm thầm nháy mắt ra hiệu. Lý Nhu Vận phát giác được Lý Lạc ánh mắt, sắc mặt đỏ lên, Ngư Bưu Bưu thì là giải thích nói, A Vận nàng gần nhất tâm tình không tốt, ta bồi bồi nàng mà thôi. Lý Lạc minh bạch, Lý Nhu Vận tâm tình khổ sở, tự nhiên là bởi vì Lý Linh Tịnh rời đi, mà có Ngư Bưu Bưu theo nàng làm dịu tâm tình, đây cũng là một chuyện tốt. Ngư Bưu Bưu cùng Lý Nhu Vận đang khích lệ về sau, cũng không có quá nhiều quấy rầy Lý Lạc. Lý Lạc đưa hai người rời đi, sau đó đứng ở lầu nhỏ trước, nhìn qua cái kia đầy sơn nguyệt sắc, tâm tình thì là càng yên tĩnh. Lần này khiêu chiến, tựa hồ đưa tới động tĩnh có chút ngoài dự liệu, bất quá, ngược lại thật sự là có chút mong đợi. Lý Lạc cười khẽ tự nói. Lão cha, ngày mai ngươi ghi chép, chỉ sợ cũng nếu không bảo đảm. Chương 1059, 72 tầng kẻ ngăn quan. Hôm nay Long Nha mạch sát ma phong, không thể nghi ngờ là trở thành Lý Thiên Vương nhất mạch tiêu điểm chỗ. Tại Long Nha mạch các viện, đều có từng đạo to lớn quang kính chậm chậm dâng lên, lơ lửng ở giữa không trung, quét sạch trong kính lúc này mây mù tràn ngập, thấy không rõ lắm bộ dáng. Một khi đợi đến thanh minh kỳ tiến vào 72 tầng lúc, như vậy trong đó cảnh tượng đều sẽ thời gian thực chiếu ảnh đi ra. Tương tự một màn, không chỉ có là tại Long Nha mạch các viện, tại cái khác tứ mạch bên trong, lúc này cũng có được rất nhiều quang kính xuất hiện, Long huyết mạch, sát ma phong, Long huyết mạch tứ kỳ sớm đã hội tụ ở trên quảng trường, bọn hắn lúc này ánh mắt, đều là mang theo phức tạp nhìn chằm chằm cái kia lên không to lớn quang kính, trước kia sát ma động thông quan, tựa hồ nhưng không có gây nên qua loại chiến trận này, mà có thể dẫn tới loại này độ chú ý. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Long huyết mạch tứ kỳ tất cả mọi người minh bạch, Lý Lạc, chạy tới bọn hắn tất cả mọi người phía trước. Mấy vạn kỳ chúng phía trước nhất, Lý Thanh Phong đứng chắp tay, hắn kinh ngạc nhìn qua quang kính kia, thần sắc lộ ra càng phức tạp, nguyên bản. Hắn mới là thiên long ngũ mạch thế hệ này trong thế hệ trẻ tuổi người khiêng đỉnh, có thể những này đã từng đặt thêm tại thân vinh quang, theo Lý Lạc trở về sau, liền hoàn toàn cải biến. Thanh Phong ca, ta cảm thấy Lý Lạc không có khả năng thành công, hắn dã tâm quá lớn, lại còn muốn đánh vỡ năm đó Lý Thái Huyền lưu lại ghi chép, hắn căn bản không biết cái này sớm thời gian 1 tháng, đến tột cùng sẽ để cho hắn tại 72 tầng bên trong gặp phải cái gì. Lý Hồng Lý nhìn đến Lý Thanh Phong thần sắc, không khỏi lên tiếng an ủi. Lý Thanh Phong cười khổ lắc đầu, nói, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn thành công. Lý Hồng Lý khẽ giật mình. Lý Thanh Phong có chút cô đơn mà nói, Lý Lạc hoàn toàn chính xác có được tuyệt đỉnh thiên tư. Nếu như bọn ta thế hệ này không có hắn đột nhiên xuất hiện, như vậy lại dựa vào ai đến ngăn được Tần Y, Triệu thần tướng bọn hắn? Hắn nếu là thật sự có thể xuất lĩnh thanh minh kỳ, sáng tạo mới nhị thập kỳ ghi chép, như vậy tối thiểu nhất, bọn ta lần này,
cũng coi là tại nhị thập kỳ trong lịch sử lưu lại một bút, mặc dù nhân vật chính không phải chúng ta Long huyết mạch. Lý Hồng Lý yên lặng, tâm tình của nàng cũng là đặc biệt phức tạp, trước kia nàng luôn luôn không nhìn chúng nửa đường mà về Lý Lạc, lại thêm bậc cha chú ở giữa một chút ân oán, càng là dẫn đến nàng đối với Lý Lạc có rất nhiều khúc mắc. Nhưng có đôi khi, hiện thực sẽ không bởi vì tâm tình của nàng mà xuất hiện cái gì cải biến, cái này ngắn ngủi không đến thời gian một năm, Lý Lạc bày ra tốc độ tiến bộ, cho dù là mạnh như Lý Thanh Phong cũng bắt đầu gặp khó. Đặc biệt là hôm nay trận này vượt quan, nếu như Lý Lạc thật sáng tạo ra ghi chép mới, như vậy lần này mặt khác các mạch các kỳ, đều sẽ bao phủ tại Lý Lạc cùng Thanh Minh kỳ mang đến trong bóng ma. Một màn kia, phảng phất giống như năm đó, Long Nha Sơn, Chủ Phong. Lý Kinh Chập ngồi tại trong một tòa thạch đình, ánh mắt bình thản lướt qua phía trước dâng lên quang kính, ở sau lưng nó, Lý Thanh Bằng, Lý Kim Bản, Triệu Huyền Minh những này các viện viện chủ đều là tề tụ. Một màn này để cho ta nhớ tới năm đó, Tam Đệ xuất lĩnh Thanh Minh kỳ, thông quan sát ma động thời điểm. Lý Thanh Bằng có chút cảm thán cười nói. Lý Kim Bản cũng là cười nói, tiểu Lạc đứa nhỏ này lòng dạ cũng là không nhỏ, hết lần này tới lần khác muốn chọn ở thời điểm này khiêu chiến 72 tầng, cái này rõ ràng là hướng về phía cha hắn đi. Viện khác chủ không nhịn được cười ra tiếng, bởi vì Lý Lạc mục đích quá mức rõ ràng, loại con này nhằm vào, phụ thân chẳng diện, đích thật là có mấy phần thú vị tính. Lý Kinh Chập trong mắt cũng là nổi lên một vòng ý cười, nói, nếu là Thái Huyền trở về, phát hiện hắn năm đó những cái kia ghi chép đều đã bị con của hắn vượt qua, vậy mà không biết hắn là bực nào biểu lộ. Mọi người đều là phụ họa bật cười, dù sao thật sự là khó được nhìn thấy Lý Kinh Chập nói loại này cười lạnh, bọn hắn khẳng định đến tranh thủ thời gian cổ động. Kim Quang Viện Đại Viện Chủ Triệu Huyền Minh thì là nói ra, năm đó Lý Thái Huyền Đại Viện Chủ khiêu chiến 72 tầng lúc, gặp chính là một đầu tứ phẩm phong hầu cảnh long tộc, cái này đã coi như là các kỳ đủ khả năng đạt tới một loại cực hạn, vậy mà không biết Lý Lạc lần này, lại sẽ gặp phải cái gì khiêu chiến. Lý Kinh Chập ngẩng đầu nhìn chăm chú lên quang kính kia bên trong mây mù, chậm rãi nói, có lẽ sẽ có chút đặc thù, mà khi các mạch ánh mắt đều là bắn ra mà khi đến, Lý Lạc xuất lĩnh lấy 8.000 thanh minh kỳ chúng. Đã là đứng sững ở sát ma động trước, 8.000 kỳ chúng sắc mặt lãnh túc, trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ e ngại, ngược lại là có một loại kích động hiện lên, theo một tháng này dũng mãnh vượt quan, thanh minh kỳ khí thế, đã là triệt để bị ngưng luyện đi ra. Ở hậu phương vị trí, Long Nha mạch mặt khác tam kỳ chúng thần sắc đều là, phức tạp nhìn qua khí thế kinh người thanh minh kỳ. Ai có thể nghĩ tới, vào năm ấy trước mắt chi này thanh minh kỳ, bất quá là nhị thập kỳ bên trong đếm ngược giống như tồn tại. Khi đó bất luận kẻ nào đều có thể chế giễu một câu thanh minh kỳ. Có thể Lý Lạc đến, trực tiếp là làm cho cái này thanh minh kỳ phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Đây chính là nhị thập kỳ, kỳ chúng dễ kiếm, một tướng khó cầu. Oanh! Mà vào lúc này, sát ma động nặng nề cửa đá đột nhiên chấn động, sau đó cửa đá chậm rãi mở ra, trong đó huyền quang lưu chuyển. Tam đệ, cố lên! Lý Kình Đào, Lý Phượng Nghi đều là vào lúc này lớn tiếng trợ uy. Mặt khác tam kỳ mấy vạn kỳ chúng cũng là bộc phát ra như sấm sét trợ uy âm thanh, thanh minh kỳ nếu quả như thật phá vỡ ghi chép, vậy bọn hắn thân là Long Nha mạch mặt khác tam kỳ, tự nhiên cũng coi là giống như vinh yên. Lý Lạc hướng về phía thanh minh kỳ chúng cười cười, cũng tịnh chưa nói thêm cái gì ủng hộ sĩ khí lời nói, dù sao trong một tháng này liên tiếp khổ chiến, thanh minh kỳ chiến ý đã kéo lên đến đỉnh phong. Thế là, hắn hít sâu một hơi, không có chút do dự nào, trực tiếp là dẫn đầu phóng ra bước chân. Sau đó bước vào cửa đá kia bên trong, quang mang phun trào ở giữa, đem hắn thân ảnh nuốt hết mà tiến, 8.000 thanh minh kỳ chúng, cũng là đạp trên chỉnh tề bước chân, như hồng lưu giống như vọt vào. Mà khi bọn hắn xông vào cửa đá một chớp mắt kia, các nơi trong quang kính mây mù cũng là bắt đầu tiêu tán. Lý Lạc trước mắt cường quang vẻn vẹn kéo dài mấy tức, chính là triệt để biến mất, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Đập vào mi mắt, là một vũng to lớn đầm, trong đầm, hòn đảo chi chít khắp nơi. Lý Lạc nhíu mày, bởi vì hắn cũng không có ở chỗ này, cảm nhận được bất luận cái gì sát ma ba động, mà lại, tựa hồ cũng không có mặt khác một chút năng lượng ba động. Như vậy dị thường, ngược lại là làm cho Lý Lạc trong lòng càng cảnh giác lên, cha của hắn năm đó, ở 72 tầng gặp phải chính là một đầu tứ phẩm phong hầu cảnh long tộc, mà hắn lần này khiêu chiến thời gian sớm hơn, như vậy xuất hiện kẻ ngăn quan, cũng nhất định càng thêm khó giải quyết. Thanh minh kỳ, hợp khí. Lý Lạc trầm giọng quát, 8.000 kỳ chúng bộc phát ra tiếng gầm. Sau một khắc, 8.000 đạo khí tức hợp là một thể, sau đó hóa thành bàng bạc năng lượng gia trì ở Lý Lạc trên thân thể. Cảm thụ được cỗ kia cực kỳ cường hãn năng lượng ba động, Lý Lạc trong lòng cũng là có chút hỏa hoãn, dựa theo phỏng đoán của hắn, nếu như chỉ là từ năng lượng cường độ đến xem mà nói, hắn hiện tại không thể nghi ngờ là tương đương với thượng tam phẩm phong hầu cảnh cường giả. Thực lực thế này,
lại phối hợp tự thân thủ đoạn, cho dù đối mặt với tứ phẩm phong hầu cảnh, cũng chưa chắc liền không có sức đánh một trận. Lý Lạc thân ảnh đứng ở giữa không trung, ánh mắt của hắn sắc bén liếc nhìn bốn phía, một lát sau, rốt cục tại cách đó không xa đã nhận ra một chút dị dạng. Bởi vì ở nơi đó, hắn vậy mà gặp được một bóng người. Lý Lạc chậm rãi tới gần, lúc này mới phát hiện, tại khối kia trên đá ngầm, có một tên bóng người dường như tại chợp mắt nghỉ ngơi. Cái kia tựa hồ là một tên bộ dáng thiếu niên tuấn mỹ, hắn tóc rối bù, ngồi xếp bằng, ở tại trên hai chân, nằm ngang một cây màu ám kim bàn long trường côn. Lý Lạc nhìn chằm chằm cái này thiếu niên tuấn mỹ, nhíu mày, xem ra, lần này kẻ ngăn quan, chính là hắn. Chỉ là, người này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Là Lý Thiên Vương nhất mạch một vị nào đó tiền bối, mà tại Lý Lạc nghi hoặc ở giữa, bàn kia chân thiếu niên tuấn mỹ, mở mắt, hai mắt của hắn như ngân hà sáng chói, dường như phản chiếu lấy vạn cổ tuế nguyệt. Hắn nhìn qua Lý Lạc, trên mặt nổi lên một vòng ý cười. Không nghĩ tới lại còn thực sự có người sớm nhiều thời giờ như vậy tiến vào 72 tầng, đem ta đạo này suy nghĩ dẫn động. Thanh âm của hắn có chút cảm thán. Lý Lạc trong lòng khẽ nhúc nhích, ôm quyền nói, vãn bối Lý Lạc, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối tục danh. Thiếu niên tuấn mỹ duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay bàn long kim côn, có cười ôn hòa âm thanh truyền ra. Ta sao? Ngươi có thể gọi ta Lý Quân. Mà khi thiếu niên tuấn mỹ lời nói này rơi xuống trong nháy mắt đó, thiên long ngũ mạch các nơi nhìn chằm chằm trong quang kính ánh mắt, đều có lấy vẻ kinh ngạc hiện lên mà ra, vô số con mắt, phảng phất muốn vào lúc này sinh sinh trừng ra ngoài đồng dạng, kinh hãi khiếp sợ thanh âm bén nhọn, liên tiếp tại các mạch bên trong vang lên. Cái đó là lão tổ. Lần này Lý Lạc gặp 72 tầng kẻ ngăn quan, lại là bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch lão tổ, Lý Thiên Vương Lý Quân. Chương 1060, lão tổ Lý Quân. Kinh hãi rung động bén nhọn âm thanh, vào lúc này vang vọng tại thiên long ngũ mạch các ngõ ngách, tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn qua trong quang kính kia cầm trong tay bàn long kim côn, tóc dài thiếu niên tuấn mỹ. Vị này, lại chính là bọn hắn vị kia lão tổ. Chỉ là bộ dáng này, tựa hồ cùng bọn hắn nhìn thấy một chút chân dung cũng không giống nhau. Nhưng không có người hoài nghi thiếu niên tuấn mỹ lời này tính chân thực, bởi vì tại Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong, không có bất kỳ người nào dám giả mạo thành lão tổ. Đặc biệt là bây giờ ngũ đại mạch thủ đều đang quan chiến tình huống dưới, ai nếu là dám giả mạo lão tổ, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Dù sao đối mặt với vị lão tổ này, cho dù là ngũ mạch mạch thủ, đều là đến không người đi vãn bối chi lễ. Lý Thiên Vương, Lý Quân. Đây là Lý Thiên Vương nhất mạch cột trụ. Cũng là Lý Thiên Vương nhất mạch đầu nguồn chỗ. Chỉ là lão tổ quanh năm ở Thiên Uyên, chấn nhiếp cự ma dị loại, trong tộc rất nhiều người, đã có thật nhiều năm chưa từng thấy qua hắn, về phần một chút tuổi trẻ hậu bối, càng là chỉ có tại trong từ đường trên bức họa, nhìn thấy vị này truyền thuyết cấp lão tổ một chút dung mạo, cho nên, lúc này bọn hắn khi nghe thấy cái kia sát ma động 72 tầng kẻ ngăn quan, lại chính là lão tổ lúc, mới có thể cảm thấy như vậy rung động. Xôi trào âm thanh kích động, vang vọng tại thiên long ngũ mạch mỗi một hẻo lánh. Mà đừng nói là bọn hắn, lúc này liền xem như năm vị mạch thủ, đồng dạng là ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc nhìn qua một màn này. Lý Kinh Chập nhìn chằm chằm trong quang kính thiếu niên tuấn mỹ kia, tự nhủ, không nghĩ tới tại khoảng thời gian này khiêu chiến 72 tầng, vậy mà lại gặp phải lão tổ. Phụ thân, vì sao trước mắt lão tổ, cùng chân dung cũng không giống nhau? Một bên Lý Thanh Bằng có chút nghi ngờ hỏi. Những người khác cũng là liền vội vàng gật đầu, vị lão tổ này có thể nói là toàn bộ Lý Thiên Vương nhất mạch chân chính truyền kỳ. Cho nên tất cả mọi người đối với nó cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì đây cũng không phải là lão tổ chân thân. Lý Kinh Chập nói ra. Chẳng lẽ là phân thân? Lý Kim Bàn hỏi. Cũng không tính là phân thân. Đây chỉ là lão tổ năm đó sáng tạo sát ma động, lúc lưu lại một đạo suy nghĩ. Lý Kinh Chập chậm rãi nói. Một đạo suy nghĩ. Mọi người nhất thời hãi nhiên, một đạo suy nghĩ có thể duy trì nhiều năm như vậy. Đây cũng không phải là phổ thông suy nghĩ, mà là lão tổ lấy ra tự thân quá khứ biến thành. Các ngươi có thể đem trước mắt lão tổ, xem là phong hầu cảnh thời kỳ lão tổ. Hắn hoàn toàn thuộc về chân thực, nhưng lại cơ hồ bất diệt, dù sao, không ai có thể ma diệt thiên vương suy nghĩ. Vẻn vẹn chỉ là một đạo suy nghĩ, liền có thể xưng bất diệt. Đám người nghe được lại là mờ mịt lại là kinh hãi. Đây chính là sừng sững, ở trong thiên địa đỉnh tiêm cấp độ đại năng tồn tại thủ đoạn thần thông sao. Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Bất quá lão tổ vậy mà ẩn giấu một đạo suy nghĩ tại cái này 72 tầng. Cửa này không khỏi cũng quá biến thái một chút, cái này hoàn toàn không ai có thể trải qua đi. Lý Thanh Bằng cười khổ nói. Đám người cũng là yên lặng, tuy nói trước mắt lão tổ tự hồ chỉ là phong hầu cảnh, nhưng một vị thiên vương cấp tồn tại đi qua, cái kia lại là cỡ nào cái thế thiên kiêu. Muốn đánh bại loại tồn tại này,
độ khó kia hệ số đơn giản cao đến làm cho người giận sôi. Lý Kinh Chập cũng có chút bất đắc dĩ, nói, khó khăn xác thực vượt quá tưởng tượng, lão tổ đây là tính trẻ con chưa mẫn, lưu lại cái chuẩn bị ở sau đến ma luyện hậu bối. Bất quá Lý Lạc có thể nhìn thấy lão tổ đạo suy nghĩ này, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng liền không tính là thất bại. Những người khác đối với cái này cảm giác sâu sắc tán đồng, có thể sờ đến 72 tầng sát ma động ẩn tàng kẻ ngăn quan, cái này lại không phải là không một loại bản sự. Dù sao sát ma động sáng tạo đến nay, còn không ai có thể phát hiện lão tổ lưu lại đạo suy nghĩ này đâu. Cùng lão tổ giao thủ, cho dù đây chỉ là lão tổ một cái đi qua suy nghĩ biến thành, nhưng đối với đông đảo phong hầu cường giả mà nói, cái này đều xem như một cái vinh dự cực lớn. Chỉ bất quá, khi ngoại giới đám người vì lão tổ xuất hiện mà xôi trào lúc, Lý Lạc tâm tình của mình, lúc này lại là sụp đổ. Hắn ngơ ngác nhìn qua trước mắt tay kia nắm bàn long kim côn thiếu niên tuấn Mỹ, khi người sau nói ra Lý Quân, cái tên này thời điểm là hắn biết sự tình phiền phức đi lên. Lúc trước hắn thật sự là nghĩ phá ra đầu đều không có nghĩ tới, khoảng thời gian này 72 tầng, vậy mà lại khủng bố đến loại trình độ này. Cha của hắn vẫn chỉ là đánh một đầu tứ phẩm phong hầu cảnh long tộc mà thôi. Hắn nơi này liền trực tiếp đánh lão tổ. Lý Lạc giờ phút này thật sự là trong gió lộn xộn. Tiểu hậu bối, người đang suy nghĩ gì đấy? Tại Lý Lạc sụp đổ thời điểm, trước mặt thiếu niên tuấn Mỹ đối với hắn lộ ra nụ cười sán lạn, ôn hòa mà hỏi. Lý Lạc thanh âm không lưu loát mà nói, ta đang nghĩ, ta hiện tại từ bỏ có kịp hay không? Không còn kịp rồi. Thiếu niên tuấn Mỹ sắc mặt lập tức nghiêm, nói, thật vất vả có người đến, không để cho ta tận hứng, còn muốn đi. Ngươi là nhà nào oa tử? Lý Lạc vẻ mặt cầu xin, nói, vãn bối là Long Nha Mạch, mạch thủ Lý Kinh Chập là gia gia của ta, ta gọi Lý Lạc. Lý Quân cười lên, nói, là Lý Kinh Chập tiểu gia hỏa kia. Bên ngoài sân Lý Kinh Chập lãnh túc già nua khuôn mặt có chút quẫn bách một chút, toàn bộ Lý Thiên Vương nhất mạch, chỉ sợ cũng chỉ có vị này có tư cách gọi hắn một tiếng tiểu gia hỏa. Các ngươi Long Nha Mạch trước đó cũng ra một cái không tệ nhóc con, gọi là Lý Thái Huyền a. Lý Quân lại là hỏi. Đó là cha ta. Lý Lạc trung thực trả lời. Lý Quân hơi kinh ngạc, cười nói, xem ra các ngươi mạch này nhân tài trở ra không ít nha. Không dám, cùng lão tổ ngài so sánh, đều là ánh sáng đom đóm. Lý Lạc cảm giác mình biểu hiện được tựa như một cái tiểu thiểm cẩu. Bất quá, Thiên Vương cũng không phải ai cũng có cơ hội liếm. Nhóc con ngược lại là thú vị, bất quá nếu đến đều tới, luôn luôn muốn đánh một trận. Sát ma động thành lập đến nay, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta, cho nên ngươi nếu là thật sự có thể thông qua, chỗ tốt thế nhưng là không thiếu được. Lý Quân mỉm cười nói. Từ Lý Quân hiển lộ tính cách đến xem, ở tại lúc còn trẻ, cũng là có chút hiếu chiến. Lý Lạc nghe vậy, trong lòng ngược lại là khẽ động. Hiển nhiên là bị Lý Quân kia cái gọi là chỗ tốt chỗ dẫn ra, Thiên Vương cấp cường giả nói rất hay chỗ, như thế nào đồng dạng, mà lại, Lý Lạc từ đầu đến cuối cũng không có muốn tránh lui dự định. Vậy kính xin lão tổ chỉ điểm. Lý Lạc ôm quyền, sau đó thần sắc đột nhiên ngưng trọng, bàng bạc năng lượng mênh mông quét sạch thiên địa, đồng thời một thanh lưu chuyển thanh quang trường đao xuất hiện ở trong tay, chuôi này xanh đao chính là một thanh đơn mắt tím bảo cụ, bởi vì hắn cái kia kim ngọc huyền tượng đao phá toái, còn chưa từng đúc lại tốt, cho nên Lý Lạc lúc đến, liền từ Thanh Minh Viện trong bảo khố cho mượn chuôi này xanh đao làm dự bị. Mà coi như Lý Lạc ngưng thần mà đợi lúc, Lý Quân cũng là có động tác, chỉ thấy bước chân hắn một bước, hư không phẳng phất bị nó sinh sinh xô ra lỗ thủng, sau đó nó thân ảnh chính là như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở Lý Lạc phía trước, oanh, trong tay hắn bàn long kim côn, nhẹ nhàng đối với Lý Lạc đập tới. Lý Lạc vội vàng thôi động bàng bạc năng lượng, ra chỉ tự thân xanh đao, lôi cuốn ngập trời đao quang. Cùng cái kia kim côn va nhau. Nhưng mà đao côn va chạm trong nháy mắt, Lý Lạc đồng tử lại là đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn cảm giác được trong tay xanh đao, phẳng phất là phát ra gào thét thanh âm. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, vết dạn nhanh chóng nổi lên, oanh một tiếng, phá toái ra. Lý Lạc trong lòng hãi nhiên, món này đơn mắt tím bảo cụ, cứ như vậy báo hỏng rồi, hắn thân ảnh vội vàng nhanh lùi lại. Nhưng này kim côn lại như bóng với hình, không ngừng đập tới. Lý Lạc vội vàng tế ra một chút chuẩn bị xong loại hình phòng ngự bảo cụ, hóa thành trùng điệp phòng hộ. Thế nhưng là, những này phòng hộ, tại cái kia kim côn bên dưới giống như giấy đồng dạng yếu ớt, côn ảnh đảo qua, cái gọi là phòng ngự bảo cụ đều phá toái. Lúc này, Lý Lạc rốt cục thấy rõ, Lý Quân trong tay lão tổ bàn long kim côn rất không bình thường, tựa hồ là có đánh tan bảo cụ thần diệu chi lực. Bình thường bảo cụ, liền xem như đơn tử nhãn bảo cụ, đều không thể cùng va chạm. Quá bá đạo, Lý Lạc không ngừng kêu khổ. Lão tổ này làm sao còn tự mang thần binh? Chẳng lẽ hắn đến móc ra Thiên Long Trục Nhật Cung? Sao? Nhưng này dù sao cũng là công kích từ xa bảo cụ, không có khả năng dùng để chính diện đối cứng a. Đơn tử nhãn bảo cụ hư hại mặc dù có chút đau lòng,
còn có thể tiếp nhận, vạn nhất hắn bảo bối này Thiên Long Trục Nhật Cung cũng bị hủy, Lý Lạc thật sự là khóc đều không có địa phương khóc. Cho nên, cái này lần đầu tiếp xúc ở giữa, Lý Quân lão tổ còn không có làm sao động thủ, cái này bàn Long Kim Côn liền đem Lý Lạc khiến cho có chút chật vật đứng lên. Long Nha Sơn, trong thạch đình, Lý Kinh Chập nhìn thấy một màn này, có chút bất đắc dĩ nói, lão tổ cái này bàn Long Kim Côn, năm đó không biết đánh cho bao nhiêu đối thủ tan nát cõi lòng. Lý Lạc còn thiếu một kiện cận thân bảo cụ. Nói như vậy lấy, Lý Kinh Chập đột nhiên thần sắc khẽ động, sau đó lộ ra dáng tươi cười, ngược lại là tới kịp thời. Chợt hắn duỗi ra ngón tay, đối với trước mặt hư không lấy xuống. Chỉ thấy không gian trực tiếp là bị cắt đứt, trong lúc mơ hồ, dường như một đạo to rõ đao minh thanh âm vang lên, đao kia minh thanh bên trong, có long tượng thanh âm. Một vòng đao quang chợt hiện, sau đó nương theo lấy Lý Kinh Chập tay áo huy động, vệt kia đao quang đúng là từ trong hư không xuyên qua, 72 tầng bên trong. Không ngừng nhanh lùi lại Lý Lạc trong tai, đột nhiên nghe được một đạo có chút quen thuộc đao minh âm thanh, tiếp theo một cái chớp mắt, bên cạnh hắn không gian cắt đứt ra, một vòng đao quang nhảy vọt mà ra. Lý Lạc lòng có linh tê vươn bàn tay, một tay lấy đao quang kia nắm ở trong tay. Oanh, lúc này côn ảnh màu vàng xuyên qua hư không mà tới. Lý Lạc bàng bạc năng lượng gào thét mà ra, lôi cuốn trong tay đao quang, cùng côn ảnh kia chạm vào nhau, keng, thanh thúy tiếng kim loại nổ vang mà lên, ở phía dưới to lớn trong đầm cuốn lên thao thiên cự lãng. Bất quá làm cho Lý Lạc vui mừng chính là, lần này, trong tay chi đao, vậy mà cũng không phá toái. Lão tổ cái kia chuyên toái bảo cỗ bản Long Kim Côn, tựa hồ lần đầu không có hiệu quả. Lý Lạc bước ra lùi lại, ánh mắt vui mừng nhìn về phía ở trong tay chi đao. Đây là, đúc lại sau Kim Ngọc Huyền Tượng đao.